chương 706, bảo vệ tánh mạng giao dịch. Tiêu phàm tạm thời đem động tác ngừng lại, 10 ngón gian lôi hồ lè lè, tia sáng trắng trói mắt. Uy linh lão ma thoảng quang nghiêng đi đầu, không dám trực tiếp cái kia trói mắt hồ quang điện, hoặc là, đây cũng là lão ma nào đó tư thái, bất chính xem hồ quang điện kỳ thật chính là bất chính xem tiêu phàm là một loại chủ động yếu thế thái độ. Sống ngàn năm lão yêu quái, những này đạo lý đối nhân xử thế đã sớm thành tinh liễu tương đương bọn hắn cuồng ngạo, đa số thời điểm là một loại tuyệt đối thực lực biểu hiện. Thử nghĩ một người có nghiền áp tuyệt đại bộ phận sinh linh thực lực, chính thức có thể làm được tận lực điệu thấp đích, thật đúng là không có mấy cái. Tung xem như tiêu chân nhân như vậy ung dung thủ lễ người, đối với một ít không quen nhìn sự vật, cũng gần kề chỉ là bảo trì biểu hiện ra khách khí mà thôi, nên động thủ thời điểm tuyệt nghiêm túc. Ví dụ như bây giờ đối với uy linh lão ma, tự chút nào cũng không có bởi vì đối phương nguyên anh tu sĩ thân phận mà có nửa phần băn khoăn cùng trần chờ. Uy Linh lão ma cũng chính là phát hiện điểm này, lúc này mới nhanh chóng thay đổi thái độ, hướng tiêu phàm chịu thua. Thực lực không bằng, lại không có dựa vào, không phục mềm muốn đãi như gì. Tiêu chân nhân, vô cực môn cùng phái Mao Sơn đều là chính đạo tông môn, người phải giúp tuyên bố rõ ràng đạo hiếu, đó là đương nhiên. Các người chính đạo tông môn đồng khí liên chi nghĩa khí, ta cũng là bội phục đích, Bất quá, người tuyên bố rõ ràng đạo hữu đồng thời, cũng không cần phải nhất định phải cùng ta gây khó dễ. Uy Linh lão ma trầm giọng nói ra, ngữ khí thập phần thành khẩn. Tiêu chân nhân có lẽ không rõ ràng lắm, ngàn năm trước kia, chúng ta Linh Cảm Tông coi như là trung thổ thế giới tu chân đại phái, thanh thế quá lớn, tuy so ra kém vô cực môn, so sánh với phái Mao Sơn, cũng không kịp nhiều lại để cho. Lão hủ thẹn vì Linh Cảm Tông trưởng lão, tại tu chân giới cũng là có chút danh tiếng khí tu luyện mấy trăm năm, cái khác không dám nói. đảo cũng có chút thân gia, chỉ cần tiêu chân nhân nguyện ý mở một mặt lưới, lão hủ nguyện ý đem bình sinh bắt được bảo vật cùng linh thạch, toàn bộ dâng tặng cho tiêu chân nhân. không biết tiêu chân nhân định như thế nào. linh thạch. audio điện tử võ tấn bền. tiêu phàm phản hỏi một câu. đúng vậy, chính là linh thạch. tiêu chân nhân, ta biết rõ từ không gian thông đạo sụp đổ về sau trung thổ thế giới dần dần trở nên không thích hợp tu luyện, cũng sẽ không có đối với linh thạch nhu cầu. Kỳ thật linh thạch tại tu chân giới tác dụng là rất lớn. Tiêu phàm khoát tay áo, nói ra ta biết rõ linh thạch đối với tu sĩ tác dụng. Thanh Dương Tổ Sư đã từng cùng hắn nói tới qua linh thạch nhiều loại tác dụng, chẳng những có thể dùng dùng để bày trận, khôi phục linh lực, đem ra sử dụng khôi lỗi, hơn nữa là tu tiên giới thông dụng tiền. Rất nhiều giao dịch đều là dùng linh thạch đến giao dịch. Dưới mắt, trung thổ thế giới tạm thời không có đối với linh thạch nhu cầu, coi như là bảy trận pháp khí, cũng là dựa vào thân mình pháp lực với tư cách khu động năng lượng nguyên. Nhưng hiện tại không có nhu cầu không có nghĩa là lấy tương lai cũng không có nhu cầu. Một khi không gian thông đạo dần dần mở ra, cùng những thứ khác tu chân giới diện liên thông về sau, đại lượng tu sĩ bắt đầu dũng mãnh vào trung thổ thế giới, đối với linh thạch nhu cầu, nhất định sẽ một lần nữa tràn đầy bắt đầu đứng dậy. Huy Linh Lão Ma làm làm một người nguyên anh tu sĩ, thân gia nhất định xa xỉ. Cho dù tiêu phàm bây giờ còn không thể hoàn toàn giải thích Linh Thạch đối với tu sĩ tầm quan trọng, nhưng Huy Linh Lão Ma bảo vật cũng tuyệt đối là rất lớn hấp dẫn. Nguyên anh tu sĩ bảo vật, cái kia là không giống tiểu khả. Tiêu phàm chính mình, trước mắt có viêm linh chi lưới kiếm cùng băng phách phi đao, hơn nửa bùa, công kích thủ đoạn miễn cưỡng tính toán có chút ít, phòng ngự pháp bảo lại trên cơ bản không có chỉ có thể dựa vào đỉnh càn khôn đến hấp thụ địch nhân một ít âm khí huyết vụ các loại. Gì đó, dù sao không phải đứng đắn phòng ngự bảo vật. Lực phòng ngự dưới, tại trong tranh đấu đúng vậy rất không có phương tiện, thập phần lực công kích cũng trở nên chỉ còn lại có 5 phần. Tự giống với hạ cờ vua, một khi sĩ tương bị phá rơi, tung tính toán xe ngựa pháo đầy đủ hết, hạ bắt đầu đứng dậy cũng là trái chi phải kém cỏi trăm ngàn chỗ hở. Về phần tân lâm, uyển thiên thiên bọn người, cho tới nay không có có thích hợp bảo vật phòng thân. Có thể nói, Tiêu Chân Nhân bây giờ đối với pháp bảo pháp khí khao khát, thật sự là bức thiết đắc vô cùng. Tiêu Chân Nhân biết rõ linh thạch tác dụng, vậy thì càng tốt hơn. Tiêu Chân Nhân, theo trước mắt tình hình đến xem, từ thái hứng chân nhân bọn hắn rời đi chung thổ giới về sau, chỉ sợ vô cực truyền thừa cũng không bằng lấy trước như vậy hưng thịnh đi à nha. Tuy nhiên chúng ta Linh Cảm Tông tu luyện là ma đạo công pháp, nhưng ở ta bảo tàng bên trong cũng có chút thích hợp chính đạo tông môn tu luyện công pháp. Tất cả những này, ta hết thảy đưa cho tiêu chân nhân, chỉ cần tiêu chân nhân hạ thủ lưu tình. Uy linh lão ma ngôn từ, lại càng khẩn thiết, tư thái phóng đắc rất thấp. Tiêu phạm ánh mắt lập lè, nói ra, uy linh tiền bối, cho dù ta nguyện ý cùng ngươi giao dịch, ta lại thế nào làm được tha cho ngươi một cái mạng đâu này. Dùng roi lôi điện chi lực đem hai người nguyên thần tách ra, nói trắng ra là chính là nương tựa theo roi lôi điện nhận chủ năng lực, đem lôi điện chi lực tất cả đều khuynh tả tại huy linh lão ma đầu thượng, tránh đi tuyên bố rõ ràng chân quân. Trừ lần đó ra, tiêu phàm thật đúng là không biết phải như thế nào đưa bọn chúng tách ra, đồng thời lại làm được hai người nguyên thần cũng không thương tổn. Nghe tiêu phàm ngữ khí buông lỏng, huy linh lão ma không khỏi đại hỉ, vội vàng nói, cái này kỳ thật cũng không khó khăn lắm, chỉ cần tuyên bố rõ ràng đạo hữu phối hợp. Chúng ta lẫn nhau đem nguyên thần chi lực theo đối phương nguyên thần bên trong một chút rút ra là được rồi thực sự đơn giản như vậy. Uy Linh lão ma cứng lại, lập tức vừa cười vừa nói, đương nhiên cũng có một chút độ khó, dù sao hai ta dây dưa lâu như vậy, nguyên thần chi lực có nhất thời nữa khác đều ở cùng một chỗ. Quan trọng hơn trước mắt, hay là muốn tiêu chân nhân hỗ trợ đích. Đến lúc đó tiêu chân nhân dùng lôi điện thần thông, cưỡng ép hiếp đem chúng ta hỗn tạp cùng một chỗ cái kia bộ phận nguyên thần đánh tan chính là. Yêu ma, không cần phải hồ ngôn loạn ngữ. Chính vừa nghe, lập tức đại phẫn nộ quát. Uy Linh lão ma cái này là muốn tiêu phàm ngang hàng đối đãi hắn và tuyên bố rõ ràng chân quân nguyên thần, chính như thế nào chịu đáp ứng. Vạn nhất tại tách ra trong quá trình, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chính đương nhiên là hy vọng tiêu phàm toàn lực đối với Uy Linh lão ma ra tay, bảo vệ tuyên bố rõ ràng chân quân bình an. Uy Linh thượng nhân rất là tức giận chừng mắt nhìn chính liếc, nếu không phải hiện tại hắn yêu cầu người, chỉ sợ sớm đã đối với chính nghiêm nghị quát lớn liễu tương đương. Một cái chính là chúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, lúc nào đặt ở uy linh lão ma trong mắt. Tiêu phàm chưa mở miệng, tuyên bố rõ ràng chân quân ha ha cười một tiếng, đoạt tại trước, nói ra tiêu tiểu hiếu, ta muốn là ngươi, ta liền cho hội đáp ứng cái này lão ma điều kiện. Tổ sư, chính kinh hãi, kêu lên. Tiêu phàm mắt nhìn tuyên bố rõ ràng chân quân, trầm giọng nói ra tiền bối, vì cái gì? Rất đơn giản, thứ nhất, cái này lão ma nói ra điều kiện đủ mê người đích, ngay cả ta đều có chút động tâm mới có lợi vì cái gì không cần phải. Thứ hai, nếu như cái này lão ma nguyện ý hợp tác, chúng ta đây lẫn nhau tách ra, xác thực có thể so với so sánh thuận lợi một ít. Bằng không thì, tung tính toán có roi lôi điện tương trợ, cũng sẽ rất phiền toái. Tuyên bố rõ ràng chân quân nhanh mồm nhanh miệng, lập tức giải thích nói. Uy Linh lão ma lại là tức giận lại là buồn cười, kêu lên, tuyên bố rõ ràng đạo hữu người nếu sớm như vậy thông tình đạt lý, chúng ta cũng không trở thành rơi cho tới hôm nay như vậy ruộng đồng. Tuyên bố rõ ràng chân quân cười nói, người nếu không rơi xuống hôm nay như vậy ruộng đồng, dùng người uy linh lão ma tính tình, người hội đưa ra tốt như vậy điều kiện đến. Lão ma, tiêu tiểu hữu bọn họ là hậu sinh vãn bối, rất nhiều sự tình không rõ, nhưng bày đặt ta ở chỗ này, người nếu muốn đầu cơ trục lợi, lừa gạt cái gì âm mưu quỷ kế, sớm làm thu lại. Chúng ta từ tục tiểu nói trước, người nếu là dám lật lọng, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Uy Linh lão ma, hừ, một tiếng, nói ra, tuyên bố rõ ràng đạo hiếu, người như vậy khôn khéo, ai có thể tại trước mặt ngươi lừa gạt mưu kế. Yêu cầu của ta rất đơn giản, nguyên thần sau khi tách ra, ta còn là tại tụ hồn bát lý an thân. Ta cũng vậy không nhớ người đám bọn họ cho ta đoạt xá, càng không nhớ người đám bọn họ cho ta mượn xác hoàn hồn. Chờ ta đem bà đáp ứng bảo vật linh thạch cùng công pháp giao cho các ngươi về sau, các người phóng ta nguyên thần tự hành rời đi chính là để cho ta tái nhập lục đạo luân hồi lần này ngài tuyên bố rõ ràng chân quân đều có điểm không tin tưởng lắm nhìn chằm chằm hỏi một câu chỉ đơn giản như vậy tựa hồ uy linh lão ma dùng khổng lồ như vậy một cái giá lớn tự đổi được một cái lại vào luân hồi cơ hội không khỏi có chút không lớn có lợi nhất uy linh lão ma mang theo điểm mỉa mai ý nói ra không đơn giản như vậy người muốn muốn thế nào chẳng lẽ giúp ta tìm một cụ thể xác, để cho ta mượn xác hoàn hồn. Người có hảo tâm như vậy, ta còn không thể tin được nì. Lão ma đầu, ta đối với người đúng vậy hiểu rất rõ rồi, người khẳng định tại đánh cái gì xấu chủ ý. Tuyên bố rõ ràng chân quân lắc đầu liên tục, không tin nói. Uy linh lão ma cả giận nói, lão quỷ, người cái này cũng không tin cái kia cũng không tin, muốn muốn như thế nào. Lão tử cái này gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh dù sao những kia bảo vật linh thạch, sau này ta cũng vậy không dùng được liễu tương đương. Các ngươi những này chính đạo gia hỏa, chắc chắn sẽ không tùy ý ta đi đoạt xá đích, nói sau ta hiện tại cái dạng này, nguyên thần chi lực lỗ lã quá nhiều, cho dù có phù hợp thể xác, bằng ta lực lượng của mình cũng đã không có khả năng hoàn thành đoạt xá. Đã như vậy, ta vì cái gì không cầm những này không dùng được mấy cái gì đó, để đổi lấy chuyển thế đầu thai cơ hội. Tuy nhiên u minh sự tình, không có người nói được chuẩn, nhưng có một cái cơ hội tổng sống khá giả không có. Lời nói thật nói cho ngươi, nay sao sao ta muốn là đổi chỗ mà xử, ngươi cũng sẽ là đồng dạng cách nghĩ. Dừng một chút, uy linh lão ma lại tăng thêm vài câu, uy chấn trung thổ giới Mao Sơn tuyên bố rõ ràng chân quân, lúc nào trở nên nhát gan như vậy như thế, nghi thần nghi quỷ rồi. Chẳng lẽ tại đây linh quan phục ma đại trận chấn áp phía dưới, ta còn có thể chạy trốn được sao? Những lời này, lập tức liền thuyết phục tuyên bố rõ ràng chân quân bất quá việc này dù sao không phải hắn có thể làm chủ đích liền chuyển hướng tiêu phàm nói ra tiêu tiểu hữu ý của ngươi như muốn ta xem cái này lão ma đầu cũng lừa gạt không xuất ra cái gì quỷ kế đến liễu tương đương tiêu phàm cười cười nói ra đã tuyên bố rõ ràng tiền bối đều nói như vậy rồi vãn bối tự nhiên là không có bất tuân bất quá vãn bối cũng có một cái điều kiện ngươi nói ngươi nói Uy Linh lão ma vừa nghe, lập tức một điệt thanh âm nói, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong vẻ. Tiêu Phàm cũng không để ý đến hắn, chỉ là nhìn qua tuyên bố rõ ràng chân quân, nói ra tuyên bố rõ ràng tiền bối, về sau đoạt bảo thời điểm, ta hy vọng tiền bối cùng ta đồng hành. Bởi như vậy, vãn bối tự an tâm. Tiêu Phàm trong nội tâm tựa như gương sáng đích, biết rõ lừa gạt tâm cơ lời mà nói, chính mình rất có thể không phải những này ngàn năm lão ma đối thủ, liền dốc hết sức đem tuyên bố rõ ràng chân quân dụ dỗ có tuyên bố rõ ràng chân quân đồng hành, luôn muốn ổn thỏa nhiều lắm. Dù cho muốn chia đều uy linh lão mà ưng thuận cái kia tốt hơn nơi, cũng sẽ không tiếc. Ha ha, người cái này hậu sinh, thật đúng là cẩn thận đắc vô cùng. Tốt, không có vấn đề, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Tuyên bố rõ ràng chân quân ngược lại thập phần sảng khoái, một lời đáp ứng xuống. chương 707, Dưỡng Hồn Hương Thanh hư quan hậu viện linh quan điện tầng một tầng hầm ngầm linh quan phục ma đại trận uy lực toàn bộ mở ra tầng một giống như thực chất loại kim sắc quang màn đem tám chiếc cụ linh quan tượng nặn vây quanh phạm vi tất cả đều bao phủ xuống đến tám chiếc cụ điêu khác bên cạnh đều đều khoanh chân ngồi một gã áo bảo sám đạo sĩ hai mắt khép hờ tay trái đưa ngang ngực tay phải niết quyết đem từng đạo pháp quyết không ngừng đánh vào đến linh quan tượng nặn trong cơ thể duy trì lấy cả pháp trận vận chuyển. Cái này tám gã áo bảo sám đạo sĩ, cả đám đều có chút cơ kỳ tu vi. Theo chính nói, đây đã là phái Mao Sơn mạnh nhất tám gã đệ tử, một người trong đó, thậm chí chính là đương đại Mao Sơn chân quân. Vì tuyên bố rõ ràng tổ sư nguyên thần có thể thuận lợi cùng uy linh lão ma thoát ly, Mao Sơn chân quân thì bất chấp thân phận gì mặt mũi, cùng bình thường Mao Sơn đệ tử, cùng đi khu động đại trận. Chính, Phan Thiên cùng đàm hiên ba người, khắp nơi mật thất hơi nghiêng, dám thị lấy trong trong ngoài ngoài tình huống, thời khắc chuẩn bị ứng đối có chuyện xảy ra. Chính thức nhân vật chủ yếu tiêu phàm thì là tại linh quan phục ma đại trận trong, thân hình lăng không lơ lửng, lẳng lặng chăm chú nhìn trước mặt cái kia đoàn bóng đen, kim chói roi lôi điện, như trước treo cao tại bóng đen phía trên, chậm rãi xoay tròn lấy, tiên trên khuôn mặt, thỉnh thoảng có mảnh khảnh lôi hồ nhẹ nhàng chấp động thoáng một tí, phát ra, suy suy tiếng vang. Ở vào linh quan phục ma đại trận trung ương nhất đích, thì là cái kia đoàn bóng đen, tuyên bố rõ ràng chân quân cùng uy linh thượng nhân nguyên thần chi thân thể. Như vậy như lâm đại địch giống nhau đối đãi hai cái suy yếu ngàn năm tàn hồn, nguồn gốc từ tiêu phàm kiên trì. Cho tới bây giờ, hắn đối với nguyên anh kỳ tu sĩ thần thông cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ở lạng yên tư bảo dưới mặt đất biển máu diệt sát cái kia tên bạch tuộc quái thú, lại làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Tên kia biển máu chi linh biến ảo mà thành bạch tuộc quái thú, thì ra là kim đan hậu kỳ tu vi, vẫn chưa tới nguyên anh cảnh giới. Liền đã khó như vậy mà chống đỡ dao, làm cho hắn cưỡng ép hiếp kích phát lôi bằng biến thân mới may mắn diệt sát rơi. Theo Thanh Dương Tổ Sư nói, kim đan hậu kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Chính là vài tên kim đan hậu kỳ tu sĩ liên thủ, cũng chưa chắc thấy là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đối thủ. Cái này còn gần kề chỉ là chỉ sức chiến đấu, đối với mặt khác thần thông lĩnh ngộ cùng vận dụng, cũng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Xem tuyên bố rõ ràng chân quân sắc mặt, tựa hồ là có chút không cho là đúng, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản. Tuyên bố rõ ràng chân quân đã muốn nhìn ra, vị này tuổi trẻ vô cực môn đương đại trưởng giáo, nhìn về phía trên văn tĩnh ung dung, thực chất bên trong đầu nhưng thật ra là một cái phi thường cố chấp người. Cái này cũng khó trách, trẻ tuổi như vậy có thể chấp trưởng vô cực môn, lại há có thể là nước chảy bèo trôi, không có có chủ kiến hạng người. Tiêu phàm tình nguyện hiện tại cẩn thận chút ít, cũng không nguyện đối mặt nhất thời sơ xảy tạo thành sao sao phiền. Dưới mắt, cái này hai gã nguyên anh tu sĩ nguyên thần, đối với ngoại giới hết thảy, hoàn toàn làm như không thấy có tai như điếc, đang tại ngưng tụ còn sót lại hồn lực, một chút đem lẫn nhau nguyên thần từ đối phương trong cơ thể rút sắp xuất hiện đến. Mặc dù là linh hồn chi thân thể, nhưng theo song phương sắc mặt thượng có thể nhìn ra được, đây hết thải tiến hành đắc gian nan vô cùng, hai người nguyên thần đang tại chịu đựng lấy khó có thể chịu được dày vò cùng thống khổ. Lúc trước chiến đấu, lẫn nhau thậm chí nghĩ hết mọi biện pháp, muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, đem đối phương nguyên thần hoàn toàn thôn phệ, thủ đoạn e sợ cho không cay, chiêu số e sợ cho không hung ác, hơn nghìn năm xuống, quả nhiên là dây dưa không rõ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Hôm nay lại muốn muốn tách đi ra, nào có dễ dàng như vậy. Người ở bên ngoài xem ra, chỉ thấy một đoàn nồng đậm bóng đen, tại phục ma đại trận ở trung tâm không ngừng quay cuồng vặn vẹo, hai gương mặt khi thì thoáng hiện, lộ ra thống khổ dày vò vẻ. Tại tiêu phàm thiên nhãn thần thông phía dưới, lại có thể thanh thanh sở sở chứng kiến kim quang cùng lục mang trong lúc đó dối rắm vô cùng bộ dạng, cùng với lẫn nhau trong lúc đó một chút tách tiến độ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 6 canh giờ đi qua linh quan phục ma đại trận ánh vàng rực rỡ màn sáng, trở nên ảm đạm rồi ba phần khu động kích phát đại trận tám gã Mao Sơn đệ tử, nguyên một đám mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, rất rõ ràng pháp lực tiêu hao qua kịch. Ô hay! Liền vào lúc này, tiêu phàm hét lớn một tiếng. Tám gã Mao Sơn đệ tử đồng thời thân thể chấn động, kìm lòng không được mà nhắc tới pháp lực, tám đạo mạnh mẽ pháp quyết, đánh vào trước người linh quan tượng nặn bên trong, vốn là ảm đạm rồi ba phần màn sáng, lần nữa trở nên ánh vàng rực rỡ đích, trói mắt sáng chói tiêu phàm tay phải năm ngón tay thay đổi liên tục, từng đạo màu ngân bạch tinh xảo hồ quang điện, kích xạ tiến tại bóng đen trên không chậm rãi xoay tròn roi lôi điện bên trong, vốn là im lặng roi lôi điện mãnh liệt run lên, từng đạo màu vàng hồ quang điện bỗng nhiên tại tiên trên người lóng lánh bắt đầu đứng dậy, rất nhanh liền hội tụ đến cùng một chỗ, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo vừa thô vừa to màu vàng hồ quang điện mãnh liệt đánh mà hạ, hung hăng oanh kích tại không ngừng quay cuồng bóng đen phía trên hét thảm một tiếng cùng một tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên. Tiêu phàm hai mắt lục mang lè lè, chỉ thấy màu vàng hồ quang điện chuẩn xác vô cùng mà đánh chúng kim quang cùng lục mang đan vào chỗ, vốn là dối rắm cùng một chỗ, như thế nào đều phân không mở kim quang cùng lục mang, tại màu vàng hồ quang điện oanh kích phía dưới, hóa thành điểm một chút khói đen, như vậy chôn vùi. Tuyên bố rõ ràng tổ sư cùng uy linh lão ma gương mặt, đồng thời vặn vẹo biến hình, tựa hồ đã trải qua khó có thể tưởng tượng thống khổ tra tấn, hai người nguyên thần khí tức, đồng loạt nhược vài phần. Nếu như cẩn thận phân biệt lời mà nói, tuyên bố rõ ràng chân quân khí tức, giống như so uy linh lão ma muốn đỡ một ít. Dù sao roi lôi điện là bổn mạng của hắn pháp bảo, hồ quang điện oanh kích phía dưới, đối với uy linh lão ma thương tổn quá nặng vài phần. Bất quá cái này roi lôi điện là do tiêu phàm trong cơ thể lôi bằng chi lực dẫn phát, trong đó mang theo thập phần nồng đậm yêu linh chi khí, đối với tuyên bố rõ ràng chân quân thương tổn lại cũng không nhỏ trọn vẹn đi qua một phút đồng hồ, tuyên bố rõ ràng chân quân cùng uy linh thượng nhân linh thân thể mới xem như trì hoãn quá mức đến. Nguyên thần chi thân thể, trực tiếp chịu đựng lôi điện oanh kích, cũng muốn hai gã nguyên anh tu sĩ mới dám làm như vậy, đổi một người, chỉ sợ sớm đã tại lôi điện uy năng phía dưới, linh hồn tan thành mây khói liễu tương đương. Tiêu tiểu hiểu, hay lắm, quả nhiên không hổ là vô cực môn đương đại trưởng giáo, nắm bắt thời cơ đắc vừa mới tốt, độ mạnh yếu cũng nắm chắc đắc vừa đúng. Nếu cường thịnh trở lại một điểm, chúng ta hai lão này sợ sẽ hồn phi phách tán. Hơi khoảnh, trong bóng đen vang lên tuyên bố rõ ràng chân quân cởi mở tiếng cười, tuy nhiên có chút trung khí chưa đầy, nghe đi lên cũng rất là sung sướng. Lần này, Uy Linh thượng nhân thật không có cùng hắn đấu võ mồm, cũng mở miệng khen, không tệ tiêu chân nhân lúc này cơ cùng độ mạnh yếu đều nắm chắc rất khá, bằng không thì chúng ta thật đúng là sẽ thêm ăn không ít đau khổ. Tiêu phàm cười cười, Nói ra, hai vị tiền bối khen chật rồi, vận khí mà thôi. Tại thiên nhãn thần thông phía dưới, chỉ thấy màu vàng bóng người cùng màu xanh biếc bóng người phần eo đã muốn tách ra, chỉ có dưới bụng còn dính cùng một chỗ. Hai cái đùi, một nửa kim chói, một nửa lục man dịu dàng, dây dưa tình hình, so sánh phần eo còn muốn phức tạp. Nếu như trước mắt không phải nguyên thần chi thân thể mà là hai cái đại người sống lời mà nói tiêu phàm vị này bác sĩ, đại phu chỉ sợ cũng muốn đối với bọn họ áp dụng cắt giải phẫu liếu tương đương. Bất quá nguyên thần chi thân thể lại không thể đơn giản như vậy thô bạo chỗ đưa, nếu thật là lại triệt để mất đi cái này một bộ phận nguyên thần tinh khí, đối với vốn là tự suy yếu không chịu nổi hai người đều là một cái hủy diệt tính đả kích. Uy Linh lão ma đã lâu không đi quản hắn khỉ gió, tuyên bố rõ ràng chân quân hay không còn có thể thuận lợi thi triển cái kia mượn xác hoàn hồn bí thuật, đã có thể rất khó nói liễu tương đương. Hai vị tiền bối, hơi chút nghỉ ngơi, chúng ta đợi tí nữa lại tiếp tục." Tiêu Phàm trầm giọng nói ra. "Chẳng những tuyên bố rõ ràng chân quân cùng uy linh thượng nhân cần khôi phục nguyên khí, tám gã khu động đại trận Mao Sơn đệ tử, pháp lực tiêu hao cũng rất nghiêm trọng." "Tốt, tuyên bố rõ ràng chân quân cùng uy linh thượng nhân đối với cái này tự nhiên hào không ý kiến, đều tự nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức." Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là 6 canh giờ đi qua. Đồng dạng một màn, lần nữa tại linh quan phục ma đại trận bên trong xuất hiện, roi lôi điện phát huy, ánh vàng rực rỡ hồ quang điện hung hăng đánh chúng hắn ở dưới cái kia đoàn bóng đen. Lần này, ngài tuyên bố rõ ràng chân quân cũng nhịn không được hét to một tiếng, tràn đầy thống khổ ý. Như vậy một khắc càng không ngừng vận công thi pháp, đem nguyên thần chi thân thể từ đối phương trong cơ thể một chút rút ra, muốn hao phí hồn lực thật sự không ít. Hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên thần cũng đã không chống chịu được, thậm chí cái kia đoàn bóng đen đều so sánh lúc trước muốn mỏng manh rất nhiều không nữa như vậy nồng đặc xếp bằng ở phục ma đại trận bên ngoài tám gã mao sơn đệ tử lại càng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy toàn thân mồ hôi đem đạo bào màu xám đều ướt đẫm trong đó hai vị công lực nhất thiền vừa vừa bước vào trúc cơ kỳ không lâu ngay cảnh giới cũng không kịp củng cố đạo sĩ thân thể khẽ run lên trên gương mặt hiện ra hai luồng rất không bình thường đỏ ửng rõ ràng cho thấy pháp lực tiêu hao qua kịch tình hình lại kiên trì chỉ sợ sẽ ngã xuống một cái cảnh giới một lần nữa đánh về luyện khí kỳ tiêu chuẩn chính xác mặt nghiêm trọng vô cùng nhìn cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống đàm hiên liếc trầm giọng nói ra đàm sư muội chúng ta đi thay bọn hắn một hồi a à, lại để cho hai vị này sư điệt nghỉ ngơi một chút thở một ngụm không được đàm hiên chưa mở miệng tiêu phàm lập tức tự bác bỏ các ngươi ba vị phải bảo trì tốt nhất trạng thái vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn mới tốt ứng đối. Chính lo lắng nhìn thoáng qua cái kia hai vị sắc mặt lại biến trở về trắng bệch sư điệt, nói ra Tiêu chân nhân, tiếp tục như vậy, bọn hắn chỉ sợ hội không kiên trì nổi. Tuyên bố rõ ràng chân quân cười khổ nói nói, không phải nhưng bọn hắn, chúng ta hai lão này đều nhanh gánh không được liễu tương đương. Tiêu Phàm hơi trầm ngâm, ống tay áo dương lên, một cái màu trắng bình ngọc bắn ra, thông qua linh quan phục ma đại trận kim sắc quang cháo, hướng chính bay đi chính ngay vội vươn tay bắt lấy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiêu phàm nói ra, chân nhân, trong lúc này là tám khỏa hoàng nguyên đan, ngươi cho vài tên đạo hữu mỗi người một khỏa, có thể trợ giúp bọn hắn khôi phục nguyên khí. Chính vừa nghe, lập tức nhổ bình ngọc mộc nhét, từ đó đổ ra một khỏa đậu phụ lớn nhỏ màu vàng dược hoàn, lập tức mùi thuốc xông vào mũi, linh lực bốn phía, xa không phải bình thường đan dược có thể so sánh, dược lực tinh thuần vô cùng. Chính lập tức có thể kết luận, cái này hoàng nguyên đan thuốc chủ yếu, cho dù không phải ngàn năm linh dược, cũng ít nhất có bảy tám năm dược tính liễu tương đương. Đủ để thấy cái này đan dược quý hiếm. Hôm nay tiêu phàm không chút do dược tựu lấy ra tám khỏa, còn thực là đại thủ bút. Cái này trí tuệ, khó lường. Lập tức chính lập tức đem tám khỏa hoàng nguyên đan phân cho tám gã sư điệt, mau sơn các đệ tử nghe thấy tới cái này xông vào mũi mùi thuốc, lập tức liền tinh thần chấn động, lập tức nuốt xuống dưới, vận công luyện hóa dược lực, sau một lát, liền nguyên một đám sắc mặt hiện hồng, nguyên khí khôi phục nhất thời nữa khắc nhiều. Tiêu phàm thủ đoạn một phen, trong tay lại xuất hiện một trụ dài ước chừng năm thốn màu đỏ hương dây, tán phát ra trận trận nhàn nhạt gỗ đàn hương khí tức. Tiêu phàm tay trái cầm hương, tay phải bắn ra, ánh lửa hiện lên, hương dây bị điểm đốt. Lập tức một cổ kỳ lạ mùi thơm liền tại màn hào quang phía dưới tràn ngập ra đi. Sướng hồn hương. Sau một khắc, màn sáng bên trong tựu vang lên tuyên bố rõ ràng chân quân vừa mừng vừa sợ mà tiếng kêu, hiển nhiên không tưởng được. Uy linh thượng nhân thật dài mà hít một hơi, cũng kinh hỉ nảy ra mà kêu lên, xác thực là dưỡng hồn hương, hơn nữa cái này hồn hương mộc dược hiệu, ít nhất tại đã ngoài ngàn năm liễu tương đương. Tiêu chân nhân, như vậy quý hiếm bảo bối, người ở đâu tìm được hay sao? Ngàn năm linh thảo luyện thành linh dược, đối với toàn thịnh thời kỳ tuyên bố rõ ràng chân quân cùng uy linh thượng nhân mà nói, cũng không coi là nhiều sao quý hiếm thần kỳ bảo vật, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng hữu dụng đến 2 ba ngàn năm dược tính linh thảo linh dược. Nhưng dưới mắt hồn lực đại thất, linh thân thể không yên, bỗng nhiên có như vậy ngàn năm dược tính dưỡng hồn hương xuất hiện, đối với bọn hắn giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thật sự là quá kịp thời liễu tương đương. Cái này dưỡng hồn hương sau khi đốt, có an hồn định phách kỳ hiệu, tẩm bổ hồn phách, dự trữ nuôi dưỡng hồn lực là thượng giai chi tuyển vốn là tiêu phàm vì chính mình luyện chế, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đích. Tiêu phàm bây giờ là kim đan trung kỳ tu vi, dùng ngàn năm hồn hương mộc phiến lá đến luyện chế dưỡng hồn hương, dược lực không tính quá mau cũng không tính toán quá chỉ hoãn, phù hợp. Ai biết mình chưa dùng tới, đảo trước tiện nghi hai cái ngàn năm lão quái vật. May mà tại linh dược viên ở phía trong, có một cây cành lá rậm rạp ngàn năm dưỡng hồn mộc, phiến lá còn nhiều mà, nguyên liệu sung túc, chỉ cần tốn hao một ít thời gian, có thể luyện chế ra một đống lớn dưỡng hồn hương đi ra. Tiêu phàm mỉm cười nói, đã dưỡng hồn hương hữu hiệu, hai vị tiền bối xin mời nắm chặt thời gian A. Tuyên bố rõ ràng chân quân cùng uy linh lão ma lập tức tỉnh ngộ, cũng bất chấp lại cùng tiêu phàm khách khí, đồng loạt hấp thụ dưỡng hồn hương dược lực, bắt đầu cấp cấp khôi phục tổn thất thảm trọng linh thân thể tinh khí. chương 708, Sarutobi Y Sương Ban đêm, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Linh quan trong điện, kim chói, dưới mặt đất tầng một linh quan phục ma đại trận, vận chuyển tới cực hạn. Vẻ này khổng lồ khí tức, lại cũng khó có thể che giấu, thẳng trùng vân tiêu, bốn phía thiên địa nguyên khí, mãnh liệt quay cuồng, quấy làm một đoàn, khí thế kinh người. Vốn là khoanh chân ngồi xuống chính văn thiên đàm hiên và ba người, sớm đã đứng dậy, ánh mắt nhấp nháy mà nhìn qua màn hào quang trong. Quang trong trận, tuyên bố rõ ràng chân quân cùng uy linh thượng nhân nguyên thần, đã đến chia lửa cuối cùng trước mắt. Vốn là đen ngòm hắc khí, chia làm lượng hai bộ phận, không cần thiên nhãn thần thông cũng có thể thấy rõ ràng, hai người phần eo đã ngoài linh thân thể, đã hoàn toàn tách ra, chỉ có hai cái đùi có lẽ hay là dính cùng một chỗ. Trải qua một thời gian ngắn nghỉ ngơi, cùng với dưỡng hồn hương kỳ hiệu, tuyên bố rõ ràng chân quân cùng uy linh thượng nhân nhìn về phía trên đều thần thái sáng láng, tinh khí sự dư thừa. Ngược lại trên bệ đá không tiêu phàm sắc mặt, hơi có vẻ tái nhợt. Tại quá khứ trong 12 thời thần, tiêu phàm liên tiếp hai lần toàn lực thúc dục trong cơ thể lôi điện chi lực, tuy nhiên pháp lực tiêu hao chưa nói tới nhiều nghiêm trọng, vốn là bị áp chế xuống dưới ngân dược lôi bằng bạo ngược khí, lại bắt đầu dục dịch. Ngân dược lôi bằng là sấm gió song thuộc tính trời sinh thánh linh, tiêu phàm luyện hóa hắn tổn hại nội đan, nắm giữ triệu lôi thuật ra lông, giống nhau trình độ thượng triệu lôi thuật sử dụng, tự nhiên không đến mức kích phát lôi bằng bạo ngược. Nhưng mà liên tiếp không ngừng mà toàn lực ứng phó thúc dục lôi điện chi lực, thì phải là hai việc khác nhau liễu tương đương. Tiêu Phàm vận chuyển Hạo Nhiên chính khí, đem dục dịch bạo ngược khí, miến cứng đè ép xuống dưới, vận khởi Thiên Nhãn thần thông, hết sức chăm chú mà nhìn thẳng tuyên bố rõ ràng chân quân cùng Uy Linh thượng nhân linh thân thể. Lão ma đầu, chuẩn bị xong không có. Tuyên bố rõ ràng chân quân nhìn đối diện Uy Linh thượng nhân liếc, cười hỏi. Uy Linh thượng nhân hừ lạnh một tiếng, lý đều không để ý hắn, lại ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng ở trên không Tiêu Phàm trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra tiêu chân nhân, cái này một kích cuối cùng, đúng vậy rất quan trọng yếu. Tiêu phàm cười cười, nói ra, uy linh tiền bối, ngươi là không tin tại hạ, vẫn là chưa tin vô cực môn, hoặc là không tin tuyên bố rõ ràng tiền bối. Uy linh thượng nhân không khỏi có chút ngượng ngùng đích. Hiển nhiên chỉ kém một kích cuối cùng, hai người nguyên thần có thể tách ra, cái này lão ma trong nội tâm lại có chút ít không nỡ liếu tương đương. Vạn nhất tiêu phàm bội ước, béo nhờ nuốt lời, hắn đã có thể phiền toái đại rồi, dùng hắn hiện tại cái dạng này, nguyên thần chi lực đại suy giảm, tiêu phàm nếu muốn ra tay đối phó hắn, nhưng hắn là nửa điểm kháng cự chi lực đều không có. Tuyên bố rõ ràng chân quân có chút khinh thường nói, lão ma đầu, người có cái gì rất sợ hãi hay sao? Chẳng lẽ ta tuyên bố rõ ràng sẽ là cái loại này tự hủy lời hứa người sao? Vô cực môn giáo quy giáo lý như thế nào, người cũng không phải không biết năm đó thái hứng chân nhân vì chính đạo liên minh tu sĩ có thể tự mình tỷ lệ xuất lĩnh vô cực môn người cản phía sau như vậy phẩm cách người có cái gì không tin được hay sao uy linh thượng nhân san vừa cười vừa nói hai vị hiểu lầm ta không có hoài nghi ý hãy bớt xàm môn đi hiện tại canh giờ cũng không xê xích gì nhiều chúng ta bắt đầu đi tốt vậy thì bắt đầu lập tức hai người đồng thời ngậm miệng lại vận chuyển hồn lực bắt đầu tiến hành cuối cùng chia lìa tiêu phàm sắc mặt, càng thêm ngưng trọng lên, 10 ngón gian hồ quang điện ẩn ẩn lập lè không thôi, vẫn sức chờ phát động. Hắn vô cùng rõ ràng, cuối cùng này chia lìa cũng cần gấp nhất, một khi chia lìa thất bại, hai người hồn lực tiêu hao qua kịch, trong thời gian ngắn là rất khó lại tiến hành lần thứ hai chia lìa đích. Thậm chí còn có rất lớn khả năng lại cũng vô pháp tách ra. Thời gian từng điểm từng điểm mà trôi qua, nguyên thần chia lìa, dần dần đến cần gấp nhất trước mắt. Liên ở phía sau, Văn Thiên cùng chính sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi, ngay sau đó, đàm hiên hai hàng lông mày cũng dương bắt đầu đứng dậy. Một cổ cường đại khí tức, đang đông bắc phương hướng, rất nhanh hướng bên này tới gần. Màn hào quang trong, đang tại hết sức chăm chú chăm chú nhìn nguyên thần chia lìa tiêu phàm, xương cung mày cũng nhẹ nhàng nhấc lên bỗng nhúc nhích. Tu vi của hắn tại phía xa Văn Thiên bọn người phía trên, cứ việc có linh quan phục ma đại trận che đậy, cũng có lẽ hay là trước tiên cảm ứng được cái này cổ cường đại khí tức thậm chí ngay tuyên bố rõ ràng chân quân cùng uy linh thượng nhân đều cảm ứng được liễu tương đương. Uy linh thượng nhân lắp bắp kinh hãi, nhịn không được nói ra, tình hình có chút không đúng, tựa hồ có người tới. Giống như khí tức không kém. Dùng hắn nguyên anh tu sĩ thần thông, đều nói người tới khí tức không kém, có thể thấy được người này thật sự không phải dễ đối phó, lại không biết là hữu là địch. Chính lập tức hướng về màn hào quang bên trong thoảng qua khẽ không người, cao giọng nói ra tổ sư, đệ tử ra đi xem. Tuyên bố rõ ràng chân quân nói ra, người tới tu vi tại người phía trên, cần phải chú ý để ý, ngàn vạn không cần phải chọc giận hắn. Đệ tử để ý tới đắc. Văn Thiên nói ra, chân nhân, ta cùng đi với người xem một chút đi. Tốt, làm phiền văn sư huynh. Sứt lời, hai người dắt tay nhau ra linh quan điện, chính ống tay áo đồng dạng, một kiện ngọc như ý di động hiện ra, chính thân thể bay bổng mà đứng lên trên, như ý chậm rãi bay về phía không trung thi triển ngự khí chi thuật. Văn Thiên mỉm cười, cũng không thấy hắn tế ra cái gì pháp khí, thân thể không gió mà bay, phiêu nhiên nhi khởi, cùng chính sóng vai mà đi, nhưng lại cưỡi gió chi thuật. Tiêu phàm lĩnh ngộ đến phong độn thuật về sau, tương chi truyền thụ cho trong cửa sư huynh đệ cùng các đệ tử. Tuy nhiên Văn Thiên không có luyện hóa ngân dược lôi bằng nội đan, đối với phong độn thuật lĩnh ngộ tự nhiên không bằng tiêu phàm vào sâu như vậy nhưng cưỡi gió phi hành lại khó không được hắn hai người vừa mới bay đến giữa không trung chỉ thấy đông bắc phương hướng dưới bầu trời đêm một đạo bóng đen hướng về bên này kích xạ mà đến đột nhanh chóng cực nhanh văn thiên thầm giật mình cái khác tạm thời bất luận chỉ cần cái này phi độn tốc độ tựa hồ sẽ không tại tiêu phàm phía dưới chẳng lẽ người tới tu vi cùng tiêu phàm tại sàn sàn nhau trong lúc đó quả thật như thế quả nhiên là cái kình địch hắn và chính liên thủ chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đối kháng được. Đương nhiên, đến không nhất định là địch nhân. Chỉ là cái này mặt pháp thời đại, tu chân chi sĩ thật sự là hiếm thấy hãn nghe thấy, ngược lại theo trung thổ thế giới tu luyện tài nguyên khôi phục, một ít ngủ say nhiều năm thượng của tu sĩ cùng yêu ma, lục tục thức tình. Bên này thì pháp chính đến quan trọng hơn trước mắt, mạnh nhất tiêu phàm không thể tự ý cách, hai người liền đặc biệt khẩn trương. Màu đen độn quang trước mắt là tới, lại là một gã toàn thân hắc y nam tử, trên đầu đeo đỉnh đầu nón lá vành trúc, ép tới trầm thấp đích, thấy không rõ lắm tướng mạo, bên hông cắm một dài một ngắn hai thanh màu đen yêu đao, hai tay ôm ngực, dưới chân một đôi màu trắng bít tất, một đôi guốc gỗ, dĩ nhiên là đông đảo võ sĩ trang phục. Hắc y nam tử nhìn thấy văn thiên cùng chính hai người, tại hơn 10 trượng bên ngoài dừng lại độn quang, thoảng qua ngẩng đầu lên, chính là là một gã ngoài 50 tuổi tráng niên nam tử, ánh mắt âm lãnh, một cổ mốc meo khí tức, đập vào mặt, làm cho người thập phần hoài nghi hắn số tuổi thật sự. Văn Thiên cùng chính song song thò ra thần niệm, quét qua phía dưới, lập tức chấn động. Người này khí tức, vậy mà so tiêu phàm còn cường đại hơn, ẩn ẩn đã là kim đan trung kỳ đỉnh phong tu vi. Hai người cùng cái này đông đảo võ sĩ trong lúc đó, kém suốt một cái đại cảnh giới. Tại tu chân giới, kém như vậy cách, cơ hồ là hoàn toàn vô pháp dựa vào bất luận cái gì bảo vật đến nghịch chuyển đích, chỉ là cái này đương làm khẩu, tại sao có thể có một gã cường đại như thế Đông đảo tu luyện giả, bỗng nhiên đi vào Mao Sơn? Hắn là lộ quá có lẽ hay là chuyên hướng về phía Thanh hư quan mà đến? Chính không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng hai tay ôm quyền, đối với người này Đông đảo Hắc Y tu sĩ thi cái lễ, kính cẩn nói, tại hạ Mao Sơn chính, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Văn Thiên cũng hai tay liền ôm quyền, nói ra, tại hạ Hoàng Hải Văn Thiên, bái kiến tiền bối. Người này niên kỷ, nhìn về phía trên chỉ có chừng 50 tuổi. Nhưng tu chân giả tuổi tác lớn nhỏ, quyết không thể xem tướng mạo. Kim đan trung kỳ đỉnh phong tu vi, cho dù thiên phú lại kiệt xuất, dưới tình huống bình thường, ít nhất cũng phải tu luyện hơn 100 năm. Cái này đông đảo hắc y tu sĩ số tuổi thật sự, tuyệt đối so với văn thiên muốn năm dài hơn nhiều. Tượng tiêu phàm như vậy 30 tuổi tựu ngưng kết kim đan, đã hơn một năm thời gian lại bước vào kim đan trung kỳ tình hình, trăm trăm là trường hợp đặc biệt. Vạn chung không một. Nếu như không có lôi bằng nội đan tăng thêm, không có ở lãng yên tư bảo ăn vào huyết đan, không có linh dược viên ngàn năm linh dược, tiêu phàm chỉ sợ sớm đã bảo thể mà vong, lại càng không cần phải nói bước vào kim đan cảnh giới. Nghe văn thiên dùng, hoàng hải văn thiên, tự xưng, chính trong lòng thoảng qua sướng sờ, trên mặt tự nhiên nửa điểm cũng không mang đi ra. Văn thiên không có báo ra vô cực môn, nhưng thật ra là một loại trực giác lại để cho hắn cảm ứng được cái này đông đảo tu sĩ trên người mang theo đối địch ý cứ việc văn thiên tạm thời chưa đặt chân kim đan kỳ nhưng lĩnh ngộ đến thiên nhân tương tầng thứ nhất một chút cảnh giới về sau trực giác nhạy cảm độ gia tăng thật lớn thiên nhân tương tương tận thiên hạ vạn vật đối với nguy hiểm cảm giác vốn cũng không phải là môn phái khác tu sĩ có thể so với nghĩ đích kẻ hèn này sarutobi y sương h y tu sĩ ánh mắt lạnh lẽo tại chính cùng văn thiên trên mặt chợt lóe lên Chậm rãi nói ra, thanh âm giống như kim loại ma sát giống nhau, làm cho người nghe vào tai trung cảm thấy cực độ không thoải mái. Nguyên lai là Sarutobi tiền bối, chính không dám chậm trễ, lại là ôm quyền nhún, ngữ khí càng thêm kính cẩn. "Ngươi là phái Mao Sơn đương đại chân quân sao?" Sarutobi sương ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng chính, trầm giọng hỏi. "Nghe đi lên, đối với Mao Sơn truyền thừa còn biết sơ lược." "Không dám" đương đại Mao Sơn chân quân là tại hạ sư điệt, xin hỏi Sarutobi tiền bối. Sư điệt, hắc hắc, tu vi của ngươi đã muốn thấp như vậy rơi xuống, đương đại Mao Sơn chân quân rõ ràng vẫn là của ngươi sư điệt. Nói như vậy, các người phái Mao Sơn cũng đã hoàn toàn xuống dốc sao. Không đợi chính thoại ngữ nói xong, Sarutobi y sương đã muốn không chút khách khí cắt đứt hắn, trong giọng nói tràn đầy khinh thường ý. Chính không khỏi âm thầm kinh hãi, nghe giọng điệu này, người này hẳn là lại là một cái vừa mới thức tỉnh không bao lâu ngàn năm lão quái vật khó trách vừa mới tới gần vẻ này mốc meo khí thức tự đập vào mặt cùng hắn đoạn thời gian trước tại dưới mặt đất quỷ thành phố nhìn thấy cái kia chút hít lão yêu ma khí thức giống nhau mấu chốt nhất chính là cái này sarutobi y xương tựa hồ đối với phái mao sơn thập phần căm thù xin hỏi tiền bối là đông đảo cái nào lưu phái cao nhân đến đây mao sơn có gì chỉ giáo quay mắt về phía như vậy một cái cường hãn đến cực điểm cao thủ, mặc dù đối với Phương trong giọng nói, đối với phái Mao Sơn có chút miệt thị, chính cũng chỉ tốt trang làm cái gì cũng không biết, cẩn thận từng ly từng tí mà mở miệng ứng đối, tránh cho chọc giận hắn. Sarutobi xương đối với chính lời này lý đều không để ý, quay đầu nhìn thẳng Văn Thiên, lạnh như băng mà hỏi thăm, ngươi là vô cực môn truyền nhân sao? Văn Thiên một cái ngực, cao giọng nói ra, đúng vậy đã người ta đều mở miệng hỏi rồi, Văn Thiên tự nhiên không. Nữa giấu giếm đạo lý. Ở Tây, Sarutobi y sương một tiếng cười lạnh, thân thủ đặt tại chuôi đao phía trên, oanh, một tiếng, một cổ nghiêm nghị khí thế đập vào mặt. chương 709, Hoàn hồn. 15 ngày sau đó, linh quan điện dưới mặt đất tầng 2 ngũ hành âm dương trường Xuân Trận, lại là một cái khác phiên quang cảnh. Tại ngũ hành âm dương trường Xuân Trận bên ngoài, mới bày ra một cái nhị thập bát tú đại trận, 28 căn bản đào mộc trên cây cột, 28 cái màu đỏ sậm đào mộc tiểu nhân đứng sừng sững lấy. Cái này 28 cái đào mộc người ước chừng 6 thốn chiều cao, chạm trổ tinh xảo, trông rất sống động, lộ ra từng đợt ẩn ẩn mùi máu tanh, lại lại dẫn một ít đàn hương khí tức, hỗn hợp thành một loại cực kỳ cổ quái mùi. Văn Thiên, Đàm Hiên, chính cùng một gã 40 tuổi khoảng chừng gì đó trung niên đạo sĩ, phân biệt chú đóng ở Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Tứ Phương. Văn Thiên theo Đông Phương Thanh Long Vị, chính theo phương Tây Bạch Hổ Vị, Đàm Hiên theo phía Nam Chu Tước Vị, Trung Niên Đạo Sĩ theo Bắc Phương Huyền Võ Vị. Vị này Trung Niên Đạo Sĩ, chính là chính Sư Điệt, đương đại Mao Sơn chân Quân, Tu Vi cùng Đàm Hiên đồng dạng, cũng đến chúc cơ trung kỳ cảnh giới. Tiêu Phàm đã từng suy diễn qua, tuyên bố rõ ràng chân quân ngày sinh tháng đẻ cùng hoàn hồn thân thể đỗ lâm minh ngày sinh tháng đẻ không phải thập phần xứng, phương Tây Bạch Hổ sông sát. Vì vậy dùng tu vi đến chúc cơ hậu kỳ cảnh giới chính chấn thủ phương Tây Bạch Hổ vị. Đỗ Lâm Minh là sư đệ của hắn, lẫn nhau quen thuộc, do so hắn theo Bạch Hổ vị, so đồng dạng là chúc cơ hậu kỳ tu vi văn thiên theo Bạch Hổ vị càng thêm phù hợp một ít. Bốn người đều đều đầu đội trùng thiên quan, người mặc bát quái áo khoác, cước đạp trèo lên vân lý, bảo tướng trang nghiêm. Ngũ hành âm dương trường xuân trận ở giữa trên bệ đá, Đỗ Lâm Minh thân thể không còn là khoanh chân mà ngồi, mà là thằng tắp nằm tại đó, đồng dạng đầu đội trùng thiên quan, người mặc bát quái áo khoác, cước đạp trèo lên vân lý, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tựa như sinh ra giống nhau. Hoàn hồn thuật chủ yếu người làm phép tiêu phàm, thì là đầu đội tử kim quan, người mặc đan hạc bát quái áo khoác, cước đạp bước vân dày, tay phải ôm ánh vàng rực rỡ roi lôi điện, tay trái nâng lên đen nhánh tụ hồn bát, toàn thân bảo quang lưu chuyển, sắc mặt ung dung uy nghiêm. Trên ánh trăng trung thiên, giờ tí chính khởi tiêu phàm một tiếng trầm thấp phân phó chính bọn bốn người tay trái đưa ngang ngực tay phải niết quyết miệng lầm bẩm đồng thời cũng chỉ như khích từng đạo pháp quyết hướng về nhị thập bát tú đào mộc đại trận đánh tới màu đỏ sậm đào mộc tiểu nhân chỗ nghi tâm một cái đỏ tươi quang điểm di động hiện ra không ngừng lóng lánh lấy nhàn nhạt, nhạt sáng bóng mật thất dưới đất vốn là trầm tính thiên địa nguyên khí bỗng nhiên tuôn ra động một tia màu đen sương mù Dần dần hướng về nhị thập bát tú đào mộc đại trận tụ tập tới, tầng hầm ngầm thoáng cái trở nên lạnh lẽo đích, độ ấm bỗng nhiên giảm xuống. Đào mộc tiểu nhân nguy tâm quang điểm càng ngày càng sáng, tụ tập âm khí cũng càng ngày càng nhiều, dần dần trở nên sền sệt bắt đầu đứng dậy, thậm chí còn không ngừng quay cuồng thiên địa nguyên khí, cũng nhận được những này âm khí ảnh hưởng, bắt đầu khởi động tần suất dần dần giảm xuống, tựa hồ bị những này âm hàn khí dính chặt liễu tương đương bị nhị thập bát tú đào mộc đại trận bao quanh ngũ hành âm dương trường xuân trận ngay từ đầu đối với bốn phía hội tụ âm hàn khí không hề phát giác cứ theo lẻ thường vận hành lấy đem tinh thuần thiên địa linh khí cuồn cuộn không dứt mà quán chú đến đỗ lâm minh thân thể bên trong nhưng theo thời gian trôi qua màu đen âm vụ dần dần bắt đầu hướng xanh biết thiên địa linh khí bên trong thẩm thấu mà đi ngũ hành âm dương trường xuân trận lập tức bắt đầu phản kích thiên địa linh khí uy lực bỗng nhiên tăng mạnh màu xanh biếc vầng sáng dạng rỡ lóng lánh, đem thẩm thấu vào khói đen một chút mà đè ép đi ra ngoài. Tuy nhiên cũng không thế nào kịch liệt, nhưng lại kiên định vô cùng, tựa hồ nhất định phải bảo vệ chính mình, lãnh thổ quyết không hứa khói đen ăn mòn. Tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt, nhìn xem đây hết thảy, sắc mặt bình tĩnh như nước. Rốt cục, theo khói đen tụ tập số lượng càng ngày càng nhiều, ngũ hành âm dương trường xuân trận rốt cục bắt đầu ngăn cản không nổi. Màu xanh biếc màn hào quang bị nồng đặc khói đen cương ép hiếp đột phá, từng sợi xương mù hướng Trường Xuân trong trận hội tụ mà đi. Ngũ hành âm dương Trường Xuân trận cố nhiên là phái Mao Sơn truyền thừa ngàn năm tụ linh trận, dưới mắt nhưng lại không người chủ trì, là dựa vào đại trận chính mình cấm chế chi lực đang cùng nhị thập bát tú đảo mộc trận đối kháng. Nhị thập bát tú đảo mộc đại trận mặc dù là tạm thời bố trí đích, đã có bốn gã trúc cơ kỳ tu sĩ chủ trì, đem pháp lực cuồn cuộn không dứt mà rót vào trong đại trận, lần này tiêu so sánh, Trường Xuân trận bị đột phá, chính là đương nhiên chiếu cái này xu thế phát triển xuống dưới, chỉ cần tiếp qua mấy canh giờ, ngũ hành âm dương trường xuân trận sẽ bị âm khí triệt để chiếm cứ. Mắt thấy một cổ hắc khí đã tại trường xuân trận trên không tụ tập thành một đoàn khói đen, đen kịt giống như mực, dần dần càng thêm nồng đậm, tiêu phàm ống tay áo chấn động, phiêu nhiên nhi khởi, cả người chậm rãi bay đến trường xuân trận xanh biếc màn hào quang chính phía trên, trái giơ tay lên, đồng dạng nước sơn đen như mực tụ hồn bát, chậm rãi xuống phía dưới phương chìm. Đương làm tụ hồn bát tiếp xúc đến xanh biếc màn hào quang, cả quang cháo nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền như không có việc gì đem tụ hồn bát đứng vững. Một hồi tối nghĩa khó hiểu chú ngữ thanh âm, tại Tiêu Phàm trong miệng vang lên. Tay trái hư không chúi xuống, một màu ngà sữa bàn tay lớn lăng không hiển hiện mà đi, nặng nề đặt ở tụ hồn bát thượng. Nhanh. Tiêu Phàm trong miệng một tiếng gào to. Trường xuân trận xanh biếc màn hào quang, bỗng nhiên gấp gáp run rẩy lên. Tựa hồ đang tại thừa nhận lấy áp lực cực lớn. 3. một tiếng vang nhỏ, tụ hồn bát lập tức đột phá xanh biếc màn hào quang, tiến vào đến âm dương ngũ hành trường xuân trận trong, lập tức bị cái kia tối đen như mực xương mù cái bọc trong đó. Ngay sau đó, tụ hồn bát đột nhiên hắc mang đại phóng, đen kịt âm vụ, phảng phất vạn phản lưu quy hải nhất loại, phía sau tiếp trước mà hướng tụ hồn bát ở phía trong chen trúc mà đi, phảng phất cái kia nho nhỏ tụ hồn bát chính là là một cái động không đáy. Rất nhanh sền sệt vô cùng âm khí khói đen liền bị tụ hồn bát hấp thu đắc sạch sẽ, 28 cái đào mục tiểu nhân trên trán lóe sáng điểm đỏ cũng ào ào dập tắt, trở nên u ám không sáng, linh khí hoàn toàn biến mất bộ dạng, đào mục tiểu trên thân người mùi máu tươi cũng quét qua quét sạch. Ngũ hành âm dương trường xuân trận lại khôi phục thành xanh biếc quang mang chớp thước như cũ, chỉ có màu xanh biếc màn hào quang trong, nhiều hơn một cái đen kỳ tụ hồn bát, lơ lửng tại thân thể chính phía trên, chậm rãi xoay tròn, có vẻ cùng cả trường xuân trận không hợp nhau. Tiêu phàm trong miệng niệm chú thanh âm càng ngày càng gấp, tay trái cũng chỉ như kích, đi phía trước một ngón tay, một đạo pháp quyết thông qua xanh biếc màn hào quang, oanh kích tại tụ hồn bát phía trên. Đen kỳ tụ hồn bát bỗng nhiên run lên, một đạo bóng đen dần dần theo bát trung sông ra, càng tụ càng nhiều, ngưng tụ thành một cái hơn một xích cao tiểu nhân, miệng mũi có đủ, tựa như thật thể giống nhau, đúng vậy tuyên bố rõ ràng chân quân linh thân thể trong nửa tháng, ngày ngày dùng dưỡng hồn hương tẩm bổ lấy, vừa rồi lại đem phạm vi vài dặm trong âm khí quét qua quét sạch, tuyên bố rõ ràng chân quân nguyên thần chi thân thể, rốt cục miễn cưỡng vững chắc xuống, chuẩn bị mượn xác hoàn hồn năng lực. Tuyên bố rõ ràng chân quân linh thân thể ngưng tụ tụ thành hình, liền là mở to mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, hướng tiêu phàm nhẹ gật đầu, xa hơn dưới khuôn mặt nhìn lại, nhìn thấy đỗ lâm minh thân thể, không khỏi có chút vuốt cằm, nói ra, này là thân thể không tệ hẳn là song linh căn thuộc tính linh thể A. Chính bề bộn tức đáp, khởi bẩm tổ sư, đỗ lâm minh sư đệ khi còn sống, xác thực là kim lôi song thuộc tính linh thể, được yêu ma ám toán, trọng thương không chừng trị. Đỗ sư đệ khi còn sống, tự nguyện quyên ra thịt của mình thân thể, cùng tổ sư hợp thể. Tuyên bố rõ ràng chân quân nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng, tựa hồ đối với đỗ lâm minh cử động lần này có chút cảm động. Tiêu Phàm nói ra, tuyên bố rõ ràng tiền bối, nếu như không có phân phó khác, chúng ta đây mà bắt đầu thi pháp A. À. Tiền bối chắc hẳn biết rõ, cứ việc đỗ chân nhân là tự nguyện hiến cho thịt của mình thân thể cùng tiền bối hợp thể, hồn phách của hắn từ lâu ly thể mà đi, tiến vào lục đạo luân hồi. Nhưng này là thân thể một mực dùng âm dương linh khí tẩm bổ lấy, trong cơ thể hồn lực cũng không hoàn toàn đánh mất, đối với từ bên ngoài đến linh thân thể, nhất định sẽ rất kháng cự. Tiền bối đang cùng thân thể hợp thể trước, nhất định phải chú ý để ý. Ừm, ta tâm lý nắm chắc. Tuyên bố rõ ràng chân quân là Mao Sơn tiền bối tổ sư, đối với hoàn hồn thuật cùng trở lại dương thuật đợi pháp thuật đều thập phần tinh thông. Mặt khác, trải qua vãn bối suy tính, tiền bối ngày sinh tháng đẻ cùng đỗ chân nhân ngày sinh tháng đẻ, không là hoàn toàn ăn khớp, phương Tây Bạch Hổ sông sát. Hợp thể thời điểm, cũng đặc biệt chú ý Bạch Hổ phương vị dị biến. Đương nhiên, vãn bối bọn người cũng sẽ làm hết sức. Ha ha, Tiêu Tiểu Hữu cứ việc thi pháp, ta để ý tới đắc. Mặc kệ lần này có thể hay không thuận lợi phụ thể hoàn hồn, lão phu đều đủ cảm giác tiểu hữu thịnh tình cao thượng. Nếu như có thể hợp thể thành công, lão phu nhất định không biết coi trọng. Của mình, hội đem cái đó vài loại bùa vẽ chi thuật cùng tiểu hữu cộng hưởng. Đa tạ tiền bối, chúng ta đây mà bắt đầu a. À. Tiêu Phàm nói xong, miệng lẩm bẩm, tay trái năm ngón tay như luân đem từng đạo pháp quyết hướng màu xanh biếc màn sáng chi sao sao đi. Màu xanh biếc màn sáng nhẹ nhàng chấn động, từng đạo màu xanh biếc quang mang theo màn hào quang thượng chia lìa ra, ao ao tiến vào phía dưới đỗ lâm minh thân thể bên trong, rất nhanh, thân thể ấn đường nơi, liền hiện ra một cái lóe sáng lục sắc quang điểm, dạng rỡ sáng chói, thập phần chói mắt. Ô hay! Tiêu phàm một tiếng gào to. Tuyên bố rõ ràng chân quân lại không trần chờ, thân thể nhoáng một cái, vốn là cứng lại linh thân thể bỗng nhiên lại biến thành một đoàn màu đen sương mù, cấp tốc xoay tròn, tại màn hào quang trong tạo thành một đạo nho nhỏ vòi rồng, hướng về Đỗ Lâm Minh Ấn đường nơi lóe sáng lục sắc quang điểm kích bắn đi. Màu đen vòi rồng vừa vừa mới tiếp xúc Đỗ Lâm Minh thân thể, cái kia quang điểm bỗng nhiên quang hoa đại phóng, không chút khách khí mà đem màu đen vòi rồng cự chi bên ngoài, màu đen vòi rồng không ngừng xoay tròn, tính dai 10 phần, dần dần mài đi cái kia màu xanh biết quang điểm một chút hướng đỗ lâm minh trong cơ thể chui vào. Ngay tại màu đen vòi rồng khó khăn lắm chui vào nhất thời nữa khắc thời điểm, bỗng nhiên trong tầng hầm ngầm gió lạnh bắt đầu khởi động, một cái cự đại màu đen mặt quỷ, không hề dấu hiệu mà từ mặt đất hạ di động hiện ra, hai mắt nhấp nháy, gắt gao nhìn thẳng lục sắc quang cháo bên trong màu đen vòi rồng. Không tốt, chính một tiếng thét kinh hãi, chưa chờ hắn làm ra phản ứng gì, cái kia cực lớn màu đen mặt quỷ một cái đảo quanh, ngay tại chỗ hóa thành một màu đen con cọp, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mãnh liệt hướng về lục sắc quang cháo xông tới, không tốn sức chút nào đã đột phá lục sắc quang cháo phòng ngự, mở ra miệng rộng, liền hướng đang tại phụ thể tuyên bố rõ ràng chân quân nguyên thần táp tới. Quan trọng hơn trước mắt, phương Tây Bạch Hổ sát sốt cục hiện hình ra. Hiển nhiên màu đen con cọp muốn một ngụm cắn cái kia màu đen vòi rồng, tiêu phàm quát lạnh một tiếng, trong tay roi lôi điện bỗng nhiên tế ra, lập tức kim lóng lánh, lôi hổ chói mắt, ầm ầm xuyên thấu ngũ hành âm dương trường xuân trận xanh biếc màn sáng, đón đầu hướng màu đen con cọp mãnh liệt đánh mà xuống. Xoẹt, một tiếng bạo vang lên, roi lôi điện đánh trúng màu đen đầu hổ, trong chốc lát lôi quang đại thịnh, màu đen con cọp giống to một tiếng, ngay tại màu vàng tia chớp bên trong, từng khúc vỡ vụn, hóa thành điểm một chút khói đen, tiêu tán ở vô hình. chương 710, Lịch cướp Hoàn Dương Ngay tại màu đen con cọp vừa mới chôn vùi, chính nhẹ nhẹ thở vào một cái thời điểm, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả đại địa tựa hồ cũng chấn động lên. Một mực hai mắt khép hờ văn thiên bọn người, đồng loạt mở to hai mắt nhìn, đều tự hiện lên vẻ kinh ngạc vẻ. Nhìn cái này tư thế, tựa hồ có một đại gia hỏa muốn xuất hiện. Tự khai thủy đến nay, tự thần sắc chấn định tiêu phàm, cũng hai hàng lông mày có chút dương lên, cử động tay khẽ vẫy, đánh tan màu đen con cọp roi lôi điện xoay tròn lấy, cấp tốc bay rồi trở về, tiêu phàm khẽ vươn tay, đem roi lôi điện chảo trong tay cái này thần binh lại nhẹ nhàng chấn động lấy, không chịu yên tĩnh. Một đạo khe hở, bỗng nhiên tại chính dưới chân di động hiện ra, dùng cứng rắn thanh gạch phố tự mật thất sàn nhà, nứt ra rồi một đầu đại khe hở, kéo kẹt kéo kẹt, thanh âm vang lên, đạo kia khe hở vẫn còn nhanh chóng gia tăng rộng, trở nên thâm bất khả chắc. Chính ngừ lạnh một tiếng, ống tay áo dương lên, một thanh màu vàng ngọc như ý bắn ra, đón gió lớn lên, khoảng cách tự biến thành hai trượng chi cự, ánh sáng màu vàng lóng lánh, bất chấp tất cả, hướng về kia đạo khe hở liền mãnh liệt đánh xuống dưới. Dùng chính tu vi, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, đạo này bỗng nhiên xuất hiện khe hở, kỳ thật chỉ là một chủng trồng ảo giác, kể cả vừa rồi cái kia một tiếng ầm ầm nổ vang cùng cả cái đại địa rung động lắc lư, đều là ảo giác. Nhưng mà tạo thành những này ảo giác mấy cái gì đó, cũng không đơn giản. Chính không chút do dự, tiên hạ thủ vi cường. Cái này ngọc như ý, là hắn thói quen đem ra sử dụng một kiện cấp tột cùng pháp khí, từng tại Hồng Sơn chấn dưới mặt đất quỷ thành phố bị quỷ vương khô lâu phá hủy qua một kiện chính trở lại Mao Sơn lập tức lại luyện chế lại một lần một quả đồng dạng pháp khí bởi vì chính bản thân Tu Vi tăng tiến cái này Ngọc Như ý uy năng cũng tăng lớn thêm không ít mặc kệ cái này khe hở là quái vật gì biến ảo ra trước hung hăng cho nó thoáng cái nói sau khoác suy một tối như mực quỷ chảo mãnh liệt tự trong cái khe rũi ra một phát bắt được Ngọc Như ý Ngọc như ý lập tức tượng nhận lấy nào đó kinh hãi, ánh sáng màu vàng đại phóng, liều mạng giấy ruộng, thầm nghĩ muốn theo quỷ trảo bên trong giấy đi ra. Chính sắc mặt, bá, mà trở nên tái nhợt, ánh mắt sợ hãi bên trong mang theo nghi hoặc, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà phân không rõ cái này quỷ trảo rốt cuộc là chân thật tồn tại còn là một loại ảo giác. Nếu như muốn nói là ảo cảm giác lời mà nói, vì cái gì Ngọc như ý bị cái này quỷ trảo sau khi nắm được, vô luận như thế nào giấy ruộng đều không làm nên chuyện gì. Nếu là thật thể, cái này quỷ trảo lại là từ đâu đến hay sao? Chính có thể khẳng định, lòng đất khe hở tuyệt đối là nào đó ảo giác. Vì cái gì theo trong ảo giác xuất hiện quỷ trảo, sẽ có giam cầm pháp khí bổn sự. Liên ở phía sau, tiêu phàm xuất thủ, giơ tay lên, ba cái phù lục kích xạ ra, tại không trung hóa vì ba đạo đỏ tươi hỗn độn đồ, hướng về quỷ trảo vào đầu bao phủ mà xuống. Cái này ba đạo hỗn độn đồ thượng, mang theo kinh người linh khí, vượt qua xa giống nhau bùa có thể so sánh. Trong nháy mắt, hỗn độn đồ liền đem quỷ trảo bao phủ tại hạ, hồng quang đại phóng, quỷ trảo vỡ vụn mà mở, đã không có giam cầm ngọc như ý lập tức như mông đại xá, hướng về chính bay nhanh mà đi. Chính ngay vội vươn tay bắt lấy, dùng thần niệm chi lực quét qua, lập tức kêu rên một tiếng, sắc mặt biến hóa. Hắn kiện pháp khí này, rõ ràng đã muốn linh khí bị hao tổn. Cần hảo hảo luyện chế một phen mới có thể năng lực khôi phục như lúc ban đầu liễu tương đương. Tiêu chân nhân, chính có chút rất là tiếc thu hồi như ý, vừa mới mở miệng kêu một tiếng, lời còn chưa dứt liền kiết nhiên như chỉ. Một hồi kịch liệt vô cùng run rẩy tự dưới mặt đất truyền đến, rõ ràng vô cùng. Lần này, càng thêm không giống như là ảo giác. Ngay sau đó, một cái xa so vừa rồi càng thêm cự lớn mặt quỷ, chậm rãi tự lòng đất toát ra, vốn là một dứa tợn dựng thẳng mục, sau đó là hai mắt, cái mũi, miệng, đầy đủ mọi thứ, khoảng chừng 3 trượng chiều cao, đỉnh đầu trần nhà, cầm tắc chính là chống đỡ chạm đất bản. Chính kìm lòng không được mà hướng lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cứ việc hắn cho tới bây giờ, như trước có lẽ hay là phân không rõ ràng lắm cái này mặt quỷ rốt cuộc chân thật tồn tại còn là một loại ảo giác, lại từ trong đó thật sự mà cảm nhận được một cổ cuồng bạo thiên địa lực lượng, loại lực lượng này cường đại, xa không phải hắn có khả năng ngăn cản được đích. Tại nơi này mặt quỷ xuất hiện trong nháy mắt, ngũ hành âm dương trường xuân trong trận đỗ lâm minh thân thể, trên chán lục điểm bỗng nhiên hào quang bắn ra bốn phía, một cổ lực lượng cường đại phát ra, nguyên vốn đã có nhất thời nữa khắc tiến vào đến thân thể bên trong màu đen vòi rồng, lại một chút mà bị lách vào đi ra, trên không chung một cái quay về, biến thành hơn một xích cao tuyên bố rõ ràng chân quân linh thân thể. Giờ phút này cái này linh thân thể gắt gao nhìn thẳng phương Tây Bạch Hổ phương vị, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng vẻ, hừ lạnh một tiếng, nói ra, thiên cơ chi lực. Tổ sư, đây là cái gì quái vật? Chính nhịn không được hỏi. Tuyên bố rõ ràng tổ sư lạnh lùng nói ra, đây không phải quái vật, đây là thiên cơ chi lực biến ảo thành hình. Mượn xác hoàn hồn, cũng là nghịch thiên hành sự, thiên cơ chi lực quyết không cho phép, quan trọng hơn trước mắt, tự xuất hiện quấy rối liễu tương đương. Nói cách khác, đây là thiên kiếp. Xem như thế đi, chính không khỏi đại hoặc, kêu lên, đúng vậy, tổ sư, đỗ sư đệ là cam tâm tình nguyện kính dân chính mình thân thể cùng tổ sư hợp thể đích, vì cái gì còn có thể dẫn động thiên kiếp chi lực. Đó là bởi vì lão phu nguyên nhân. Tuyên bố rõ ràng chân quân đơn giản đáp một câu, nhưng không có làm nhiều giải thích, hết sức chăm chú mà nhìn thẳng này mặt quỷ, như lâm đại địch giống nhau. Tiêu phàm chậm rãi nói ra, tuyên bố rõ ràng tiền bối cảnh giới rất cao, vô luận đoạt xá có lẽ hay là mượn xác hoàn hồn, đều là nghịch thiên hành sự, cần phải có thay cướp vật. Nói như vậy, đoạt xá về sau, tu sĩ tu vi đều giảm nhiều, cần trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể, năng lực trở lại nguyên lai cảnh giới, có ít người khả năng đồng lứa tử đô không thể quay về. Cái này là dùng bản thân đạo hạnh lai lịch cướp, mượn xác hoàn hồn, tuy nhiên đỗ chân nhân là tự nguyện kính dân, cũng có lẽ hay là cần ứng kiếp mới được. Tuyên bố rõ ràng chân quân hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu như không là vì đoạt xá có nhiều như vậy tai hại, tu chân giới đã sớm loạn thành một bầy nguy rồi tu vi tương đối cao người, tự giác tư chất không tốt, chứng kiến tư chất tốt vãn bối, lập tức tự thi triển đoạt xá, không phải lập tức sẽ đại chiếm tiện nghi, đại đạo đều có thể sao. Nếu thật là nói như vậy, tu chân giới trừ chúng ta những này ngàn năm lão quỷ, mặt khác vãn bối một cái đều mơ tưởng sống sót. Chính mừng tỉnh đại ngộ. Đã thiên đạo cân đối, đoạt xá loại này huyết tinh phách đạo hành vi, tự nhất định sẽ có thật lớn hạn chế. Cái kia, tổ sư, làm sao bây giờ? lập tức chính lại lo lắng mắt nhìn cái kia mặt quỷ trầm giọng hỏi cũng không biết nguyên nhân gì cái này mặt quỷ từ bốc lên sau khi đi ra tựu ngốc tại đó vẫn không nhúc nhích ba con mắt đều chăm chú nhắm lại không có bất kỳ dị động bất quá bằng trực giác chính cảm thấy cái này mặt quỷ là ở hội tụ lực lượng làm sao bây giờ đương nhiên chỉ có thể để ta làm ứng kiếp rồi đánh cuộc một lần vận khí a tuyên bố rõ ràng chân quân hung hăng nói ra tuyên bố rõ ràng tiền bối không cần phải cứng như vậy hợp lại. Hôm nay cướp chi lực, do vãn bối đến ứng đối. Tiền bối chỉ để ý cùng đỗ chân nhân hợp thể, những thứ khác không cần phải lo lắng. Tiêu phàm bất tử bất tật nói, ngữ khí thập phần kiên định. Tuyên bố rõ ràng chân quân không khỏi đại hỷ, lập tức hỏi tiêu tiểu hữu thực có nắm chắc đối phó được hôm nay cướp chi lực. Tiêu phàm mỉm cười, nói ra thập thành nắm chắc không dám nói, sáu bảy phân luôn có. Đã tự mình nhúng tay chuyện này, còn muốn theo người ta trong tay học được định thân phù cùng chân nguyên phù loại này nghịch thiên mấy cái gì đó, tổng cũng phải đem sự tình làm được phiêu sinh đẹp sáng mới được. Đây là tiêu phàm trước sau như một tôn chỉ, đơn thuần chiếm tiện nghi không trả giá, có bội tiêu chân nhân phong cách hành sự. Lần này, tuyên bố rõ ràng chân quân quả nhiên là mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn trên không tiêu phàm liếc, vừa cười vừa nói, hảo hảo, tiểu hữu quả nhiên không hổ là vô cực môn đương đại trưởng giáo, cái này đảm đương nhưng rất giỏi vô cực môn tương pháp chi tinh, quan tuyệt thiên hạ, tuyên bố rõ ràng chân quân năm đó cùng vô cực môn vài vị cùng giai tu sĩ đều thập phần giao hảo, đối với bọn họ ứng kiếp chi thuật, tán thưởng không thôi. Mặc dù nói, lúc cách ngàn năm, vô cực môn bác đại tinh thâm tướng thuật chưa hẳn đều có thể truyền thừa xuống, nhưng tiêu phàm nếu như thế nói, tuyên bố rõ ràng chân quân tự nhiên tin được. Người trẻ tuổi này, không giống như là cái loại này ăn nói lung tung người tuyên bố rõ ràng chân quân cũng là tính cách ngay thẳng loại người, lập tức không trần chờ nữa, thân thể nhoáng một cái, lại hóa thành một cổ màu đen vòi rồng, lần nữa hướng trên bệ đá đỗ lâm minh thân thể vào tới. Liền vào lúc này, mặt quỷ hai mắt mãnh liệt mở ra, trong đôi mắt, sạch bong lập lè, nguyên vốn đã an tĩnh lại thiên địa nguyên khí, bỗng nhiên quay cuồng tuôn ra động, nổi điên giống nhau hiện lên mặt quỷ. Mặt quỷ miệng lớn dính máu mở ra, không chút khách khí mà trắng trợn cắn nuốt thiên địa nguyên khí, Thậm chí ngay âm dương ngũ hành trường xuân trận hội tụ linh khí, cũng giam cầm không ngừng, có một bộ phận chạy ra, hướng mặt quỷ đại trong miệng tụ tập mà đi. Vốn là vật chết giống nhau mặt quỷ, thoáng cái trở nên trông rất sống động, chính bọn người thậm chí có thể tận mắt thấy, mặt quỷ làn da đang tại trở nên, ngập nước đít, tràn đầy sức sống. Tuyên bố rõ ràng chân quân hóa thân màu đen vòi rồng, rồi lại đã có hơn phân nửa tiến vào đến thân thể bên trong. Tựa hồ bởi vì mặt quỷ trắng trợn thôn phệ thiên địa nguyên khí nguyên nhân, thân thể đối với vòi rồng kháng cự chi lực, bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều. Đương làm khô quát mặt quỷ trở nên, huyết nhục tràn đầy, thời điểm, quỷ trên mặt viên thứ ba dựng thẳng mục, bỗng nhiên mở ra, một đạo óng ánh ướt át xanh biếc cột sáng, như thiểm điện hướng ngũ hành âm dương trường xuân trận kích bắn đi, mục tiêu đúng vậy tuyên bố rõ ràng chân quân hóa thành màu đen vòi rồng linh thân thể vừa cảm thụ đến đạo này xanh biếc cột sáng thượng ẩn chứa khủng bố lực lượng chính lập tức sắc mặt thảm biến tựa hồ bị cổ lực lượng này ép tới ngay khí đều thở không được đến liễu tương đương cảm giác cổ lực lượng này tuyệt không phải sức người nhưng ngăn cản nhanh tiêu phàm một tiếng gào to trái giơ tay lên một đạo màu đỏ sậm hồng mang đón xanh biếc cột sáng thẳng bắn xuyên qua lập tức cùng với xanh biếc cột sáng đụng vào nhau trong chốc lát hào quang tỏa sáng hồng quang lục mang hỏa lẫn một cổ hủy diệt loại khí tức mãnh liệt thích phóng đi ra chính bọn người quá sợ hãi các tế lên pháp khí che ở trước người thân thể một phiêu phi tốc hướng lui về phía sau đi oanh hồng quang lục mang giao chiến trong khoảnh khắc liền có kết quả một tiếng giòn vang màu đỏ sậm quang mang tại xanh biếc trong cột sáng chém làm hai đoạn đảo mắt liền biến thành cho bụi chính bọn người chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một điểm mơ hồ bóng dáng tựa hồ là một cái đảo mộc điêu khắc tiểu nhân Đào mộc tiểu nhân một hủy diệt, xanh biếc cột sáng cũng như khí lực hao hết giống nhau, phi tốc ảm đạm, rất nhanh liền biến mất ở vô hình. Đi! Tiêu phàm lại là một tiếng quát trói tai, phải lựu đạn tiên bay lên, không hề trở ngại mà đánh trúng cái kia mặt quỷ. Kim lóng lánh lôi hồ bên trong, mặt quỷ từng khúc vỡ vụn, hóa thành ti ti từng sợi khói đen, tiêu tán ở không trung. Cùng lúc đó, tuyên bố rõ ràng chân quân linh thân thể biến thành vòi rồng cũng theo Đỗ Lâm Minh ấn đường nơi toàn bộ chui vào thịt trong thân thể. A hát, hô to một tiếng, trên bệ đá thân thể mãnh liệt ngồi dậy, hai mắt mở ra, linh quang trầm tĩnh. Thành công. Chính vốn là khẽ giật mình, lập tức bật thốt lên kinh hô, mặt mũi tràn đầy đại hỉ như điên thần sắc. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 711, chế phù thanh hư quan trong mật thất, một chương kim sắc bùa, trên không trung chậm rãi xoay tròn, bùa phía trên, các loại linh vân không ngừng lóng lánh, tản ra kinh người linh khí. Tiêu phàm nhìn không chuyển mắt mà chăm chú nhìn cái này trương kim sắc bùa, trên mặt tràn đầy vừa mừng vừa sợ biểu lộ. Cái này là định thân phù. Tiêu phàm trong miệng thì thào tự nói. Hiện tại, cách tuyên bố rõ ràng chân quân mượn xác hoàn hồn đã qua một tháng. Tiêu phàm văn thiên cùng đàm hiên, cũng còn ở lại Mao Sơn vừa mới trở lại nhân gian tuyên bố rõ ràng chân quân, linh hồn chi lực rất là rất yếu, trong mỗi ngày có phần lớn thời gian dùng cho ngồi xuống điều tức. Theo chính nói, Đỗ Lâm Minh Minh giải trước kia cũng có chút cơ trung kỳ tu vi tiêu chuẩn. Bất quá, tuyên bố rõ ràng chân quân vừa mới phụ thể thời điểm, tiêu phàm thấy minh bạch, tối đa cũng chính là luyện khí kỳ 5-6 tầng bộ dạng. Đương nhiên, cái này đã muốn phi thường rất giỏi liễu tương đương. Tương đối mà nói, đoạt xá so mượn xác hoàn hồn về sau tu vi, muốn cao một chút, nhưng đoạt xá về sau thọ nguyên tổn thất, cho dù không phải mượn xác hoàn hồn có khả năng bằng được đích. Mượn xác hoàn hồn chỉ cần có thay cướp vật, tránh thoát thiên kiếp chi lực trừng phạt, thọ nguyên thượng tựu lấy mới thân thể làm chủ liếu tương đương. Đỗ Lâm Minh binh giải trước kia, còn chỉ có hơn 40 tuổi. Nếu tuyên bố rõ ràng chân quân có thể lần nữa tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, tự ý nghĩa, còn có hơn 1.000 năm thọ nguyên có thể dùng bất quá, tuyên bố rõ ràng chân quân là cái rất thủ tín dạ người, ngồi xuống biểu tức ngoài, kiên trì mỗi thiên đô rút ra một canh giờ khoảng chừng gì đó, cho Tiêu Phàm Văn Thiên chính bọn người giảng giải định thân phù cùng chân nguyên phù phương pháp chế luyện. Trừ lần đó ra, còn làm cho này chút ít vãn bối đệ tử uốn nắn rất nhiều chế phù chi thuật cùng trên việc tu luyện sai lầm. Cái này một tháng thời gian, tất cả mọi người được coi là là lấy được ích lợi nhiều. Một vị nguyên anh kỳ tu sĩ kiên nhẫn giảng giải cũng không phải là ai cũng có cơ hội nghe được đích. Như vậy gặp gỡ, thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhất là Văn Thiên, được ích lợi không nhỏ, đã cùng Tiêu Phàm thương lượng, ý định vừa ly khai Mao Sơn, trở về chỉ thủy quan đi bế quan, chuẩn bị trùng kích thiên nhân tương, đệ nhất trọng cảnh giới, tranh thủ một lần ngưng kết kim đan thành công. Đối với cái này, Tiêu Phàm tự nhiên thập phần đồng ý. Sư huynh đệ người đều có kim đan kỳ cảnh giới, vô cực môn thực lực vừa muốn tăng trưởng không ít, vì thế tiêu phàm chuyên môn vì văn thiên luyện chế ra một lò đan dược. đối với chúc cơ kỳ tu sĩ tăng tiến pháp lực tăng lên cảnh giới không hề sai hiệu quả. cái này đan dược đan phương cũng không là tới từ ở nam cực y kinh mà là tuyên bố rõ ràng chân quân truyền thụ cho bọn hắn đích. nam cực y kinh phía trên ghi lại đan phương thuốc phương nhiều vô cùng, có thể nói là hãn như yên hải. bất quá với tư cách một quyển sách thuốc. Nam Cực Y Kinh thượng tuyệt đại bộ phận đan phương thuốc phương, kỳ chủ muốn làm dùng đều là trị bệnh cứu người, cố bản bồi nguyên. Chiếu lần này luyện chế ra đến đan dược, để mà tăng tiến pháp lực còn có một định hiệu quả, nếu như dùng đến để thăng cảnh giới, hiệu quả tựu so chuyên môn đan phương muốn sai liễu tương đương. Hôm nay tại tuyên bố rõ ràng chân quân tại đây, duy nhất một lần đã lấy được vài đan phương, theo luyện khí kỳ, chúc cơ kỳ đến kim đan kỳ tu sĩ tăng tiến tu vi, tăng lên cảnh giới đều có rất không tệ hiệu quả tự nhiên lại để cho tiêu phàm rất là mừng rỡ. Đương nhiên, tuyên bố rõ ràng chân quân cung cấp cái này vài đan phương, chủ yếu có lẽ hay là cho Mao Sơn đệ tử sử dụng đích, dù sao hắn là Mao Sơn tiền bối tổ sư, không phải vô cực môn tiền bối tổ sư, chỗ truyền thụ cho đan phương, tất nhiên là đối với tăng cường Mao Sơn đệ tử tu vi hiệu quả tốt nhất. Tuy vậy, đối với tiêu phàm mà nói, cũng đã phải không thắng chi hỉ. Bất quá hắn vì văn thiên luyện chế đan dược, cố ý cắt giảm dược lực, đến một lần trúc cơ kỳ tu sĩ cùng kim đan kỳ tu sĩ đối với đan dược dược hiệu yêu cầu khác nhau rất lớn, áp lực quá mãnh liệt, ngược lại có hại vô ích. Thứ hai, tiêu phàm cũng không nguyện đem chính mình ủng có thật nhiều ngàn năm linh dược tình huống trước mặt người khác bạo lộ. Đây không phải tin hay không qua được ai vấn đề, mà là phải tiểu tâm cẩn thận. Tuyên bố rõ ràng chân quân là tiền bối tổ sư, làm người quang minh lỗi lạc, có lẽ không đến mức ngấp nghé hắn linh dược, nhưng tin tức này một khi lan truyền đi ra ngoài, nhưng thì phiền toái, tiêu phàm cũng không nhận ra chính mình dưới mắt đã muốn tung hoành cả trung thổ thế giới đều không có đối thủ, tuyên bố rõ ràng chân quân cùng uy linh thượng nhân chia liều nguyên thần chính là cái kia buổi tối bỗng nhiên ra hiện tại thanh hư quan trên không chính là cái kia đông đảo tu sĩ sarutobi y Sương, đơn thuần tu vi thì càng tại hắn phía trên đến kim đan trung kỳ đỉnh phong bộ dạng hơn nữa những này theo trong lúc ngủ say thức tỉnh ngàn năm lão quái vật xây là còn tại tiếp tục tăng trưởng bên trong thậm chí toát ra một cái nguyên anh kỳ lão yêu quái đến, cũng không là không thể nào sự tình. Tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đối với tiêu phàm mà nói, cái này một tháng thời gian, ngoại trừ cho mình cũng luyện chế ra một lò tăng tiến kim đan kỳ tu vi đan dược, còn lại tuyệt phần lớn thời gian, chính là dùng để chế phù. Trước mắt chế phù chuẩn bị tam đại, thần khí, hắn đã muốn chuẩn bị đồng dạng, thì phải là thiên phù diệp, thanh quang tê phù bút, hiệu quả khẳng định so ra kém chính thức kim phù bút, thậm chí kém khá xa, nhưng so sánh với bình thường phù bút, lại là hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên, miễn cưỡng cũng coi như rất đúng nửa chi kim phù bút. Về phần đan thú chi huyết, dưới mắt nhưng lại đều không có mặt mày, chỉ ở tuyên bố rõ ràng chân quân chỗ đó đã lấy được một cái đan thú, danh sách. Cái gọi là đan thú, cũng không phải chỉ nào đó cố định linh thú, mà là một ít huyết dịch cùng mặt khác linh dịch thích hợp vẽ bùa linh thú gọi chung là. Ví dụ như luyện chế hỏa thuộc tính linh phù, muốn lấy hỏa thuộc tính linh thú chi huyết, luyện chế thủy thuộc tính linh phù, muốn đi thủy thuộc tính linh thú huyết dịch. Cũng không nhất định phải đem linh thú giết chết, chỉ cần thu hoạch chút ít huyết dịch hoặc là mặt khác linh dịch có thể. Vô luận loại nào linh thú, tại trung thổ thế giới trước mắt đều bóng dáng khó kiếm. Làm cho là như thế, có thiên phù diệp cùng thanh quang tê phù bút, đã đầy đủ tiêu phàm vẽ đẳng cấp cao bùa sử dụng. Tương đối mà nói, chân nguyên phù so định thân phù dễ dàng vẽ chân nguyên phù uy lực lớn nhỏ, ngoại trừ chế phù tài liệu sai biệt bên ngoài, chính yếu nhất có lẽ hay là lai nguyên ở trong người đào tạo tình huống. Trong người đào tạo thời gian càng dài, hấp thu chân nguyên càng nhiều, phóng sau khi đi ra, uy lực cũng lại càng lớn. Tự nhiên, chân nguyên phù chỗ hấp thu chân nguyên cũng sẽ có cái cực hạn. Ví dụ như thiên phù diệp chế tác chân nguyên phù, bởi vì tài liệu đặc thù, cuối cùng nhất có thể dung nạp chân nguyên, tự so bình thường lá bùa có thể dung nạp chân nguyên muốn hơn rất nhiều, Ít nhất cũng là bình thường chân nguyên phù gấp 3 đã ngoài. Bất quá cái này chân nguyên phù, lại cũng không là mỗi người tu sĩ đều nguyện ý đào tạo đích. Chân nguyên phù đào tạo thời gian dài về sau, tuy uy lực cực lớn, là bảo vệ tánh mạng giết địch sắc bén thủ đoạn, nhưng tai hại nhưng cũng là rõ ràng đích. Trong đó lớn nhất tai hại ở chỗ, chân nguyên phù không thể khống. Một khi bắt đầu đem loại này bùa đưa ở thể nội đào tạo, quá trình này không thể ngưng hẳn. Duy nhất ngưng hẳn thủ pháp chính là dùng xong cái này cái phù lục, nếu không, hắn hội một mực càng không ngừng tự động hấp thu tu sĩ chân nguyên. Mặc kệ tu sĩ ở vào loại nào giai đoạn, chân nguyên phù hấp thu chân nguyên chắc là không biết đình chỉ đích, trừ phi hắn bên trong hấp thu chân nguyên đã muốn gần như bão hòa trạng thái. Cái này bộ phận chân nguyên một khi bị chân nguyên phù hấp thu, tự ở vào chứa đựng trạng thái, chỉ có thể dùng cho đối địch, không thể lại bị tu sĩ luyện hóa sử dụng. Nói một cách khác, chân nguyên phù đào tạo, tất nhiên sẽ kéo chậm tiến độ tu luyện. Văn Thiên Tựu không muốn đào tạo chân nguyên phù. Dù sao năm nào tuổi đại rồi, lập tức tiến dai, kéo dài thọ nguyên tài là việc cấp bách, trong cơ thể mỗi một phần chân nguyên, đều hận không thể đầy đủ lợi dụng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất ngưng kết kim đan. Dùng Văn Thiên hiện tại niên kỷ, tại người bình thường chính giữa, tuyệt đối có thể nói thọ, nhưng đối với tại kim đan tu sĩ mà nói, lại cũng chỉ có thể xem như giống nhau, thậm chí còn tương đối tuổi trẻ cho dù muốn đào tạo chân nguyên phù, Văn Thiên cũng cho rằng tối thiểu muốn tại ngưng kết kim đan về sau. Đàm Hiên lại nguyện ý thử một lần. Sư huynh muội ba người, trước mắt dùng Đàm Hiên tu vi thấp nhất, Đàm Hiên hy vọng có như vậy một cái cường đại đòn sát thủ, tại cần gấp nhất trước mắt phát huy tác dụng. Về phần ngưng kết kim đan, Đàm Hiên cho rằng, chính mình nên vậy còn có tương đối đầy đủ thời gian. Bất quá chân nguyên phù vật này, mỗi người đều phải tự mình động thủ, người khác thì không cách nào hỗ trợ đích không thể do tiêu phàm cho nàng vẽ tốt rồi về sau, lại đưa ở thể nội chậm rãi đào tạo. Từ đầu tới đuôi, đều phải tự mình tự tay hoàn thành. Cùng mặt khác tất cả tu sĩ cũng không cùng, tiêu phàm trong cơ thể, giờ phút này có ba tờ chân nguyên phù. Tiêu chân nhân chi như vậy điên cuồng, hoàn toàn là bởi vì hắn đan điền khí hải trong, có nửa khỏa không chọn vẹn ngân dược lôi bằng nội đan. Dựa theo kim đan theo lôi bằng trong trong nội đan hấp thu năng lượng tốc độ, tiêu phàm rất hoài nghi, cho dù đợi cho chính mình ngưng kết nguyên anh thành công, cái này lôi bằng nội đan chỉ sợ cũng xa xa chưa từng luyện hóa xong. Lôi bằng nội đan tựa như một cái có thể vô hạn tái sinh năng lượng bảo khố, lấy lấy không hết, dùng không cạn. Đã như vậy, vì cái gì không từ đó phân một ít năng lượng đi ra, để mà đào tạo chân nguyên phù loại uy lực này siêu đại đòn sát thủ đâu này. Thậm chí còn có thể dùng cái này chân nguyên phù đến hấp thu hóa giải một bộ phận lôi bằng bạo ngược khí nhì. Đương nhiên đây chỉ là tiêu phàm một loại phỏng đoán, có phải là thật hay không có hiệu quả như vậy, vậy cũng tự không được biết rồi. Nhưng trải qua mười mấy ngày nay quan sát, tiêu phàm vận khởi thiên nhãn thần thông nội thị thuật, phát hiện chân nguyên phù chủ yếu hấp thu xác thực là lôi bằng nội đan năng lượng. Trong người đồng thời có hai cái năng lượng nguyên dưới tình huống, chân nguyên phù tự động lựa chọn càng mạnh chính là cái kia năng lượng nguyên. So sánh với chân nguyên phù, định thân phù vẽ đã có thể vây hãm khó hơn nhiều định thân phù nguyên lý cũng không phức tạp sử dụng chính là ngũ hành sinh khắc chi lực chuyển hóa làm ngũ hành cấm chế chi lực nhưng đối với tại vẽ người đối với ngũ hành chi lực lĩnh ngộ cùng sử dụng yêu cầu cực cao vì vậy bình thường mà nói coi như là định thân phù vẽ thành rồi nhằm vào đối tượng giống nhau cũng so chế phù người tu vi muốn thấp mới có hiệu quả nói ngắn gọn định thân phù chính là sử dụng ngũ hành cấm chế chi lực tạm thời giam cầm đối thủ hành động nếu như đối thủ tu vi tại phía xa ngươi phía trên, cái này định thân phù lại có thể tạo được tác dụng gì chứ? Ví dụ như trúc cơ kỳ tu sĩ đối với nguyên anh kỳ tu sĩ, người bất luận cái gì pháp thuật một thi triển đi ra, tự được hời hợt mà phá vỡ rồi, lại sao có thể có thể cấm chế hành động của đối phương? Bất quá nếu cùng giai tu sĩ tương đối, đối phương cảnh giới cho dù so ngươi cao một hai cái cùng bậc, định thân phù vẫn có nhất định tỷ lệ phát sinh tác dụng đích. Nhất là để mà đánh lén thời điểm, đối phương toàn bộ không phòng bị, hiệu quả càng tốt. Mặt khác, đối mặt tu vi so với chính mình thấp đối thủ, không muốn diệt sát mà chỉ là muốn bắt giữ lời mà nói, định thân phù cũng là lợi khí. Tiêu Phàm trong khoảng thời gian này, một mực nếm thử, liên tiếp hơn 10 ngày, lãng phí mấy trăm chương thiên phù diệp, hao phí đại lượng pháp lực, rốt cục vẽ chế ra như vậy một chương hợp ô định thân phù, thật sao lại để cho Tiêu Phàm mừng rỡ không thôi. Tiêu Phàm đảo cũng không đáng tiếc trong khoảng thời gian này lãng phí. Chế phù thuật cũng cùng mặt khác kỹ xảo đồng dạng, luyện tập số lần càng nhiều, thuần thục trình độ càng cao, vẽ thành công tỷ lệ cũng lại càng lớn. RS. Lần nữa 4 ngày càng cầu gấp đôi vé tháng. Ừm, gấp đôi vé tháng ngày đầu tiên, chúng ta vé tháng tính ra xác thực xa xa không bằng người khác. Nhưng là, đoàn người cũng biết, rơi xuống là cùng Nhạc Thiên phái, thật là thấy đủ người. Ta quyển sách này vừa mới chuyển hình vì tiên hiệp chẳng khác gì là mới trải rộng ra, đoàn người có thể cho nhiều như vậy phiếu vé, đã muốn lại để cho rơi xuống rất là cảm kích. Mặc kệ phiếu vé nhiều phiếu vé thiếu, ta tận cố gắng của ta. Làm người muốn thường nghi ngờ cảm ơn chi tâm. Cảm ơn mọi người cho vé tháng, cuối tháng còn có hai ngày, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Cúi đầu, lại cúi đầu, cảm tạ, lại cảm tạ. Trường 712, Đông Nam Đàn Tràng. Mấy ngày sau, tiêu phàm vội vàng rời đi thanh hư quan. Cũng không phải chủ nhân hạ lệnh trục khách, mà là vì tiêu phàm nhận được huyền thiên thiên điện thoại, nói cho hắn biết, đông nam vùng duyên hải một chỗ, đàn tràng, xảy ra vấn đề. Vì vậy tiêu phàm xin miễn chính liên tục giữ lại, bái biệt tuyên bố rõ ràng chân quân, thừa dịp bóng đêm, cưỡi gió mà dậy, cùng văn thiên đàm hiên cùng một chỗ, hướng đông nam phương hướng chạy như bay mà đi. Tuyên bố rõ ràng chân quân đối với tiêu phàm thập phần khách khí, tự mình tống suốt đình viện, đưa mắt nhìn tiêu phàm biến mất tại trong bầu trời đêm. Trọng tình trọng nghĩa, kẻ này quả nhiên không hổ là vô cực trưởng giáo, rất có năm đó thái hứng chân nhân phong cách hành sự. Tuyên bố rõ ràng chân quân loát đen nhánh trỏm dâu, nói ra, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tán thưởng. Hơn một tháng đi qua tuyên bố rõ ràng chân quân tu vi, thình linh đã là luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị bước vào trúc cơ kỳ. Đối với một vị đã từng nguyên anh tu sĩ mà nói, chính là luyện khí kỳ tu vi khôi phục tự nhiên tốc độ cực nhanh. huống chi đỗ lâm minh này là thân thể năm đó binh giải trước kia tự đã có chút cơ trung kỳ tu vi, phòng trưng không dùng được mấy tháng thời gian tuyên bố rõ ràng chân quân có thể khôi phục đến chút cơ trung kỳ tiêu chuẩn xa hơn hậu tốc độ khả năng muốn chậm một chút nhưng thẳng đến kim đan hậu kỳ trên việc tu luyện cũng sẽ không gặp lại đến cái gì bình cảnh lần nữa ngưng kết kim đan đó là đương nhiên sự tình về phần phải chăng có thể một lần nữa ngưng kết Nguyên Anh, đặt chân Nguyên Anh tu sĩ cảnh giới, vậy thì muốn xem vận khí. Bất quá phải đi đến một bước kia, còn sớm đắc rất, dưới mắt tuyên bố rõ ràng chân quân cũng một chút cũng không nóng này. Chính phụ họa theo đuôi, sâu chấp nhận. Bất quá, ta xem kẻ này tướng mạo, tựa hồ kiếp nạn rất nhiều. Theo Lý Nguyên vốn phải là phú quý vô cực tướng mệnh, làm sao sẽ xuất hiện như vậy biến hóa cực lớn, thật đúng là phi thường kỳ quái hơi khoảnh, tuyên bố rõ ràng chân quân lời nói xoay chuyển, hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy, có chút khó hiểu. Chính vội vàng nói, nghe đàm hiên nói, đây là bởi vì hắn đã từng vì gia tộc cách làm, nghịch thiên cải mệnh, dùng thân ứng kiếp lưu lại di chứng. Có chuyện như vậy, dùng thân ứng kiếp, cái này hậu sinh thật đúng là dám làm dám chịu a Tung xem như tuyên bố rõ ràng chân quân như vậy kiến thức rộng rãi nguyên anh tu sĩ, sau khi nghe, cũng không khỏi đắc xứng sở ngơ ngác một chút, vuốt tròm dâu tay đốn tại đó, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Phái Mao Sơn mặc dù là dùng bùa chi thuật danh chấn tu chân giới, nhưng đối với mệnh lý tướng thuật nghiên cứu, cũng có phần có tâm đắc. Thiên kiếp chi lực đáng sợ, xa không phải người bình thường tưởng tượng được đến đích. Tiêu phàm vì hắn thi triển hoàn hồn thuật thời điểm, nếu không phải kịp thời ném ra ngoài ứng kiếp vật, chỉ sợ hắn chưa hẳn có thể thuận lợi hoàn dương bất quá bọn hắn vô cực môn, thiên nhân tương, được xưng nhưng tương thiên hạ vạn vật. Hôm nay tiêu phàm đã muốn đặt chân cảnh giới này, ngày sau lịch cướp, nên vậy tựu có nắm chắc nhiều hơn. Tuyên bố rõ ràng chân quân nhẹ gật đầu, nói ra chỉ hy vọng như thế a. À. Đối với tiêu phàm, tuyên bố rõ ràng chân quân quan cảm thật sự phi thường chuyện tốt. Hơi khoảnh, chính hỏi do tổ sư, người cùng ước định của hắn. Cái này ước định, tự nhiên chỉ chính là cùng đi tiếp thu uy linh thượng nhân bảo vật. Trước mắt uy linh thượng nhân nguyên thần, như trước tại tụ hồn bát trong ẩn thân, tiêu phàm tùy thân mang theo mà đi. Một vị nguyên anh tu sĩ cùng cực cả đời tích góp từng tí một thân gia, khẳng định không giống tiểu khả, coi như là chính như vậy đoan phương người, cũng có chút hâm mộ tâm động. Tuyên bố rõ ràng chân quân nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, việc này không vội. Uy linh lão ma xảo trá vô cùng, phỏng chừng không có thành thật như vậy hội ngoan ngoãn đem bảo tàng nhổ ra có lẽ hay là chờ ta khôi phục tu vi về sau lại xem tình huống mà định ra không nói khôi phục đến nguyên anh kỳ tối thiểu nhất cũng muốn vào kim đan kỳ mới có tự bảo vệ mình chi lực bằng không thì chỉ sợ chúng lão ma ám toán cũng không biết chính lại càng hoảng sợ kinh ngạc nói ra tổ sư đoạt bảo còn có khổng lồ như vậy phong hiểm sao uy linh lão ma dưới mắt cái này tình hình còn có thể làm đắc cái gì túy cho dù năm đó dẫu rất giỏi, trước mắt cũng chỉ là một kẻ tàn hồn, dùng tiêu phàm tu vi tăng thêm tuyên bố rõ ràng chân quân kiến thức, còn có thể đừng sợ hắn. Tuyên bố rõ ràng chân quân cười cười, nói ra, hắc hắc, chính, ngươi là không có trải qua chính thức tu chân thế giới, đối với đẳng cấp cao tu sĩ một chút cũng không biết. Có thể ngưng kết nguyên anh thành công đích, không người nào là kỳ tài kiệt xuất chi sĩ. Trong vạn chọn một, còn xa xa không đủ để hình dung. Một vạn người thấp dài tu sĩ bên trong, đều chưa chắc có một có thể tiến giai đến nguyên anh kỳ. Mà phổ thông trong phàm nhân, thích hợp tu luyện cũng là trăm dặm không một nghìn dặm không một. Chính ngươi hảo hảo tính toán, cái này tỷ lệ rốt cuộc có nhiều hơn. Nói đến đây, tuyên bố rõ ràng chân quân dừng một chút, mới nói tiếp, như vậy kỳ tài kiệt xuất ra hỏa, còn sống vài trăm tuổi, ngươi nói, không người nào là lão yêu quái. Người không có vài bà bàn trải, người dám xem thường bọn họ, đến lúc đó chết, rồi cũng không biết là chết như thế nào. Chính không khỏi ngượng ngùng đích, không người thụ giáo. Tốt rồi, uy linh lão mà điểm này thân ra, người cũng đừng có nhớ thương liễu tương đương. Việc cấp bách, là nhanh nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Chúng ta phái Mao Sơn, cũng không thể liền một cái kim đan tu sĩ đều không có, đến lúc đó như thế nào tại tu chân giới chỗ dựa. Về phần linh thạch bảo vật các loại, gì đó, chỉ cần tu vi lên rồi, chẳng lẽ còn sợ không có sao uy linh thượng nhân là đã sống ngàn năm lão tinh quái ta cũng là tuyên bố rõ ràng chân quân lót tròm dâu giống như cười mà không phải cười nói chính bừng tỉnh đại ngộ không ngớt lời đồng ý uy linh thượng nhân có bảo tàng trước mắt vị này đều là nguyên anh kỳ lão quái vật bổn môn tổ sư chẳng lẽ sẽ là cái nghèo kiết xác không được tổ sư nói rất có lý dưới mắt cần có nhất cũng không phải vật ngoài thân mà là rất nhanh tăng lên tu vi nếu không tung tính toán có quý hiếm dị thường bảo vật, không có bổn sự kia cũng thủ không được, chỉ có thể đưa tới họa sát thân. Trong bầu trời đêm, tiêu phàm sư huynh muội ba người một bên cưỡi gió phi hành, vừa thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu. Bởi vì Văn Thiên cùng Đàm Hiên đều vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, phi độn tốc độ không phải quá nhanh, bất quá người bình thường phương tiện giao thông mà nói, đã là ngày đêm khác biệt liếu tương đương. Vốn là Văn Thiên là ý định trở lại chỉ thủy quan đi bế quan tu luyện đích, không ngờ lại ra chuyện như vậy, tự nhiên muốn cùng tiêu phàm cùng đi xem xem. Uyển Thiên Thiên trong điện thoại nâng lên Đông Nam vùng Duyên Hải nào đó mà, đàn chàng, nhưng thật ra là suốt từ tiêu phàm thủ đoạn an bài. Ban đầu ở Hồng Sơn chấn dưới mặt đất quỷ thành phố rộng ra tới đại lượng đồ cổ, tiêu phàm đều một tia ý thức giao cho Uyển Thiên Thiên, son xã, phân phó đường nguyên cùng tống hoàn hai người, dùng nhóm này đồ cổ đổi lấy tiền, tại cả nước các nơi danh Sơn sông rộng, kiến tạo vô cực môn Sơn môn. Đương nhiên, những này cái gọi là sơn môn, đều đều là tiêu phàm nghi binh chi kế. Biết rõ trung thổ thế giới đại loạn ngay tại trước mắt, tiêu phàm không có khả năng không làm một ít chuẩn bị. Trước mắt vô cực môn còn chưa đủ cường đại, công nhiên đứng lên chính mình sơn môn, có hại vô ích. Dựa theo thanh dương tổ sư thuyết pháp, năm đó ở trung thổ giới, vô cực môn quả thực uy phong, chính là chính đạo liên minh đứng đầu, lãnh tụ tông môn, thế đại vô cùng. Dùng hàng yêu trừ ma vì nhiệm vụ của mình, đắc tội đẳng cấp cao ma tu yêu tu, đếm không hết. Không gian thông đạo bỗng nhiên sụp đổ, tất cả tu chân tông môn vội vàng rút khỏi trung thổ giới, cũng không có thiếu tu sĩ không kịp đi, giữ lại. Những kia tu vi khá thấp tu sĩ, quay mắt về phía một dạ chi gian trở nên hoang vu cằn cỗi trung thổ giới, chỉ có thể không thể làm gì tiêu hao tận thọ nguyên, hóa thành một bồi đất vàng. Mà tạo nghệ cao thâm tu sĩ, tác chính là hội tìm đem chính mình phong ấn, dùng đợi đông sơn tái khởi. Nói cách khác, những này phong ấn tu sĩ, cùng vô cực môn không cửu không oán cũng thì thôi, nếu thật là có cửu oán đích, tự không phải bình thường lợi hại. Tự nhiên, vô cực môn chủ lực, năm đó cũng đã sớm rút khỏi trung thổ giới, ở tại chỗ này đích, bất quá là một cái nho nhỏ chi nhánh mà thôi, hơi có chút không hiểu thấu. Nếu thật là một ngày kia, không gian thông đạo một lần nữa mở ra, vô cực môn chủ lưu lại lại trở lại trung thổ giới, bọn hắn cái này chi nhánh có phải là sẽ bị chủ lưu thừa nhận, cũng còn là lượng hai, nói đâu rồi, Tiêu Phàm cái này trưởng giáo chân nhân danh hiệu, vô luận như thế nào đều hẳn là có lẽ nhất đích. Điểm này, Tiêu Phàm cũng là cũng không thèm để ý. Hắn chính thức lo lắng chính là, những kia năm đó cùng vô cực môn có đại thủ oán đẳng cấp cao ma tu yêu tu, thức tỉnh về sau, tìm không thấy năm đó vô cực môn, hội đêm đầy khang oán khí đều phát tiết tại trên đầu của bọn hắn. Đối với những kia giết người như ngóe đẳng cấp cao ma tu cùng yêu tu mà nói, giết chết bọn hắn những này cấp thấp tu sĩ, thuận tay bị diệt vô cực môn một cái nho nhỏ chi nhánh, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi, không có chút nào trần chờ do dự. Ai hội cùng bọn họ giảng đạo lý? Cái này mấy cái sơn môn, đàn tràng, phân tán tại cả nước các nơi. Tiêu phàm phân phó bọn hắn, không cần phải để ý tiền tài, phải tất yếu khiến cho tương đối rất thật, muốn trong mắt người ngoài hình thành một cái tham luyến hồng trần, ấn tượng chỉ cần những kia thức tỉnh đẳng cấp cao ma tu cùng yêu tu nhận định vô cực môn cái này chi nhánh đã muốn, đọa lạc thành giả thần giả quỷ thần côn lưu phái, phỏng trừng tựu sẽ không còn có hứng thú đến tìm phiền toái liễu tương đương. Đương nhiên, gần kề dựa vào như vậy một cái bố trí, đã nghĩ muốn hoàn toàn giấu giếm được những chuyện lặt phạt kia hơn mấy trăm ngàn năm lão yêu quái, cũng không phải cái kia làm sao có thể. Bất quá làm một ít chuẩn bị, tổng so không làm tốt, tối thiểu nhất, có thể phát ra nổi một cái báo động trước tác dụng lần này gặp chuyện không may đích chính là trước đó không lâu tống hoàn bọn hắn tại đông nam nào đó trên hải đảo xây lên một cái sơn môn khiến cho tráng lệ hương khói cực kỳ tràn đầy ngay tại chỗ chính phủ đại lực ủng hộ và tuyên truyền phía dưới cũng đã biến thành có phần có danh tiếng du lịch thắng địa bất quá cái này cũng là bởi vì trên hải đảo vốn là tự xây có đạo ra một cái đàn tràng ngay tại chỗ có chút danh tiếng tống hoàn bọn họ cùng đạo quan trụ chỉ hợp tác rất nhiều nền tiền xuống dưới tại trong thời gian thật ngắn tự ngạnh xanh xanh mà đem một cái con đường nhỏ xem biến thành đền kéo dài, quy mô hùng vĩ, khí thế phi phàm đạo ra thánh địa, vô cực sơn môn. Theo Mao Sơn đến cái này đông nam vùng duyên hải hải đảo, khoảng cách cũng không xa xôi, ba người một lắp phi đột, một canh giờ không đến, đã đến hải đảo trên không. Ba người đồng loạt dừng lại độn quang, lơ lửng tại hải đảo trên không. Tiêu phàm trong đôi mắt, lục mang lè lè, thần niệm chi lực cũng buông ra đến, dưới lên bên cạnh tìm kiếm chỉ thấy dưới chân là một cái cũng không quá lớn hải đảo, trên hải đảo, sống lâu lên lão làng, thành từng mảnh đạo quan đền, chẳng chịt hấp dẫn mà tọa lạc tại bóng rừng bên trong, đèn sáng lóng lánh. Gió biển từ đến, mang theo một cổ mùi, Phật thể sinh mát. Sư đệ, tình huống như thế nào? Văn Thiên thấp giọng hỏi. Đối với tiêu phàm thiên nhãn thần thông, hắn và Đàm Hiên đều là biết rõ đích. Tạm thời không có phát hiện khác thường. Tiêu phàm nói xong, tay trái ngón cái ngón trỏ ngón giữa nhẹ nhàng vừa động, tự bói một quẻ, hai hàng lông mày lập tức nhân bắt đầu đứng dậy. chương 713, Nguyên Anh tu Sĩ sự nghi ngờ. Làm sao vậy? Đàm Hiên một mực chú ý đến tiêu phàm sắc mặt, thấy thế lập tức hỏi. Quyền sách do. Tiêu phàm khẽ lắc đầu, nói ra tuy nhiên nhìn không tới cái gì, thần niệm chi lực cũng cảm giác không thấy dị thường, nhưng quẻ tượng lại ẩn ẩn mang theo hung thần ý. Văn Thiên cùng Đàm Hiên đồng loạt trao nổi lên lông mày. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, cái gọi là quẻ tượng, tuyệt đối là hư vô mờ mịt sự tình, đa số tu sĩ sẽ không tin tưởng cái này một bộ. Chỉ cần nhìn không tới hoặc là thần niệm cảm giác không thấy dị thường, như vậy chính là an toàn đích. Nhưng mà đối với thuật pháp truyền thừa tu sĩ mà nói, quẻ tượng chỉ dẫn lại trọng yếu vô cùng, chút nào cũng không kém hơn tận mắt nhìn thấy hỏa thân tai chỗ nghe thấy một ít thiên phú dị bẩm tu chân giả đối với nguy hiểm có thần bí dự cảm, vô cực môn, xem bói cũng có đồng dạng công hiệu. Chỉ là linh nghiệm trình độ như thế nào, muốn xem xem bói người công lực sâu cạn liễu tương đương. Cùng thiên phú dị bẩm thần bí dự cảm tương đối mà nói, thuật bói toán chưa đầy chỗ ở chỗ, nếu như không trước đó khởi quẻ, tự cũng không tìm được quẻ tượng chỉ dẫn. Nói cách khác, người muốn trước hoài nghi nào đó mà hoặc người nào đó gặp nguy hiểm mới có thể khởi quẻ xem bói. Dưới bình thường tình huống, cho dù tạo nghệ cao tới đâu thuật sư, như thế nào lại tùy thời tùy chỗ vô duyên vô cớ mà khởi quẻ. Bất quá thiên phú dị bẩm vạn trung không một, có thể ngộ nhưng không thể cầu, thuật bói toán cũng rất nhiều mọi người có thể tu tập. Dùng tiêu phàm, thiên nhân tương, nhị trọng tu vi, hắn khởi quẻ được ra, hung sát khí, lập tức tự đưa tới văn thiên cùng đàm hiên cao độ coi trọng. Tiêu phàm lập tức thì có quyết định, nói ra, sư huynh, sư tỷ hai vị tạm thời ở tại chỗ này, ta trước đi xuống xem một chút. Nếu có cái gì dị thường, lẫn nhau cũng có tiếp ứng. Quẻ tượng bên trong ẩn dẫn hung thần ý, chung quy tương đương mơ hồ, không có cụ thể chỗ chỉ. Tiêu phàm cũng không có cách nào được ra càng nhiều hữu dụng tin tức, nếu quả thật có địch nhân giấu ở phía dưới lời mà nói, tên địch nhân này tu vi nhất định không tại tiêu phàm phía dưới. Vì như thế, mới có thể đem khí tức ẩn liếm đắc tốt như vậy, chẳng những thiên nhãn thần thông nhìn không tới, thần niệm chi lực cảm ứng không đến ngay xem bói đều chỉ có thể được ra cực kỳ mơ hồ quẻ tượng dưới loại tình huống này lưu người tại bên ngoài tiếp ứng chính là rất tranh thủ sách lược văn thiên cùng đàm hiên liếc nhau nhẹ nhàng gõ đầu mắt thấy tiêu phàm dưới chân vừa động muốn đè xuống độn quang văn thiên bỗng nhiên lại nhắc nhở sư đệ vạn nhất là cái kia đông đảo người sarutobi y xương lời mà nói người phải cẩn thận hắn ẩn nạc thuật cùng đao pháp dù sao đây là nghe tuyên bố rõ ràng chân quân đều thận trọng chuyện lạ mà chỉ ra tới, yêu đao tông tuyệt ký. Ta sẽ chú ý đích. Tiêu Phàm có chút vuốt cầm, độn quang nhấn một cái, liền hướng phía dưới đạo quan đền bên trong chậm rãi bay xuống xuống dưới. Trong đạo quan im ắng đích, tại Tiêu Phàm thiên nhãn thần thông phía dưới, có thể nhìn ra được, cơ hồ tất cả mọi người tập trung ở tây điện thờ phụ góc, hơn nữa cả đám đều cẩn thận từng ly từng tí. Trốn trong phòng, tuyệt không dám ra ngoài một bước cái gọi là tất cả mọi người, kỳ thật thì ra là 10 cái mà thôi. Phỏng Trừng cái này là trong đạo quan trước mắt còn lưu lại toàn bộ nhân thủ liễu tương đương. Căn cứ Huyền Thiên Thiên tình báo, nơi này đạo quan tối đêm lọt vào không hiểu tập kích, có ba gã đạo sĩ chết. Đều là trong đạo quan người phụ trách, mặt khác đạo sĩ lập tức báo án, bởi vì là tại trên hải đảo, cảnh sát cũng không suốt đêm chạy tới nơi này đến thăm dò hiện trường, trong đạo quan những thứ khác đạo sĩ, nguyên một đám run như cầy sấy. Tụ tập cùng một chỗ tự bảo vệ mình, sợ tới mức không dám bước ra khỏi cửa phòng một bước. Ngược lại đương nhiên, còn có một chút người, chỉ sợ là sợ tới mức suốt đêm ngồi thuyền chạy mất. Nếu không, lớn như vậy một chỗ đàn tràng, nhân viên công tác không đến mức chỉ có như vậy mười mấy người. Cái kia ba bộ chủ trì đạo sĩ thi thể, tiêu phàm từ lâu chứng kiến, ngay tại Tam Thanh Bảo Điện bên trong. Im ắng địa thẳng tại đó, tử trạng cực thảm, hai người bị chém rụng đầu lâu còn có một người tất bị mở ngực bể bụng, máu tươi chảy đầy đất. Mùi tanh phóng lên trời. Tiêu phàm hai hàng lông mày chăm chú nhân bắt đầu đứng dậy. Hắn không phải giả nhân giả nghĩa người, xuất đạo đến nay, người chết chàng cảnh thấy nhiều hơn. Nhưng cái này ba gã chủ trì đạo sĩ tử trạng thảm hại như vậy, có lẽ hay là làm cho tiêu phàm trong nội tâm thập phần không thoải mái. Hung thủ chẳng lẽ cùng vô cực môn thậm chí có sâu như vậy thù đại hận. Cứ việc dưới mắt đã là dạng sáng thời gian, bóng đêm dày đặc, tại thiên nhãn thần thông phía dưới, tam thanh bảo điện bên trong tình hình, tiêu phàm có lẽ hay là thấy thanh thanh sở sở. Cái này trong đạo quan các không tranh quyền thế, bản thân nên vậy không có trêu chọc cái gì sinh tử cửu ra. Làm cho bọn hắn bị lần này tai họa bất ngờ đích, vô cùng có khả năng chính là vóc dáng hư hư ảo vô cực môn truyền thừa thân phận. Hung thủ như thế tàn nhẫn, có thể thấy được đối với vô cực môn căm hận sâu. Tiêu phàm lần nữa cẩn thận xem xét tam thanh điện, lại dùng thần niệm quét một lần như trước chưa từng phát hiện có những người khác giấu kín trong đó lúc này mới nhấc tay phất một cái tam thanh điện trầm trọng đại môn từ từ mở ra tiêu phàm chậm rãi đi vào mùi máu tươi sông vào mũi tiêu phàm hai hàng lông mày trao càng chặt hơn tại này cổ gai mũi mùi máu tanh bên trong tiêu phàm còn rất nhạy cảm mà bắt đến một tia khó có thể phát giác mốc meo khí tức cùng văn thiên đã từng miêu tả cái kia cổ hơi thở phi thường tương tự tiêu phàm cảnh giác thoáng cái đề cao không ít. Chưa đợi tiêu phàm lại tập trung tư tưởng suy nghĩ tìm tòi tam thanh điện, hoác suy, một tiếng vang nhỏ, trói mắt lóe sáng ánh đao, tự tiêu phàm dưới chân bắn ra, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Bất quá một đao kia, có lẽ hay là chém tại không trung. Tại nghìn cân treo sợi tóc lập tức, tiêu phàm thân thể nhoáng một cái, di hình đổi ảnh, vọt đến hai trượng bên ngoài. Ồ, một tiếng kinh ngạc kinh hô, bỗng nhiên vang lên. Tiêu phàm trước kia đứng thẳng địa phương, nhiều ra một đạo bóng đen, trong tay thật dài võ sĩ đao, lóng lánh lấy rét cam cam hàn mang, hai mắt gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, tựa hồ có chút không tin tưởng lắm, một đao kia vậy mà rơi vào khoảng không. Sarutobi y sương, tiêu phàm cũng chăm chú mà nhìn thẳng người này hắc y tu sĩ, lạnh lùng hỏi, nhấc tay vừa nhấc, bốn miếng hắc trung sáng phi đao di động hiện ra, khoảng chừng gì đó tất cả hai, lơ lửng ở bên cạnh hắn, vận sức chờ phát động thần niệm chi lực chỉ là một quét, tiêu phàm liền đã phát giác, người này tu vi vẫn còn trên mình, đã muốn đạt tới kim đan trung kỳ đỉnh phong trạng thái, tùy thời cũng có thể bước vào kim đan hậu kỳ. Tăng thêm cái này một thân đông đảo đồ ninja giả trang cùng cái kia vô luận như thế nào đều không che giấu được mốc mèo khí tức, tiêu phàm cơ hồ lập tức tự đoán được đối phương thân phận chân thật. Là ta, xem ra ngày đó tại Mao Sơn, người đã ở. Sarutobi xương đầu óc xoay chuyển cũng rất không chậm, hai tay cầm đao, nhìn qua tiêu phàm, nhàn nhạt, nhạt nói ra, trong ánh mắt nhiều hứng thú bộ dạng. Đây là hắn tiến vào hoa hà quốc về sau, gặp được người thứ nhất kim đan kỳ tu sĩ, hơn nữa cùng hắn, cũng là kim đan trung kỳ, chỉ có điều theo khí tức thượng phán đoán, tựa hồ là mới vừa tiến vào kim đan trung kỳ không bao lâu, liền chúng kỳ cảnh giới đều chưa từng hoàn toàn củng cố. Về phần đang mau sơn thanh hư quan trên không cảm giác được hai gã nguyên anh tu sĩ khí tức, lại là không có thấy tận mắt đến. Sarutobi xương cũng không thể hoàn toàn kết luận, cái kia hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ tình huống, phải chăng hết thảy bình thường. Dù sao dưới mắt cái này trung thổ giới, cùng ngàn năm trước trung thổ giới, hoàn toàn bất đồng liễu tương đương. Nói không chừng cái kia hai vị nguyên anh tu sĩ, cũng là vừa vặn tỉnh dậy, phải chăng có thể phát huy ra nguyên anh kỳ thực lực, nhưng thật không tốt nói. Chỉ là Sarutobi xương không muốn mạo hiểm mà thôi. Các hạ trên người mốc meo khí tức nặng như vậy, hẳn là vừa mới tỉnh dậy a à. tiêu phàm đánh giá người này hủ khí nặng nề đông đảo tu sĩ lạnh lùng hỏi không hề nghi ngờ người này chính là sát hại trong điện ba gã đạo sĩ thủ phạm hơn nữa thủ pháp thập phần tàn nhẫn đối đãi ba gã người phàm tục không phải chém đầu chính là mổ bụng huyết tinh dị thường có thể thấy được cái này yêu đào tông tu sĩ tính cách nhất định thị huyết phi thường đối với người như vậy tiêu phàm trước sau như một không có hảo cảm gì Sarutomi xương sương cảm nhận được tiêu phàm địch ý, cười lạnh nói, người cũng biết, cũng không phải thiếu. Chẳng lẽ người cũng là vừa vặn theo trong lúc ngủ say tỉnh lại? Không không, người rất tuổi trẻ, số tuổi thật sự tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi. Điều đó không có khả năng. Lập tức, cái này đông đảo tu sĩ có chút hỗn loạn rồi, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Tiêu phàm số tuổi thật sự, hắn hoàn toàn có thể đủ nhìn ra được, đây không phải ăn chú nhan đan nguyên nhân. Những kia ăn qua chú nhan đan dược, kỳ thực đã muốn mấy trăm tuổi lão ra này, tuyệt đối không thể gạt được Sarutobi y xương thần thức cảm ứng. Cần biết tại từ đi phong ấn trước kia, vị này đông đảo tu sĩ thực tế tu vi, đúng vậy kim đan hậu kỳ đỉnh phong, một chân đã muốn bước chân vào nguyên anh kỳ cảnh giới. Cứ việc hiện tại cảnh giới tạm thời chưa khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ tiêu chuẩn, nhưng này phần kiến thức ánh mắt cùng thần niệm chi lực, nếu không phải giả dối, vì như thế, Sarutobi Y sương mới cảm thấy khó có thể tin. 30 tuổi Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi, điều này sao có thể? Sarutobi Y sương cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua có chuyện như vậy. Đây tuyệt đối không là thiên tài không thiên tài vấn đề, khẳng định đã xảy ra vượt qua siêu, ra bản thân nhận thức phạm trù bên ngoài kỳ quái tình hình. Ngân dược lôi bằng nội đan loại sự tình này, Sarutobi Y sương tự nhiên là tuyệt đối tưởng tượng không đến đích. Chẳng lẽ, tôn giá chính là Mao Sơn hai vị nguyên anh tiền bối một trong. Sarutobi y sương bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt thoáng cái trở nên hết sức khó coi, dưới chân vừa chợt vô thanh vô tức mà thối lui ra khỏi ba bốn trượng bên ngoài, ánh mắt cảnh giác vạn phần, ẩn ẩn mang theo sợ hại ý. Đoạt xá đây là Sarutobi y sương nghĩ đến có khả năng nhất tình hình. Người trẻ tuổi trước mắt kia, nhất định là bị một gã nguyên anh kỳ lão yêu quái đoạt xá rồi, lúc này mới có thể dùng 30 tuổi không đến niên kỳ, có kim đan trung kỳ tu vi. Hơn nữa, đoạt xá hắn lão yêu quái, rất có thể còn là một gã nguyên anh trung kỳ đã ngoài tu sĩ. Bởi vì đoạt xá thật là tổn hại tu vi đích, muốn khôi phục pháp lực, cũng cần rất lâu thời gian. Bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ coi như là đoạt xá thành công, cũng rất khó tại chừng 30 tuổi tựu khôi phục đến kim đan trung kỳ cảnh giới. Nếu như là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thì có khả năng này liễu tương đương dù sao nguyên anh sơ kỳ cùng trung kỳ khác nhau có lẽ hay là hết sức rõ ràng đích, ra như vậy quái vật, ai mà không có một chút người chỗ không biết bí pháp. Vừa nghĩ tới chính mình đối mặt, rất có thể là một gã nguyên anh trung kỳ đã ngoài lão yêu quái, Sarutobi y xương trong nội tâm liền tràn ngập cảnh giác chi tình. Tu Vi tạm thời chỉ có kim đan trung kỳ, nhưng cùng người tranh đấu kinh nghiệm, thần thức chi lực, cùng với pháp bảo uy lực, cũng không phải bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ có thể chịu được bằng được đích, liên tưởng đến vừa rồi tiêu phàm tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, vận dụng di hình đổi ảnh thần thông, tránh qua, tránh né chính mình một kích chí mạng, Sarutobi y xương càng thêm kiên định phán đoán của mình. Trường 714, xem đao. Dù là tiêu phàm cơ trí hơn người, trong khoảng thời gian ngắn, lại ở đâu có thể đoán được Sarutobi y xương trong lòng có cổ quái như vậy cách nghĩ? Như thế nào, tôn giá xem tiêu mỗ rất giống nguyên anh kỳ cao nhân sao? tiêu phàm trong miệng mang theo ba phần chiêu chọc ý, thủ đoạn run lên, một thanh màu đỏ sậm trường đao, ra hiện trong tay, tà tà chỉ hướng mặt đất. Quyền sách do hắn hơi có vẻ thon gầy dáng người, văn tĩnh ung dung tướng mạo, tăng thêm chui. Này tạo hình kỳ lạ trường đao, hiển lộ rõ ràng lấy một loại khác loại khí phách. Yêu đao tông, đã dùng ẩn nặc thuật cùng đao pháp tăng trưởng, tiêu phàm không tín cái này tà. Luận đao pháp, tiêu chân nhân cũng không tin đông đảo đao thuật còn hơn hoa hạ đao pháp. Về phần ẩn nặc thuật vừa rồi Sarutobi y xương tự dưới mặt đất xiết ra, rất rõ ràng là thổ độn thuật. Khó tự trách mình dùng thiên nhãn thần thông cùng thần thức điều tra, cũng không thể phát hiện tung tích của hắn. Nhưng mà chỉ phải, nên biết hiểu hắn sử dụng chính là thổ độn thuật, tổng cũng có thể làm được có dấu vết mà lần theo. Sarutobi y xương ánh mắt chỉ là tại, viêm linh chi lưới kiếm, thượng thoảng qua thoáng nhìn, tự không thèm để ý chút nào liễu tương đương không có kích phát tinh viêm chi lực hỏa diễm đao, ngoại trừ tạo hình tương đối kỳ lạ, cũng không chỗ đặc biệt gì. Người trẻ tuổi kia móc ra như vậy một thanh trường đao đến, lại ý định cùng mình so thử một chút đao thuật sao. Quả thực chính là tự hành muốn chết. Cho dù hắn thật sự là nguyên anh kỳ lão quái đoạt xá, đơn thuần tỉ thí đao pháp, Sarutobi y xương cũng có tuyệt đối nắm chắc, trong vòng ba chiêu liền đem đầu của hắn chém xuống đến. Các hạ là vô cực môn cái đó vị cao nhân chuyển thế, Sarutobi Sương vẫn đang kiên trì suy đoán của mình, cẩn thận mà hỏi thăm. "Chúng ta vô cực môn tiền bối cao nhân, tôn giá đều rất quen thuộc sao?" Yêu Đao tông cùng vô cực môn, trước kia sâu đậm thù hận. Tiêu Phàm nói xong, ánh mắt tại ba gã Ngộ Hải đạo sĩ trên người đảo qua, thần sắc dần dần nghiêm nghị lại. Người này chuyên chạy tới nơi này, giết chóc vài tên treo vô cực môn danh nghĩa đạo sĩ, lại một mực dưới mặt đất mai phục, chờ mình sau khi tới, đột thi đánh lén phàm loại này trùng trông. Đều cho thấy Sarutobi y xương đối với vô cực môn thù hận trình độ, không giống bình thường. Thấy tiêu phàm thần sắc không giống giả bộ, Sarutobi y xương lại có điểm dao động bắt đầu đứng dậy, vô luận như thế nào. Nếu như trước mắt thực là một cái sống mấy trăm năm gần ngàn năm lão quái vật, ánh mắt không đến mức như thế thanh tịnh. Nói như vậy, các hạ thật không là nguyên anh kỳ tiền bối đoạt xá. Thỉnh giáo họ gì đại danh, Sarutobi y sương như trước hai tay nắm chặt võ sĩ đao, ánh mắt nhấp nháy, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tiêu phàm lạnh nhạt nói ra, tại hạ vô cực môn tiêu phàm. Tôn giá cùng chúng ta vô cực môn gì oán gì thù, tại sao phải ở chỗ này tàn sát vô tội? Vô tội! Sarutobi y sương không khỏi nở nụ cười. Đúng đấy chút ít con sâu cái kiến mà thôi, những người phàm tục này, nhiều mấy cái thiếu mấy cái có quan hệ gì. Xem ra là ta hiểu lầm, các hạ thật không là nguyên anh kỳ tiền bối đoạt xá. Ở đằng kia chút ít lão quái vật trong mắt, những người phàm tục này được coi là cái gì? Nói đến đây, Sarutobi y xương đốn một chút, nhìn về phía tiêu phàm trong ánh mắt, toát ra một tia khinh thường mỉa mai ý, bất quá, các hạ đảo thật sự là vô cực môn truyền nhân. Cũng chỉ có các người những này chính đạo liên minh ra hỏa, mới có thể nguyên một đám ra vẻ đạo mạo, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Tiêu phàm lạnh lùng nói ra, nhân nghĩa đạo đức không chỉ là dùng để nói, tôn giá nếu là yêu ma một đạo, cái kia cũng không sao không dám rồi, tiêu mỗ hôm nay vừa vặn lĩnh giáo yêu đao tông đao pháp cùng ẩn nạc thuật. Sarutobi y sương tự cười rộ lên, lại quét tiêu phàm trường đao trong tay liếc, cười lạnh nói, người xuất ra như vậy một cây đao đến, tự là muốn cùng ta tỉ thí đao pháp sao. Tiêu phàm đồng dạng cười lạnh một tiếng, dần dần đem viêm linh chi lưới kiếm dơ lên. Nói ra, tôn giá nếu không dám tỉ thí lời mà nói, cũng có thể tất cả bằng pháp thuật pháp bảo, quyết một thắng bại. Ta không dám. Sarutobi y sương khẽ giật mình, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười xa xa truyền ra, chấn đắc cả cái hải đảo tựa hồ cũng tại ẩn ẩn run dày. Chính lơ lửng tại phía trên đảo nhỏ Văn Thiên cùng Đàm Hiên. Không khỏi biến sắc, lẫn nhau liếc nhau một cái, Đàm Hiên tay run lên, một đầu bàn long nhuyễn tiên di động hiện ra, tiên trên người linh quang ẩn hiện đối với văn thiên nói ra sư huynh quả nhiên là cái kia đông đảo tu sĩ chúng ta muốn hay không xuống dưới trợ giúp một tay văn thiên lông mi trắng nhíu chặt nhẹ nhàng lắc đầu nói ra sarutobi y sương là kim đan trung kỳ đỉnh phong tu vi chúng ta cảnh giới kém quá xa chính diện phóng đúng không giúp đỡ được cái gì đích ngược lại hội vướng chân vướng tay không bằng ở chỗ này hành sự tùy theo hoàn cảnh quan trọng hơn trước mắt cho cái này đông đảo người một gia hỏa lại để cho hắn luống cuống tay chân một phen, cũng là tốt. Nói xong, thủ đoạn một phen, vài ánh vàng rực rỡ bùa nắm trong tay, linh khí bức người. Những này bùa, là gần đoạn thời gian văn thiên tại thanh hư quan luyện chế đích, xa so trước kia luyện chế bùa uy năng muốn lớn. Đàm Hiên vừa thấy, lập tức cũng thu hồi Nguyễn Tiên, lấy ra vài cái phủ lục đến. Nàng cùng Văn Thiên cũng chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, đối mặt một cái kim đan trung kỳ đỉnh phong đối thủ, bình thường pháp khí pháp thuật, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Chẳng thử xem những này mới luyện bùa uy lực, Văn Thiên nói đúng, bọn hắn còn có thể thừa dịp bất ngờ làm đánh lén, dùng chút cơ kỳ tu vi, muốn diệt sát kim đan trung kỳ đỉnh phong Sarutobi y xương, tự nhiên là cuồng dại tưởng tượng, nhưng ở vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, cho Sarutobi y xương tạo thành chút ít bối rối, cũng là có khả năng. Cao thủ tranh chấp, nguyên vốn là một đường chi kém. Có lẽ bởi như vậy, có thể cho tiêu phàm sáng tạo cơ hội chiến thắng. Phía dưới tam thanh bảo trong điện, Sarutobi y xương cuồng ngạo tiếng cười rốt cuộc dần dần dừng lại nghỉ, tiểu bối, người thật sự là cuồng đắc có thể. Chỉ bằng ngươi, cũng dám khiêu chiến chúng ta yêu đao tông đao pháp. Hảo hảo tốt, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi chết cái minh bạch. Xem đao, một lời không tất, tại chỗ tự mất đi Sarutobi y xương thân ảnh, chỉ thấy bóng đen lóe lên, sau một khắc, Sarutobi y xương cùng với tiêu phàm gần trong gang tắc, hai tay nắm chặt sáng như tuyết võ sĩ đao, vào đầu bổ xuống dưới. Động tác cực nhanh, không gì sánh kịp, tuy nhiên còn không phải chân tránh thuấn di thuật, cũng không sai biệt nhiều. Tiêu phàm không tránh không né, hai tay nắm ở viêm linh chi lưới kiếm, chờ tay chiêu chọc đi lên, động tác chút nào cũng không so Sarutobi y xương chậm nửa phần. Sarutobi y xương nếu như không trở về đao chiêu khung lời mà nói, đau của hắn chưa bổ tới tiêu phàm, chính mình sẽ trước bị mở ngực bể bụng. Cái này là thuần ví đao thuật, không có sen lẫn mặt khác pháp thuật ở bên trong, cùng phàm tục võ thuật khác biệt duy nhất, ngay tại ở tiêu phàm động tác nhanh hơn, phản ứng càng nhanh nhẹn, trên đao bổ sung kinh lực càng mạnh. Nếu như là một người bình thường đứng ở chỗ này, dù cho võ công cao tới đâu, cũng là tuyệt đối phản ứng không kịp đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Sarutobi y xương một đao trẻ thành hai mảnh. Tiêu phàm loại này nhìn như lưỡng bại câu thương, kỳ thực trở tay tranh giành trước đấu pháp, lại để cho Sarutobi y xương lắp bắp kinh hãi, lập tức đem lòng khinh thường thoáng cái thu vào. Dùng công đối công, không thể nghi ngờ là hung hãn nhất đích. Nếu vừa lên đến tự tránh né, Sarutobi y xương kế tiếp sẽ một đao so một đao nhanh hơn, căn bản là không bao giờ. Nửa cho nửa phần thở dốc cơ hội liếu tương đương. Ngày xưa Sarutobi y xương có lẽ hay là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ thời điểm, không biết dựa vào lấy ác như vậy cay đao pháp, chém giết bao nhiêu đối thủ. Thậm chí còn so với hắn cao nhất cái cảnh giới trúc cơ kỳ tu sĩ, tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, cũng bị hắn chém giết nhiều cái, ngay pháp khí cũng không kịp tế ra. Đặt chân kim đan kỳ cảnh giới về sau, cứng như vậy hợp lại đao thuật đấu pháp, tựu thập phần hiếm thấy. Tu sĩ khác biết rõ, yêu đao tông, đao pháp cùng ẩn nạc thuật không giống tiểu khả, cũng sẽ không dùng mình ngắn tấn công địch sở trường. Vừa thấy được Sarutobi y xương liền lập tức xa xa thối lui, đem ra sử dụng pháp bảo tiến hành công kích, tuyệt không cùng hắn cận thân chiến đấu. Một khi bị Sarutobi y xương lấn đến gần đến bên người hơn một trượng trong, cho dù không bị hắn lực sao chặt hạ, cũng sẽ tốt một hồi luống cuống tay chân, thậm chí không thể không bỏ qua tứ chi, cũng muốn lần nữa cùng hắn kéo ra khoảng cách. Cái mới nhìn qua này văn tĩnh thon gầy hoa hạ nam tử, đao pháp thật không ngờ hung hãn sarutobi y xương tự thành tài về sau thật đúng là chưa bao giờ đụng phải so với hắn còn muốn dũng mãnh gan dạ đau khách Bá sarutobi y xương thân ảnh nhoáng một cái di hình đổi ảnh đến hai trượng có hơn tiêu Phạm ánh mắt lục mang chấp động như bóng với hình mà đi theo sarutobi y xương chưa tới kịp đứng vững thân hình màu đỏ sậm đau mang đã muốn vào đầu bổ xuống dưới sarutobi y xương hoảng sợ cái này hoa hạ người độn thuật Bề ngoài giống như không tại hắn phía dưới, di hình đổi ảnh kỹ xảo quả thực xuất thần nhập hóa. Mắt thấy viêm linh chi lưới kiếm vào đầu chém rụng, Sarutobi xương tránh cũng không thể tránh, chỉ phải lại một lần nữa thi triển thuấn di thuật, chuyển rời đến hai trượng bên ngoài. Xem đao, kết quả có lẽ hay là giống như đúc, vừa mới có ngọn, cũng còn không có đứng vững, tiêu phàm lại đã giống như phụ giỏi trong xương, chăm chú giết tới đây. Sarutobi y xương phiền muộn đắc cơ hồ một ngụm lão huyết phun tới. Đây rõ ràng là bọn hắn yêu đao tông năng khiếu, như thế nào tình hình rõ ràng phản quay tới rồi. Chính mình bị tiêu phàm đè nặng đánh, ngay sức hoàn thủ đều không có. Cứ theo đà này, tổng có một lần hắn thuấn di thuật sẽ xuất hiện sai lầm, cần phải bị thương không thể. Về phần tế ra hắn hắn pháp bảo để ngăn cản, lại càng đằng không ra tay đến, tiêu phàm hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không cho hắn tế ra bảo vật thời gian bá sarutobi y xương thuấn di mà chạy xem đao không hề ngoài ý muốn tiêu phàm đảo mắt lại giết đến trước mặt tiểu bối khinh người quá đáng sarutobi y xương tức giận đến hai gò má đỏ bừng rốt cục không tái sử dụng thuấn di thuật tránh né một tiếng hét to hai tay cầm đao đón màu đỏ sậm đao mang tựu sông tới dùng công đối công lập tức hồng mang bay múa giao sắc tung hoành, dày đặc binh khí giao kích thanh âm vang lên, rất nhanh tự tạo thành một đạo không ngớt không dứt trường âm. Hai người giao thủ cực nhanh, thế cho nên binh khí giao kích thời điểm, đã không có trước sau gián đoạn. Suy, loại tình hình này cũng không tiếp tục bao lâu, liệt bạch trong tiếng, một đạo máu tươi phóng lên trời. Ba ngu ngốc, Sarutobi xương gầm lên giận dữ, không thể không lần nữa thi triển di hình đổi ảnh thuật, phi độn ra ba trượng bên ngoài, cùng tiêu phàm thoát ly tiếp xúc. Chỉ thấy giờ phút này đông đảo tu sĩ, một đạo thật dài vết thương theo vai phải thẳng kéo đến sườn trái, da chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi, tình hình muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Yêu đao tông tông chủ Hattori giới xử trí đệ tử đắc ý, dùng đao thuật cùng ẩn nạc thuật danh chấn tu chân giới Sarutobi y xương, vậy mà đang cùng một cái hoa hạ người tỉ thí đao pháp thời điểm, từ đầu tới đuôi bị đè nặng đánh, hơn nữa tại chỗ bị thương. Sarutobi y xương cúi đầu nhìn một chút chính mình ngực cùng lúc thật dài vết đau, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Tiêu phàm lạnh lùng mà theo dõi hắn, hai tay dần dần đem viêm linh chi lưới kiếm dơ cao khỏi đỉnh. Xem đao. bóng người lóe lên, màu đỏ sậm ánh đao vào đầu bổ xuống. Bá, một đao kia lại bổ cái không, trước mắt thoáng cái mất đi Sarutobi y xương thân ảnh. chương 715, đoạn đao. Thổ độn thuật, Tiêu phàm trong miệng thốt ra, không cần suy nghĩ, lập tức phi thân lên, hướng về tam thanh bảo điện phía trên vào tới, dầm rầm, một hồi vang lớn, tiêu phàm xuyên thấu tam thanh điện nóc nhà, bay thẳng đến hơn 10 trượng chỗ cao, mới đứng vững thân thể, trong mắt lục mang lóng lánh, vận khởi thiên nhãn thần thông, tỉ mỉ hướng dưới mặt đất tìm tòi bắt đầu đứng dậy. Quyền sách do, sự thật chứng minh, tiêu phàm loại này cực tốc phản ứng, phi thường tất yếu. Yêu đao tông, dùng đao thuật cùng ẩn thuật tăng trưởng, Tiêu Phàm đã muốn lĩnh giáo qua Sarutobi y xương di hình đổi ảnh chỗ, có thể nói là nhanh như tia chớp. Chỉ cần phản ứng hơi chút chậm một chút thì có thể gặp đạo nhi. Cũng không thể trông cậy vào người ta tại thời khắc mấu chốt, động tác bỗng nhiên trở nên chậm chạp. Tiêu Phàm Thiên Nhãn Thần Thông vừa mới vận chuyển, Tam Thanh Bảo Điện cứng rắn vô cùng đá xanh sàn nhà bên trong, vô thanh vô tức mà xuất hiện một đạo nhân ảnh, ngay tại Tiêu Phàm vừa rồi chỗ dựa chỗ, ánh đao chói mắt. Sarutobi y xương kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú vô cùng. Bên này mới sử dụng thổ độn thuật tránh đi tiêu phàm phủ đầu một đao, liền lập tức triển khai sắc bén phản kích. Tiêu phàm chỉ cần chậm nửa khắc phi thiên mà đi, chỉ sợ cũng đã bị Sarutobi y xương trẻ thành hai mảnh liếu tương đương. Ơ tây, một đao bổ vào không trung, Sarutobi y xương ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung tiêu phàm, trên mặt hiện lên một vòng cực kỳ âm lệ thần sắc, tức giận vô cùng ước chừng cái này lão quái vật nằm mơ cũng không nghĩ tới đơn thuần tỉ thí đao pháp hắn vậy mà hội thua ở một cái hoa hạ tu sĩ trong tay lại nói tiếp sarutobi y sương thua một điểm không oan luận thế tục vũ kỹ tiêu phàm cho dù không phải đệ nhất thiên hạ cũng tuyệt đối nhưng xếp vào cao thủ đứng đầu chi lâm lại đang ngân rực lôi bằng trong trong nội đan lĩnh ngộ đến phong độn thuật thần diệu dùng mau đánh nhanh sarutobi y sương xác thực không là đối thủ tiêu đạo hữu tuổi còn trẻ võ nghệ cao cường đắc vô cùng. Bất quá chúng ta dù sao cũng là tu sĩ, cuối cùng còn muốn tại pháp thuật cùng pháp bảo thượng nhất quyết cao thấp. Tiêu đạo hữu có dám xuống, lại cùng ta một trận chiến. Sarutobi y xương trên mặt âm lệ thần sắc chợt lóe lên, lập tức tự khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói ra. Vừa rồi cái kia một đạo thật dài vết thương, đã muốn khỏi hẳn. Rách mướp dưới quần áo mặt, là óng ánh da thịt dù sao chỉ là bình thường bị thương ngoài ra, đối với tu sĩ mà nói, tự nhiên là thoáng qua tức càng. Tiêu phàm cũng không kích phát viêm linh chi lưới kiếm tinh viêm chi lực. Sư đệ, cái này đông đảo lão quỷ rất giảo hoạt, hắn nghĩ hết lượng phát huy thổ độn thuật huy lực. Tiêu phàm trong tai, bỗng nhiên truyền đến văn thiên truyền âm. Rất hiển nhiên, yêu đào tông ẩn nặc thuật chính là dùng thổ độn thuật làm cơ sở đích, rời đi dày đặc đại địa, thổ độn thuật liền không có chỗ phát triển. Sarutobi y xương thực lực muốn đánh vài phần chiết khấu. Tiêu phàm mỉm cười, cũng truyền âm nói ra, không sao, ta đối với cái này thổ độn thuật cũng tương đối cảm thấy hứng thú, nghiên cứu xuống. Nhìn xem có cái gì bí quyết. Lời này thật cũng không tính toán già mồm cãi láo, tiêu phàm xác thực đối với thổ độn thuật tương đối cảm thấy hứng thú, rõ ràng vô luận dụng thần niệm chi lực có lẽ hay là thiên nhãn thần thông, cũng khó khăn dùng phát giác, tiêu phàm rất là cảnh giác. Theo trước mắt tình hình xem, Yêu Đao Tông cùng Vô Cực môn thù hận tựa hồ rất sâu, cái này Sarutobi y xương chuyên theo Đông đảo chạy tới, chính là tìm Vô Cực môn phiền toái đích. Đã như vậy, Tiêu Phàm thì càng gia tăng sẽ đối Yêu Đao Tông ẩn nặc thuật nhiều mấy phần hiểu rõ mới được. Không chỉ có riêng chỉ là muốn biện pháp đả bại Sarutobi y xương đơn giản như vậy. Văn Thiên lập tức có chút im lặng. Cái này đương làm khẩu, Tiêu Phàm rõ ràng còn nghĩ đến muốn nghiên cứu thổ độn thuật chẳng lẽ hắn có 10 phần nắm chắc đánh bại Sarutobi Y xương? Sư đệ, người này tu vi vẫn còn tại ngươi phía trên. Có lẽ hay là ngủ say ngàn năm cổ đại tu sĩ, khẳng định có chút ít chúng ta không biết lợi hại thủ đoạn, ngàn không được chủ quan. Tiêu phàm cười nói, ta để ý tới đắc, sư huynh cứ việc yên tâm. Hai vị ở chỗ này cho ta lược trận, cẩn thận xem kỹ một chút hắn thổ độn thuật. Nếu thật là tình hình không đúng, ta thì sẽ tránh đi mũi nhọn bất hòa, không cùng hắn liều mạng. Văn Thiên cũng biết tiêu phàm cẩn thận tính cách, thấy hắn nói được chắc chắn, thì không tiện khuyên nhiều. Tiêu đạo hiểu là sợ một người không là đối thủ của ta sao? Vậy cũng không có sao, các người ba người cùng tiến lên tốt rồi, ta tịnh không để ý. Thấy tiêu phàm bờ môi khẽ nhúc nhích, rất hiển nhiên là đang cùng không chung hai gã đồng bạn thương nghị đối sách, Sarutobi Y Sương liền cao giọng nói ra, Vẻ này vừa mới bị Tiêu Phàm đánh tiếp ngạo khí, lại ẩn ẩn thấu đi ra. Cái này họ Tiêu tiểu bối, bất quá là vũ khí cao minh mà thôi, cũng không biết có gì cơ duyên, tuổi còn trẻ tựu ngưng kết kim đan thành công, đúng vậy, chẳng lẽ 30 tuổi người trẻ tuổi, công pháp thần thông cùng đấu pháp kinh nghiệm, thật có thể cùng mình cái này sống mấy trăm năm lão quái vật đánh đồng không được. Về phần đối phương tăng thêm hai gã trúc cơ kỳ giúp đỡ, Sarutobi y xương lại càng không thèm quan tâm. Kim Đan Kỳ cùng Trúc Cơ Kỳ kém một cái đại cảnh giới, trong lúc này cực lớn cái hào rộng, cũng không phải theo liền có thể lấp đầy đích, Văn Thiên cùng Đàm Hiên nhiều nhất có thể theo bên cạnh khởi cái kiềm chế tác dụng. Mà Sarutobi Y Sương tự tin chính mình chính thức thần thông thi triển đi ra về sau, thuận tay chém giết hai gã Trúc Cơ Tu Sĩ, quả thực chính là dễ dàng. Các hạ không khỏi quá đề cao chính mình rồi, đối phó ngươi, còn dùng đắc lấy ỉ đa số thắng sao. Tiêu phàm cười lạnh một tiếng, nhấn một cái độn quang, phiêu nhiên mà xuống. Mắt thấy tiêu phàm thật sự về tới mặt đất, Sarutobi y xương trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia đắc ý âm hiểm cười, thân hình nhoáng một cái, bỗng nhiên trong lúc đó, theo trên người hắn phân liệt ra hai đạo nhân ảnh, đồng dạng quần áo cách ăn mặc, đồng dạng tướng mạo bộ dáng, cầm trong tay võ sĩ đao, phân biệt hướng hai bên lóe lên, tự đối với tiêu phàm tạo thành vây kín xu thế. Tiêu phàm không nghĩ tới Sarutobi y xương còn có một chiêu như vậy, vội vàng dụng thần niệm quét qua, phát hiện trong đó hai gã, bất quá là hư ảnh mà thôi, cùng chủ thể linh lực chấn động, hoàn toàn không tại một cấp bậc phía trên. Làm cho là như thế, tiêu phàm cũng không dám khinh thường, tay phải niết quyết phung lên, mười miếng băng phách phi đao đều đều di động hiện ra, vây quanh chính mình, quay tròn mà đảo quanh, mang theo ti ti băng hàn xương mù, bày ra phòng ngược tư thế. Băng thuộc tính phi đao, hắc hắc. Sarutobi xương cười lạnh, bỗng nhiên một tiếng hét to, bóng người lóe lên, đã không thấy tăm hơi tung tích, sau một khắc, tại tiêu phàm bên cạnh hậu sông ra. Cùng lúc đó, cái kia hai cái phân liệt ra tới hư ảnh, cũng bắt đầu thi triển di hình đổi ảnh độn thuật, ba đạo bóng dáng, vây quanh tiêu phàm đèn kéo quân tựa như xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, rất nhanh liền hình thành một cái màu đen bình chướng, đem tiêu phàm bao vây vào giữa. Trong khoảng thời gian ngắn, lại ở đâu được chia thành cái kia là thật thân, cái kia là hư ảnh. Suy một đạo lóe sáng đao mang, phá toái hư không, hướng tiêu phạm phi chém mà đến. Một quả băng phách phi đao run lên, đón đạo này đao mang phi bắn xuyên qua, mang theo một dãy băng hàn sương mù. Đao mang vừa tiếp xúc với cái này băng hàn sương mù, lập tức chính là cứng lại, tốc độ giảm nhiều, trở nên thập phần chậm chạp, lập tức lóng lánh vài cái, như vậy tán loạn tại trong hư không. Băng tủy, thiên hạ trí hàn vật, cứ việc phi trong đao cô động đắc không nhiều lắm, đối phó chính là một đạo hư hóa đao mang, nhưng lại không tốn sức chút nào. Xuy suy không đợi chui, này băng phách phi đao thu hồi đi, đạo thứ hai đạo thứ ba đao mang lần nữa phi chém mà đến. Xuy suy suy ngay sau đó, chính là đạo thứ tư đệ ngũ đạo đệ lục đạo đao mang, một đạo so một đạo kinh, sức lực gấp, rất nhanh, lóe sáng đao mang liền tại tiêu phàm bốn phía tạo thành một lóng lánh đao vóng, hướng về tiêu phàm đẻ ép mà đến tiêu phàm khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cử động giơ tay lên, 10 miếng băng phách phi đao bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng kích xạ ra, nhìn như hùng hổ đao võng, trong nháy đã bị băng phách phi đao chém đắc thất linh bát lạc, không được bộ dáng. Tiêu phàm trên mặt lại không có chút nào vẻ đắc ý, ngược lại thủ đoạn vừa nhất, viêm linh chi lưới kiếm di động hiện ra, bỗng nhiên trong lúc đó, lưới đao liền do đỏ sậm biến thành màu đỏ tươi, oanh, mà một tiếng, liệt diễm bốc hơi. Hét lớn một tiếng, xem đao. Tiêu phàm thả người mà dậy, hướng về dưới chân đá xanh sàn nhà, mãnh liệt bổ mà xuống. Liền vào lúc này, Sarutobi y xương vừa từ dưới đất sông ra, song tay nắm lấy sáng như tuyết võ sĩ đao, trêu chọc hướng tiêu phàm hạ thân. Giờ phút này vây quanh tiêu phàm đèn kéo quân tựa như loạn chuyển đích, rõ ràng chỉ là cái kia hai cái hóa thân hư ảnh, chân thân lại thừa cơ tiềm xuống dưới đất, muốn đối với tiêu phàm tiến hành đánh lén. Kết quả vừa mới có ngọn, chỉ cảm thấy một cái biển lửa phô thiên cái địa bao phủ mà xuống trong biển lửa một đạo cầu vòng loại diễm lệ ánh đao lóng lánh lấy vô cùng thần bí ngân sắc ký hiệu vào đầu đánh xuống biển lửa đao phong chưa và thân Sarutobi Y Sương lập tức đã cảm thấy tam thanh trong điện nhiệt độ gấp gáp lên cao thoáng cái trở nên miệng đắng lưỡi khô tựa hồ toàn thân huyết dịch đều muốn bị bốc hơi mất không ít Sarutobi Y Sương hoảng hốt lập tức bất chấp quá nhiều giơ lên võ sĩ đao liều mạng trên lên một đường cũng không đi quản phải chăng có thể ngăn cản được liền không chút do so dự lần nữa phát động thổ độn thuật chiếu viêm linh chi lưới kiếm thanh thế như vậy sarutobi xương xem chừng chính mình một đường hơn phân nửa không sẽ có hiệu quả gì sự thật cũng là như thế suy mà một tiếng vang nhỏ sarutobi xương chuôi này phong duệ tuyệt luân võ sĩ đao bị viêm linh chi lưới kiếm một gọt lượng hai đoạn ngay nửa phần dãy ruộ đều không có May mà Sarutobi y xương xem thời cơ quá nhanh, sớm phát động thổ độn thuật, hỏa diễm đao thuận thế mà hạ, Sarutobi y xương sớm đã chui xuống dưới đất không thấy bóng dáng. Oanh! Sóng lửa ngập trời! Tam thanh bảo điện đá xanh sàn nhà, đá vụn bay tán loạn, rất kinh người. Đợi sóng lửa rốt cuộc tán đi, lại chỉ thấy tại chỗ nhiều ra đến một đạo dài đến ba trượng vết đao, thâm nhập dưới đất một trượng có thừa, thậm chí ngay đá xanh sàn nhà đều ở hừng hực liệt diễm phía dưới bị tan ra hóa thành lưu ly nhan sắc. Chém ra oai, quả là tại tư. Sau một khắc, Sarutobi y xương tại mấy trượng bên ngoài sông ra, nắm trong tay lấy nửa thanh võ sĩ đao, miệng hơi mở, oa, mà phun ra một ngụm tiên huyết đến, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vài phần, thần sắc cũng trở nên thập phần uể oải. Cái này võ sĩ đao là bổn mạng của hắn bảo vật, bị vừa bổ vì hai, tự nhiên lập tức tâm thần bị hao tổn. Sarutobi y xương quét linh khí mất hết, ảm đạm vô quang nửa thanh võ sĩ đao liếc, lộ ra cực kỳ rất là tiếc thần sắc. Hắn chui, này võ sĩ đao, chính là lấy cực kỳ hy hữu tài liệu luyện thành, dùng phong duệ chứ danh, giết người vô số, uống máu như khát. Rốt cuộc không nghĩ tới, hội hủy ở tiêu phàm trong tay, hơn nữa là dùng đao đối với đao, lấy cứng trọi cứng, không có chút nào đầu cơ trục lợi. Hơi khoảnh, y sương mới ngẩng đầu lên mãnh liệt nhìn về phía tiêu phàm gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm trong tay đã muốn biến trở về màu đỏ sậm trường đao khàn giọng lấy thanh âm hỏi người đây là cái gì binh khí như thế sắc bén người đây cũng không cần phải biết rồi các hạ còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc xử đi ra a à? tiêu phàm cười lạnh một tiếng lạnh nhạt nói ra lại là canh bốn ngày cuối cùng chạy nước rút chín tháng phần ngày cuối cùng rồi cũng là tháng này cuối cùng gấp đôi vé tháng cơ hội. Các huynh đệ, rơi xuống đem hết toàn lực. Đoàn người nếu còn có phiếu vé lời mà nói, thỉnh nhiều hơn ủng hộ thoáng một tí. Cảm tạ không nói nhiều, lão bằng hữu cũng biết rơi xuống là thật sự người. Hôm nay canh bốn, rõ ràng còn tiếp tục canh bốn. Liều mạng Audio điện tử võ tấn bền chương 716, định thân Hắc hắc, tiểu bối, thực cho là có một thanh kỳ quái dao gam, liền có thể ổn thao thắng khoán sao vậy hãy để cho người kiến thức kiến thức cái gì là chính thức yêu đao Sarutobi xương bỗng nhiên duỗi ra tay trái cầm thật chặt nửa thanh ảm đạm vô quang võ sĩ đao tay phải mãnh liệt co lại lập tức máu tươi như rót lập tức liền đem nửa thanh võ sĩ đao nhuộm thành huyết hồng nhan sắc Sarutobi xương vốn là sắc mặt tái nhợt trong khoảnh khắc biến thành màu trắng bệch oán độc đến cực điểm mà nhìn tiêu phàm liếc miệng lẩm bẩm chỉ thấy sớm đã linh khí mất hết ảm đạm vô cùng nửa thanh võ sĩ đao bỗng nhiên chấn động đao phong thượng máu tươi tựa như đang sống hóa thành vô số tơ máu theo võ sĩ đao mặt cắt tranh dành trước sợ hậu mà chui đi vào nửa thanh võ sĩ đao sáng như tuyết đao phong dần dần biến thành cực kỳ tươi đẹp màu đỏ lóng lánh lấy huyết tinh sáng bóng bỗng nhiên ở phía trong một tiếng thê lương tiếng âm thanh võ sĩ đao mặt cắt nơi bắn ra một đạo đỏ tươi huyết quang trong nháy tiêu ngưng tụ thành kết thúc rơi nửa thanh đao phong, ánh sáng màu tươi đẹp, lập lòe không thôi, giống như đoạn giống như tục, yêu dị phi thường. Tiêu phàm sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Hắn từ nơi này chui huyết hồng trên yêu đao, cảm nhận được một cổ cực kỳ yêu tà khí tức. Sarutobi xương căn bản là không hề để ý tới tiêu phàm phản ứng, tay trái giơ lên, nắm thật chặt thành nắm tay quả đấm, máu tươi giò dỉ tự trong lòng bàn tay của hắn chảy xuôi mà xuống. Sarutobi y xương trong miệng chú ngữ thanh âm, càng thêm vội vàng. Từng đợt khói xanh tự dưới mặt đất trong vũng máu bay lên, hóa làm một người cái mơ hồ bóng đen, rất nhanh tự từ mơ hồ đến rõ ràng. Mỗi người đều cùng Sarutobi y xương đồng dạng cách ăn mặc, trong tay nắm một thanh đỏ tươi huyết đao, huyết hồng con mắt, lạnh như băng mà nhìn thẳng tiêu phàm. Rất nhanh, như vậy huyết sắc hóa thân, tự huyến hóa ra bảy tám cái nhiều. Tiêu phàm thần niệm chi lực quét qua, Hai hàng lông mày lập tức Dương bắt đầu đứng dậy. Sarutobi xương bản thể không thấy. Hoặc là nói, Sarutobi xương bản thể cũng trở thành cùng hóa thân đồng dạng khí tức, nhàn nhạt đích, như có như không, thần niệm chi lực cơ hồ hoàn toàn không cách nào phân biệt, gì người là thật, gì người là giả. Tiêu Phàm trong mắt lục mang lập loè, lập tức ngay tại phần đông hóa thân bên trong, đem Sarutobi xương bản thể tóm đi ra. Sarutomi y tựa hồ đã nhận ra cái gì, miết tiêu phàm liếc, cười lạnh nói, tiểu bối, người còn tu luyện thiên nhãn thần thông. Hắc hắc, vậy thì thử xem xem đi, xem ông trời của người ánh mắt thông rốt cuộc quản không dùng được. Theo giọng điệu này đến xem, tựa hồ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có đem tiêu phàm thiên nhãn thần thông để ở trong lòng. Cái này thật cũng không là Sarutobi y một mặt cuồng vọng, tu sĩ đấu pháp, tính như xử nữ động như lôi đình, trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh biến hóa ngàn vạn, nhiều khi, tung tính toán có được thiên nhãn thần thông, cũng chưa chắc có thể đem đối thủ từng chiêu từng thức đều thấy thanh thanh sở sở. Thực tế, yêu đao tông, dùng ẩn nạc thuật chứ danh. Ẩn nạc thuật cảnh giới cao nhất, thực sự không phải là ngươi ẩn núp đi làm cho người ta nhìn không tới, mà là rõ ràng có thể gặp lại ngươi lại hoàn toàn không có cách nào phòng bị. Đương làm tiến công tốc độ nhanh đến không gì so sánh nổi, chính là ẩn nạc thuật cảnh giới cao nhất. Đương nhiên, đây cũng là tương đối mà nói đích. Sarutobi Y Sương vừa rồi thi triển độn thuật, đối với chúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, đã muốn nhanh đến không gì sánh kịp, nhưng đối với tiêu phàm mà nói, tự còn kém điểm hỏa hậu. Trừ phi, hắn có thể mau nữa một ít. Tiêu phàm phải tay nắm lấy viêm linh chi lưới kiếm, tay trái vừa lật, trong tay đã muốn nhiều hơn vài ánh vàng rực rỡ bùa, quay mắt về phía bốn phương tám hướng huyết sắc hư ảnh, sắc mặt sớm đã khôi phục bình tĩnh im lặng mà đứng ở nơi đó, bất động như núi. Chém! Sarutobi y xương một tiếng hét to. Vèo! Tất cả hư ảnh, đồng thời động, hóa thành bảy tám đạo hoa Mỹ hồng mang, nhân kiếm hợp nhất, hướng tiêu phạm phi chém mà đến. Mà Sarutobi y xương bản thể, tại bỗng nhiên gian mất đi bóng dáng. Trong lúc này, tiêu phạm cũng đã hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không kịp dùng thiên nhãn thần thông đi tìm tòi Sarutobi y xương bản thể. Những này hư ảnh phát ra khủng bố khí thức, lại để cho Tiêu Phàm hoàn toàn không dám bỏ qua. Hư ảnh xác thực là hư ảnh, nhưng ở lực sát thương thượng, lại một điểm không kém. Mặc kệ chịu lên cái nào hư ảnh một đao, cái kia tổn thương tuyệt đối là thật sự đích. Tiêu Phàm không dám vận dụng Viêm Linh Chi lưới kiếm. Tuy nhiên dùng hắn hiện tại kim đan trung kỳ cảnh giới, chỉ cần không phải toàn lực đem ra sử dụng Viêm Linh Chi lưới kiếm, phát huy 78 phần uy lực đảo là có thể làm được tại trong thời gian ngắn liên tiếp ra tay đến ba lượt. Nhưng đó cũng không phải nói, hắn có thể không hề cố kỵ mà vận dụng cái này tinh viêm chi binh. Dù sao cho dù phát huy bảy tám phần uy lực, cũng muốn một lần rút đi trong cơ thể hắn cơ hồ một nửa linh lực. Viêm linh chi lưới kiếm một đao chém ra về sau, có ngắn như vậy tạm lập tức, tiêu phàm hội ở vào thoát lực trạng thái. Cứ việc tiếp tục thời gian quá ngắn, nếu như địch nhân ở cái này gián đoạn bỗng nhiên đối với hắn công kích, giờ khắc này tiêu phàm là không để phòng đích cơ hồ hoàn toàn không có chống đỡ chi công sarutobi y xương bản thể ẩn nấp mà đi tiêu phàm thực không dám khinh thường tung tính toán một đao chém ra có thể đem cái này bảy tám cái hư ảnh toàn bộ diệt sát lại muốn tại quá ngắn lập tức trong đem bản thân hào không phòng bị mà đặt sarutobi y xương bản thể uy dưới sườn dùng sarutobi y xương đột nhanh chóng chi kinh người như vậy phong hiểm tiêu phàm bốc lên không dậy nổi cũng may đoạn trước thời gian, Tiêu Phàm tu luyện nhàn hạ, luyện chế ra không ít bùa. Đa số thời điểm, Tiêu Phàm này đây Thiên Phù Diệp đang luyện tập chế phù chi thuật, tuy nhiên phế phẩm thứ phẩm rất nhiều, vẽ thành công linh phù, hội tụ cùng một chỗ, số lượng thực sự rất nhiều. Cũng chỉ có hắn như vậy, người giàu có mới có thể năng lực như thế xa xỉ. Tung tính toán tại cổ tu thời kỳ, mấy ngàn năm phần Thiên Phù Diệp, tại tu chân giới cũng là cực kỳ hiếm thấy cấp tột cùng chế phù tài liệu. Cao nhất giai chế phù đại sư, đều coi như nhú bích, cẩn thận từng ly từng tí mà dùng để luyện chế trên nhất phẩm linh phù. Ai có thể tưởng tiêu chân nhân cái này, thổ hào cầm thiên phù diệp lai luyện tập a -Hát. Dù sao tại linh dược viên trong, có ba cây tươi tốt ngọc núi trúc, thiên phù diệp lấy lấy không hết, dùng không cạn. Dùng thiên phù diệp luyện tập cảm giác, cùng bình thường lá bùa là hoàn toàn không đồng dạng như vậy, tuy nhiên lãng phí rất nhiều thiên phù diệp, tiêu chân nhân chế phù thủy chuẩn lại đề cao một cái bậc thang, luyện chế ra đến linh phù, mỗi một tiêu rin khí 10 phần, vượt qua xa trước kia bùa có thể so sánh. Nhanh! Tiêu phàm hét lớn một tiếng, trái giơ tay lên, hơn 10 đạo bùa hướng 4 phương 8 hướng bắn ra, tại trong hư không ánh vàng rực rỡ quang mang lóe lên, trong nháy hóa thành trận trận hoàng mông mông vòi rồng, hướng về kia chút hít phi chém tới hư ảnh, mang tất cả mà đi. Trong lúc nhất thời, tại tam thanh bảo điện ở phía trong, giống như nổi lên sa mạc gió lốc cái này hơn 10 đạo bùa, vậy mà đều là thượng phẩm thổ linh phù. Bất quá tiêu phàm cũng cũng không có trông cậy vào, hơn 10 đạo thổ linh phù thật có thể diệt sát những này hư ảnh, bất kể thế nào nói, đây là kim đan trung kỳ đỉnh phong tu sĩ dùng chân nguyên huyết mạch chi lực ngưng kết ra tới hư ảnh, nếu như dễ dàng như vậy bị diệt sát, Sarutobi y xương cần gì phải đại phí chu trương tốn công tốn sức hao tổn chính mình nguyên khí để làm như vậy chuyện vô dụng tình tiêu phàm chỉ là dùng những này thổ linh phù đến tạm thời ngăn cản thoáng một tí hư ảnh tiến công, vì chính mình tranh thủ một lát thở dốc cơ hội mà thôi. Hoàng mông mông vòi rồng cùng một chỗ, hữu hình không thể huyết sắc hư ảnh, lập tức đã bị mãnh liệt vô cùng vòi rồng tịch cuốn vào, phi chém mà đến tốc độ, vì một trong trệ. Thừa cơ hội này, tiêu phàm phi thân lên, hướng tam thanh bảo điện đỉnh bay đi. Sư đệ, chú ý! Tiêu phàm bên tai bỗng nhiên vang lên văn thiên kinh hô thanh âm không khí một hồi chấn động vặn vẹo, chỉ thấy vốn là không có một bóng người trong hư không, Sarutobi y xương hiện thân ra, tiêu phàm đúng vậy hướng về hắn chỗ phương hướng bay đi. Mắt nhìn kích xạ mà đến tiêu phàm, Sarutobi y xương không khỏi một tiếng nhe răng cười, giơ lên cao huyết hồng võ sĩ đao, hướng về tiêu phàm nhằm thẳng vào đầu chém. Suy, một đạo thật dài màu đỏ như máu đao mang, phi chém mà đến. Cái này chém ngưng tụ Sarutobi y xương toàn bộ pháp lực, đem phụ cận thiên địa nguyên khí đều xé rách đắc từng đợt quay cuồng, hít khà rét rét hí rét 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 rung động, uy thế cực kỳ kinh người. Tiêu phàm quát khẽ một tiếng, ngạnh xanh xanh dừng lại thân hình, trái giơ tay lên, lại là ba bốn cái phủ lục bay nhanh ra. Biến ảo thành nguyên một đám tuyết trắng hỗn độn đồ hình, đảo mắt liền biến thành một mặt huyền băng tấm chắn. Rồi lại là băng linh phù, theo huyền băng tấm chắn phóng xuất ra băng hàn chi lực đến xem, trong đó thậm chí còn trộn lẫn lấy một tia băng tủy chi lực. Cái này vài chương băng linh phù, trên thực tế chính là dùng băng phách phi đao, chém chi lực làm căn cơ, phong ấn tại linh phù bên trong mà luyện chế ra đến đích, tự nhiên xa không bằng băng phách phi đao bản thể phóng ra uy năng, thuần túy là tiêu phàm dùng để luyện tập chi tác. Không biết tại sao, tiêu phàm cũng không đem ra sử dụng băng phách phi đao bản thể nghinh địch, ngược lại vung ra như vậy vài chương băng linh phù đến. Làm cho người ta rất tốt khó hiểu. Một đám vẻ châm trọng từ Sarutobi y xương khóe miệng di động hiện ra. Suy, đao mang chém xuống một cái, huyền băng thuẫn lá chắn cơ hồ không có hình thành bất luận cái gì trở ngại, bị vừa bổ hai nửa, hóa thành hai mảnh vụn băng, tự giữa không chung rơi xuống. Trong nháy mắt, thật dài màu đỏ đao mang, tự bổ tới tiêu phàm đỉnh đầu. liền vào lúc này, hóa thành hai mảnh vụn băng bỗng nhiên ở giữa không trung hòa tan, hóa thành hơi nước, một ánh vàng rực rỡ linh phù, trong hơi nước kích xạ ra, lập tức hóa thành một mảnh cực lớn hỗn độn đồ hình linh lực cổ lay động hướng sarutobi y xương bao phủ xuống đi định tiêu phàm quát khẽ một tiếng cái này linh phù bay lên thời điểm sarutobi y xương hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không để vào mắt bùa chi thuật bất quá là con đường nhỏ mà thôi chúc cơ kỳ phía dưới đấu pháp có lẽ còn có thể cần dùng đến kim đan kỳ tu sĩ chém giết loại uy lực này nhỏ như vậy linh phù có thể khởi cái tác dụng gì nhưng mà ngay sau đó, Sarutobi y xương liền phát giác được không đúng, cái này linh phù, minh hiển hòa tiêu phàm vừa rồi vung ra tới cái kia vài hoàn toàn không giống với, chẳng những linh lực sự dư thừa, cực kỳ kinh người, mấu chốt là khí tức bất đồng. Sarutobi y xương rõ ràng cảm thấy một cổ cường đại ngũ hành cấm chế chi lực. Không tốt, Sarutobi y xương một tiếng kêu sợ hãi, chính là muốn thi pháp bỏ chạy chỉ tiếc hắn giờ phút này toàn thân pháp lực 78 phần 10 cũng đã quán chú tại huyết nhận bên trong, vội vàng trong lúc đó, ở đâu còn kịp né tránh cái này gần trong gang tấc ngũ hành cấm chế chi lực. Chỉ cảm thấy bên người không khí bỗng nhiên siết chặt, trong nháy mắt tự trở nên kiên hơn thép tinh, một cổ cực lớn đến cực điểm cấm chế chi lực, chăm chú đưa hắn bao vây lại, toàn thân, cứng ngắc vô cùng, ngay một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Định thân phù Sarutobi y xương trong nội tâm kêu to, Đôi mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng không dám tin thần sắc. Cái này giấu ở bang linh phù bên trong linh phù, dĩ nhiên là hiếm thấy đến cực điểm đỉnh thân phù. Bị lừa rồi. Chương 717, chữ vật vòng tay cùng linh thú hoàn. Sarutobi y Xương còn muốn giãy dụa. Dù sao hắn là Kim Đan trung kỳ đỉnh phong tu vi, ngàn năm trước kia, thậm chí còn là Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong giả anh cảnh giới, pháp lực hùng hậu, tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú thật sự không nghĩ tới vừa mới tỉnh dậy không lâu, tự lại ở chỗ này lật thuyền trong mương, bị một gã tuổi trẻ đắc hư không tưởng nổi hiện đại tu sĩ cho chế trụ. Sarutobi y hưng thịnh lộ ra cảm giác được, cái này định thân phù bên trong ẩn chứa ngũ hành cấm chế chi lực, cũng không thế nào lợi hại, chỉ cần một chút thời gian là hắn có thể phá tan cấm chế này, một lần nữa khôi phục tự do. Chỉ tiếc, điểm này điểm thời gian, tiêu phàm cũng không có ý định cho hắn. Thủ đoạn vừa nhất, màu đỏ sầm viêm linh chi lưới kiếm di động hiện ra, đao mang lóe lên, Sarutobi y xương từ đó một phân thành hai, cuồn cuộn liệt diễm mang tất cả mà qua, chia làm hai mảnh Sarutobi y xương, tan thành mây khói, hóa thành một đống cho tàn, ngay tinh hồn đều không có chạy trốn. Đinh đương, trong tiếng, đen nhánh vòng ngọc, rơi xuống tại mà. Viêm linh chi lưới kiếm tinh viêm chi lực, tiêu phàm khống chế được vừa đúng, diệt sát Sarutobi y xương thân thể cùng hồn phách, nhưng lại không hư hao hắn mang theo mấy cái gì đó. Tiêu phàm theo tay khẽ vẫy, đen nhánh vòng ngọc bay lên, lọt vào trong tay của hắn. Người bên cạnh ảnh lóe lên, văn thiên cùng đàm hiên song song từ không trung phi độn mà hạ, đi tới tiêu phàm bên người, thần sắc trên mặt lại là khiếp sợ lại là vui mừng, tựa hồ vẫn có chút không tin, Sarutobi y xương như vậy bị diệt sát mất. Tại Sarutobi y xương thần hồn câu diệt đồng thời, hắn dùng máu huyết chân nguyên ngưng kết ra tới những kia huyết sắc hư ảnh, đã ở lập tức biến mất vô tung. Đây là vật gì? Thấy tiêu phàm không ngừng đánh giá hắc ngọc vòng tay, đàm hiên nhịn không được hỏi. Tiêu phàm đã muốn dụng thần thức điều tra qua, mỉm cười, giơ lên trong đó một đáp, cái này một vòng ngọc, là của hắn chữ vật vòng tay. Về phần cái này một nha, bên trong giống tuyết, cùng chữ vật vòng tay có chỗ khác nhau, ta đoán, có thể là dùng để trở nào đó linh thú đích. Có quan hệ chữ vật vòng tay cùng linh thú hoàn, Tiêu Phàm đã sớm nghe Thanh Dương Tổ Sư nhắc tới qua, đề đẳng nhất tu di bảo vật, Tiêu Phàm đã muốn nắm giữ luyện chế phương pháp, chỉ là một không có rút ra thời gian đến chế tác, dù sao hắn có chữ vật đỉnh, hơn nữa vẫn là có thể cất chứa trong người, tiến thối tùy tâm pháp bảo, so bất luận cái gì chữ vật vòng tay đều có tác dụng nhiều hơn. Bất quá tu tù sĩ tùy thân mang theo chữ vật vòng tay cùng linh thú hoàn, Tiêu Phàm có lẽ hay là đầu một hồi nhìn thấy. Cái này màu đen vòng ngọc, ngọc chất tinh khiết, chạm trổ tinh xảo, bề ngoài nhìn về phía trên là hai cái rất cao đẳng lần vật phẩm trang sức có thể mang tại cổ tay thượng cũng có thể rủ xuống tại trên thân thể văn thiên cùng đàm hiên lập tức đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc đến cái này sarutobi y xương đúng vậy cổ đại tu sĩ phong ấn hơn một ngàn năm mới vừa vận tỉnh dậy không lâu hắn chữ vật vòng tay ở phía trong cất dấu đích hẳn là trung thổ giới tu luyện hoàn cảnh chưa sụp đổ thời điểm thu thập đến tương quan vật phẩm xác thực là một cái khoảng cách gần hiểu rõ cổ tu sĩ sinh hoạt hàng ngày cơ hội tốt tiêu phàm không có vội vã lấy ra chữ vật vòng tay ở phía trong mấy cái gì đó trước tiện tay bố trí rơi xuống một cái nhỏ cấm chế đem tam thanh bảo điện che đậy bắt đầu đứng dậy tránh khỏi gây ra quá lớn động tính bất kể thế nào nói cái này dù sao cũng là một gã cổ tu sĩ tùy thân mang theo mấy cái gì đó bố trí tốt cấm chế về sau tiêu phàm thủ đoạn run lên một đống thất thất bát bát mấy cái gì đó lập tức di động hiện trên không trung. Trong đó số lượng nhiều nhất đích là một đống đặc biệt hòn đá nhỏ khối, trong đó dùng màu vàng đất chiếm đa số, lóng lánh lấy hoàng mông mông sáng bóng, mỗi một khối tinh thể thượng đều tản mát ra kinh người linh khí. Đây là linh thạch. Tiêu phàm cẩn thận đánh giá một hồi những này cùng loại hòn đá nhỏ khối tinh thể, rốt cuộc nhận ra chúng tướng mạo sẵn có, bất quá còn có chút không lớn khẳng định. Văn Thiên cùng Đàm Hiên cũng đều nhận rồi tiêu phàm điều phán đoán này những này nên vậy chính là trong truyền thuyết cổ đại tu sĩ thường xuyên hội dùng đến linh thạch hơn nữa với tư cách giao dịch dùng thông dụng tiền trả bằng chứng thì ra là tu chân giới tiền công dụng thập phần rộng khắp mơ hồ khẽ đếm cái này trồng chất tinh thạch ước chừng hơn trăm miếng căn cứ linh thạch nhan sắc bất đồng phát ra linh lực cũng có chỗ khác nhau màu vàng đất linh thạch phát ra đúng là tinh thuần thổ thuộc tính linh khí loại này linh thạch tại chữ vật vòng tay chung nhiều nhất có thể thấy được Sarutobi y xương tu luyện chính là dùng thổ thuộc tính công pháp làm chủ. Những này linh thạch tùy thân mang theo, tự nhiên là vì tùy thời bổ sung linh lực tiêu hao. Mặt khác còn có hơn 10 khối hơi nhỏ hơn chút ít tinh thạch, ẩn chứa linh lực muốn kém rất xa, tựa hồ phẩm chất tương đối thấp kém. Có quan hệ linh thạch hết thảy, cùng tuyên bố rõ ràng chân quân nói chuyện phiếm thời điểm, cũng là nghe hắn nói khởi qua. Tiêu phàm phỏng trừng, cái này là cái gọi là sơ giai linh thạch cùng trung giai linh thạch khác nhau liễu tương đương. Nghe nói, một quả trung giai linh thạch có thể đổi lấy 100 miếng đã ngoài sơ giai linh thạch. Đương nhiên, cái này trao đổi phần trăm cũng căn cứ linh thạch hi hữu trình độ mà hơi có khác nhau, đại khái kém sẽ không quá xa. Lại nói tiếp, Sarutobi y xương còn là một thổ hào, tùy thân mang theo rất nhiều tiền giá trị lớn, chỉ có chút ít tiền lẻ. 100 miếng trung giai linh thạch tương đương với hơn vạn sơ giai linh thạch liễu tương đương. Tiêu Phàm đã nắm một quả linh thạch, cẩn thận dò xét thoáng một tí, trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười, nói ra có những này linh thạch, trận pháp uy lực là có thể nâng cao một bước liễu tương đương. Trung thổ giới tu luyện hoàn cảnh tan vỡ, hiện tại giờ mới bắt đầu sống lại, muốn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, cái kia còn sớm đắc vô cùng. Những này linh thạch, trước mắt lớn nhất tác dụng, nên vậy chính là dùng để đem ra sử dụng pháp trận bổ sung linh lực liễu tương đương. Văn Thiên cùng Đàm Hiên đều gật đầu đồng ý. Trận pháp huy lực tăng mạnh, chỉ thủy quan an toàn tự nhiều một phần bảo đảm. Tiêu phàm đem linh thạch thu vào chữ vật vòng tay, tiện tay lấy ra một khối ngăm đen ra sử dụng hình dáng vật thể, vào tay cực kỳ mềm mại. Dùng thần niệm chi lực dò xét, lại bị thứ này nhẹ nhàng đẩy sang một bên, nhất thời làm đắc tiêu phàm đại cảm thấy hứng thú. Thần niệm chi lực bị cắn nuốt hoặc là lọt vào bắn ngược tình hình, Tiêu phàm đụng phải qua nhiều lần, nhưng tượng như bây giờ, bị đẩy qua một bên, có lẽ hay là đầu một hồi gặp gỡ. Tiêu phàm đem cái này ngâm đen ra sử dụng triển khai, đàm hiên bỗng nhiên nói ra cái này hình như là cái mặt nạ. Hai con mắt, miệng mũi đều đủ, quả nhiên là cái mặt nạ. Tiêu phàm nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng đem mặt nạ hướng trên mặt một vòng, lập tức tự dính chặt rồi, phi thường nhu hòa, không có bất kỳ không khỏe cảm giác. Ô! Văn Thiên cùng Đàm Hiên đồng loạt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Giờ phút này Tiêu Phàm, khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi, là một cái sắc mặt tái nhợt, khoảng 40 tuổi trung niên nhân bộ dáng, khí tức trên thân cũng nhược hóa rất nhiều, do kim đan trung kỳ bỗng nhiên xuống đến chỉ có chút cơ sơ kỳ tiêu chuẩn. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trên mặt lại nổi lên một hồi vần nước loại chấn động, trong nháy, vậy mà lại biến thành một cái chỉ có chừng 20 tuổi tuổi trẻ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn còn có thể tùy tiện biến ảo dung mạo, có chút ý tứ. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, đem mặt nạ lấy xuống dưới. Văn Thiên nói ra, Yêu Đao Tông dùng ẩn nặc thuật tăng trưởng, này mặt nạ nên vậy chính là bọn họ bí chế chi bảo. Dùng để trà trộn vào một ít đặc thù nơi, thứ này ngược lại rất có tác dụng. Đàm Hiên tác chính là trực tiếp nói ra, ám sát tuyệt hảo công cụ. Nếu quả thật có thể tùy ý biến hóa dung mạo, quả thật là ám sát tuyệt hảo công cụ thử nghĩ nếu biến thành bị ám sát đối tượng người thân cận nhất, thần không biết quỷ không hay mà tiếp cận đến đối phương bên người, bạo khởi làm khó dễ, có thể tránh khỏi người thật đúng là không nhiều lắm. Ám sát, tiêu phàm lắc đầu, tiện tay đem ra sử dụng mặt nạ thu hồi đến chữ vật vòng tay bên trong. Kế tiếp, thì là vài món pháp bảo, tiêu phàm từng cái thúc dục uy lực có chút không kém. Sarutobi Y Sương là kim đan trung kỳ đỉnh phong tu vi cổ đại tu sĩ, có thể được hắn trịnh mà trọng chi địa cất chứa tại chữ vật vòng tay trong, tùy thân mang theo pháp bảo, tự nhiên sẽ không quá kém. Tiêu phàm đem bên trong hai kiện pháp khí, phân biệt đưa cho Văn Thiên cùng Đàm Hiên. Tất cả mọi người vừa mới bước trên tu chân chi đạo, cứ việc có bí quyết đem trước kia tu luyện chân khí nội lực chuyển hóa làm pháp lực chân nguyên, tuy nhiên cũng còn không có thời gian đến luyện chế lợi hại pháp khí, sức chiến đấu phương diện, tự nhiên yếu nhược. Hôm nay có những này pháp khí, Tuy nhiên bởi vì chủ tu công pháp bất đồng, khó có thể phát huy những này pháp khí toàn bộ uy năng, tổng so không có muốn mạnh hơn nhiều liễu tương đương. Hắn pháp bảo của hắn pháp khí, tiêu phàm thu vào chữ vật vòng tay. Kế tiếp là ba bình ngọc. Tiêu phàm mở ra hắn một người trong, lập tức mùi thuốc xông vào mũi, đổ ra xem xét là sáu quả hỏa hồng đan dược. Tốt tinh thuần linh lực. Văn Thiên lập tức tán thưởng nói. Tiêu phàm tinh thông dược lý, một chút kiểm tra, trên mặt liền lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, đây tuyệt đối hẳn là có thể tăng tiến kim đan kỳ tu vi đan dược. Theo tuyên bố rõ ràng chân quân lời nói, càng là đẳng cấp cao tu sĩ, tinh tiến tu vi đan dược liền càng là khó có thể luyện chế. Chẳng những cần rất nhiều khó gặp linh dược linh thảo, đối với luyện đan sư trình độ yêu cầu cũng phi thường độ cao. Có thể tăng tiến kim đan kỳ tu vi đan dược, nếu như do kim đan kỳ tu sĩ tự hành luyện chế lời mà nói, 10 lần bên trong có thể thành đan 2-3 lần cho dù phi thường rất giỏi liễu tương đương. Đương nhiên, nếu như do nguyên anh kỳ tu sĩ đến luyện chế, thành đan tỷ lệ xuất lĩnh muốn cao một chút. Nhưng nguyên anh kỳ tu sĩ, như thế nào lại chậm chế tu luyện của mình thời gian, hao phí đại lượng chân nguyên pháp lực, đến vì kim đan kỳ tu sĩ luyện đan chế thuốc. Trừ phi là môn hạ của chính mình được sủng ái nhất phán bối đệ tử, mới có thể ngẫu nhiên có đãi ngộ như vậy. Tượng tiêu phàm như vậy, tại chỉ thủy quan tốn hao đại lượng thời gian, chuyên môn vì mọi người luyện chế tăng tiến tu vi đan dược tình hình, quả nhiên là ít càng thêm ít. Thật sự là bởi vì, tiêu phàm cần trong thời gian ngắn nhất, chỉnh thể tăng cường vô cực môn sức chiến đấu. Hơn nữa, vô luận là Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên có lẽ hay là cơ lụa mỏng Trần Dương, cũng không thể tính toán là người ngoài. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời tính đích, đợi đoàn người tu vi đều tăng trưởng, những này luyện đan luyện khí chế dược chế phủ công tác, còn phải do mọi người chính mình hoàn thành dù sao tiêu phàm tu vi của mình tinh tiến, mới được là vô cực môn lớn nhất bảo đảm. Cái này sáu khỏa dược lực hùng hậu đan dược, không thể nghi ngờ là Sarutobi y xương lưu tại chính mình dùng đích, không ngờ bị tiêu phàm nhặt được cái có sẵn tiện nghi. Bất quá, nếu như hắn không ngàn dặm xa xôi chạy đến Hoa Hạ Quốc tới giết người lời mà nói, cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Xem như trừng phạt đúng tội. Mặt khác lượng hai cái trong bình ngọc, một cái cũng chứa đan dược, chỉ có một khỏa, nhạt màu trắng, tản mát ra cay độc khí tức, thậm chí ngay tiêu phàm, nhất thời bán hội cũng làm không rõ thuốc này hoàn thành phần cùng dược hiệu. Cuối cùng một cái bình ngọc bên trong, lại cất giấu một loại vô sắc vô vị chất lỏng. Tiêu phàm thần niệm tìm tòi về sau, sắc mặt biến hóa. Cứ việc thứ này vô sắc vô vị, tiêu phàm lại phán định, đây là một loại độc dược, hơn nữa độc tính cái gì liệt. Yêu đao tông là đông đảo ninja lưu phái thực chính nguyên đầu, Sarutobi y xương trên người mang theo độc dược, cũng là rất dễ lý giải. chương 718 Thiên Huyễn Mặt Cuối cùng còn lại đích là một mảnh màu vàng kim nhạt thẻ tre. Đối với cái này tấm thẻ tre, tiêu phàm ngược lại rất quen thuộc, liếc có thể nhìn ra, đây là mấy ngàn năm ngọc núi trúc, thẻ tre chi cực phẩm, có thể ghi lại nội dung là bình thường thẻ tre gấp bội. Tiêu phàm cử động tay khẽ vẫy lơ lửng tại không thẻ tre, rơi vào tay, tiêu phàm đem thẻ tre dán tại trên chán, thần thức chậm rãi xuyên vào đi vào, rất nhanh sắc mặt tựu trở nên có vài phần kinh hỉ. Cái này thẻ che chi, ghi lại dĩ nhiên là yêu đao tông công pháp tuyệt kỹ. Hắn thậm chí còn kể cả thổ độn thuật tu luyện phương pháp. Sarutobi y xương cuối cùng thi triển cái chủng loại kia, phân thân chi thuật, thẻ che ở phía trong cũng ghi lại đắc có. Tiêu phàm ngay từ đầu, rất là hưng phấn, dù sao cái loại này phân thân hư ảnh, dùng tại thực chiến chi, hiệu quả rất không tồi nhất là phối hợp yêu đao tông mau lẹ vô luân thân pháp độn thuật, đối thủ hơi không để ý, sẽ gặp đạo nhi. Bất quá một chút cẩn thận phân biệt, một hồ lô nước lạnh vào đầu rội xuống dưới. Loại này phân thân hư ảnh chi thuật, không thể một mình thi triển, phải tu luyện qua yêu đao tông chủ công pháp về sau, mới có thể dùng huyết mạch chi lực ngưng kết phân thân hư ảnh, bổn mạng chân nguyên tiến hành đem ra sử dụng. Tiêu phàm tuyệt đối không thể có thể đem hạo nhiên chính khí vứt xuống dưới, nữa tu luyện yêu đao tông chủ công pháp. Xem ra cái môn này thần thông, chỉ có thể tiến hành tham khảo rồi, muốn còn nguyên địa học hội, trên cơ bản không đáng tin cậy. Ngoại trừ phân thân hư ảnh chi thuật, còn có một môn ẩn nấp nín hơi chi thuật, cũng làm cho tiêu phàm thập phần coi trọng. Tương đối mà nói, cái môn này ẩn nấp nín hơi chi thuật, ngược lại so tu luyện phân thân hư ảnh muốn đơn giản hơn nhiều, cũng không cần tu luyện yêu đao tông chủ công pháp, chỉ cần nắm giữ bí quyết, có thể thi triển. Ẩn nặc thuật hiệu quả như thế nào? cùng tu sĩ độn thuật tu vi cao thấp mật thiết tương quan. Môn công pháp này lại để cho tiêu phàm phi thường hài lòng. Chỉ cần thêm chút tu luyện, có thể lại để cho hắn phong độn thuật uy lực nâng cao một bước. Đương nhiên, không phải lại để cho hắn độn thuật nhanh hơn, cái kia cần công lực tăng trưởng cùng với đối với phong độn thuật càng thêm xâm nhập lĩnh ngộ. Yêu đào tông cái môn này ẩn nấp nín hơi chi thuật, chỉ là lại để cho hắn phong độn thuật tại đối chiến thời điểm. Đạt được nhất định uy lực tăng thêm nhanh hơn tốc độ, ác hơn cay độ mạnh yếu, càng xảo diệu góc độ, từ trước là cận thân chém giết khắc địch chế thắng không có con đường thứ hai. Hơn nữa cái môn này ẩn nấp nín hơi chi thuật, không chỉ có tại lúc đối chiến hữu dụng, ngày thường dùng để tránh né cường địch truy tung, tránh đi tu sĩ khác thần niệm điều tra. Đều có rất không tệ hiệu quả. Kỳ đặc đừng đề cập đến đó ra sử dụng mặt nạ. Tại yêu đao tông, loại này ra sử dụng mặt nạ đại danh đỉnh đỉnh, có một chuyên dụng danh tự thiên huyễn mặt. Cổ tu thời kỳ, từng cái thành tài xuất sự yêu đao tông đệ, đều sẽ có được một tự hành luyện chế thiên huyễn mặt. Thiên huyễn mặt có hai đại công hiệu, đầu tiên là biến ảo dung mạo. Thứ hai chính là che giấu khí tức, loại này công hiệu lớn nhỏ, đương nhiên cũng xem người luyện chế trình độ cao thấp mà định ra. Tu vi càng cao, trên lý luận luyện chế thiên huyễn mặt công hiệu càng mạnh. Sarutobi xương ngàn năm trước, là kim đan hậu kỳ tu vi đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào nguyên anh kỳ, Thân thủ của hắn luyện chế thiên huyễn mặt, tự nhiên không giống tiểu khả. Tung tính toán tại cả yêu đao tông, cũng là thượng giai phẩm chất. Tại thẻ che chi, Sarutobi xương cố ý bỏ thêm một đoạn đánh dấu, dương dương đắc ý mà vạch đến. Hắn cái này thiên huyễn mặt tự luyện thành ngày lên, cũng đủ để xếp vào cả tông môn top 5 liệt kê. Tại yêu đao tông, chỉ có giải rác mấy vị nguyên anh tu sĩ luyện chế thiên huyễn mặt, công hiệu mới tại hắn thiên huyễn trên mặt. Sarutobi xương tỏ vẻ chỉ cần đeo lên cái này thiên huyễn mặt, kim đan kỳ tu sĩ tuyệt đối không thể nào thấy được hắn tướng mạo sẵn có, cũng rất khó khăn điều tra dò xét hắn chân thật tu vi. Về phần nguyên anh kỳ tu sĩ, vậy thì khó mà nói liễu tương đương. Bất quá Sarutobi y xương hàm hồ suy đoán nói, bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chỉ cần không phải tu luyện có đặc thù thần niệm công pháp hoặc là thiên nhãn thần thông, cũng khó có thể nhìn rõ ràng hắn chân thật diện mạo. Dù sao nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ khác biệt, là thật lớn như thế. Tung tính toán như vậy, tiêu phàm đối với cái này thiên huyễn mặt công hiệu, cũng đã phi thường phi thường hài lòng liễu tương đương. Đây chính là nhặt được đích, bạch chiếm tiện nghi a hát. Tiêu phàm đồng dạng dạng tu luyện công pháp nhìn sang, bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Cái này thẻ che cuối cùng ghi lại một đoạn nội dung, dĩ nhiên là một loại thần bí phù ghi thành, tiêu phàm không biết. Loại này phù, giống như đã từng quen biết, cùng hắn vận dụng viêm linh chi lưới kiếm lúc, đao phong thượng lóng lánh phù, cực kỳ tương tự. Ngân sáng phù, tại tiêu phàm thần thức hải dạng rỡ sáng chói, có vẻ thập phần thần bí khó lường. Tiêu phàm lập tức đem thần thức theo thẻ che rút ra, thuận tay đưa cho bên người thiên. Dùng ngọc núi trúc ghi chép đồ tin tức, dùng thần thức trực tiếp đọc loại kỹ xảo này, vô cực môn môn nhân đệ đám bọn họ, cơ bản cũng đã học xong. Chỉ là đọc tốc độ tốc độ, đối với tri thức lĩnh ngộ trình độ, xem cá nhân thiên phú mà định ra thiên xem qua thẻ tre về sau, thần sắc cũng là vừa mừng vừa sợ, lập tức đem thẻ tre đưa cho đàm hiên. Hắn núi chi thạch có thể công ngọc. Đây là vô cực môn trước sau như một tôn chỉ. Hải nạp bách xuyên, có cho chính là đại. Sư đệ, cuối cùng này một thiên nội dung, không biết là cái gì. Hơi khoảnh, đàm hiên cũng đã đọc xong thẻ tre nội dung, có chút kinh ngạc nói ra. Nữ tính rất hiếu kỳ tâm, tựa hồ vĩnh viễn mà so nam nhân phải mạnh mẽ một ít, hay hoặc là không phải lòng hiếu kỳ nguyên nhân, mà là các nàng đối với không biết sự vụ, ưa nói ra. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói ra ta đoán, có khả năng là Yêu Đao tông chủ công pháp. Cái này thẻ che ở phía trong nội dung cực kỳ phong phú, nếu không có ghi lại Yêu Đao tông chủ công pháp, Tiêu Phàm tựa như lần này phỏng đoán. Thiên nhẹ gật đầu, nói ra ta cũng vậy thì cho là như vậy. Chỉ là cái loại này phù, chúng ta ai cũng xem không hiểu. Tiêu Phàm cười cười, nói ra chúng ta xem không hiểu có lẽ có người có thể đủ thấy hiểu thiên hòa đàm hiên liếc nhau đồng loạt nói ra tuyên bố rõ ràng chân quân lập tức ba người liền đồng thời cười ha hả loại này cổ tu thời kỳ phù rất rõ ràng là các phái để mà ghi chép trọng yếu nội dung chữ trước mắt chỉ có tuyên bố rõ ràng chân quân có thể đọc không hiểu đi chúng ta trở lại thanh hư quan tiêu phàm lập tức có quyết định gần kề chỉ là yêu đao tông chủ công pháp cũng là mà thôi tiêu phàm không có ý định thật sự đi tu luyện, tối đa cũng chính là khởi cái tham khảo cùng tham khảo tác dụng. Nhưng đối với tại viêm linh chi lưới kiếm đao phong thượng thoáng hiện phù, tiêu phàm cũng rất muốn hiểu rõ. Nói không chừng, có thể tiến thêm một bước kích phát viêm linh chi lưới kiếm uy lực đâu này. Lập tức, tiêu phàm tiện tay thanh lý một chút hiện trường, sư huynh muội ba người liền bay lên trời, tại dưới bóng đêm, hướng về thanh hư quan phương hướng bay đi. Ba vị nhanh như vậy sẽ trở lại rồi vừa mới tại mật thất ngồi xuống không bao lâu tuyên bố rõ ràng chân quân mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiêu phàm ba người hướng hắn hạ thấp người hành lễ. Không cần phải khách khí, không cần phải khách khí, mời ngồi. Ha ha, chỉ nói vậy thôi, chuyện gì xảy ra? Tiêu phàm ba người tại mật thất khoanh chân ngồi xuống, đem trên hải đảo phát sinh hết thảy, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt về phía tuyên bố rõ ràng chân quân làm cái nói rõ. Có loại sự tình này, tuyên bố rõ ràng chân quân nghe xong, cũng có chút kinh ngạc, hai hàng lông mày nhăn lại, vén lên tròm dâu. Yêu đào tông là tà đạo tông môn, trước sau như một cùng chúng ta chính đạo liên minh không hợp, lẫn nhau trong lúc đó, tranh đấu không ngừng. Nhưng người này đối với vô cực môn như thế thống hận, thức tỉnh về sau, thậm chí không đợi tu vi hoàn toàn khôi phục, tự vội vã chạy đến hoa hạ tìm đến vô cực môn phiền toái, rốt cuộc có gì nội tình, ta nếu không phải rõ ràng như vậy liếu tương đương. Có lẽ người này từng tại vô cực môn vị nào đạo hữu tay nếm qua giảm nhiều thiệt thòi lớn. Tiêu Phàm bọn người nghe vậy đều nhẹ gật đầu, cảm thấy tuyên bố rõ ràng chân quân cái này phỏng đoán tương đối hợp lý. Tiên bối, thỉnh giáo một vấn đề, đây là cái gì đan dược? Tiêu Phàm lập tức đem cái kia khỏa nhạt màu trắng đan dược lấy đi ra, giao cho tuyên bố rõ ràng chân quân tay. Tuyên bố rõ ràng chân quân tiếp đi qua xem cẩn thận đánh giá thoáng một tí lại đặt ở dưới mũi bên cạnh cẩn thận hít hà lông mày nhéo một cái nói ra cái này đan dược hương vị như thế cay độc nếu ta không có đoán sai hẳn là tà đạo phá thiên đan phá thiên đan loại đan dược này tựa hồ dược tính thập phần phách đạo tuyên bố rõ ràng chân quân có chút vuốt cằm nói ra phá thiên đan nhưng không phải bình thường phách đạo loại đan dược này là một ít tà xây cùng ma tu dùng để ẩn giấu thủ đoạn một trong ăn vào phá thiên đan về sau công lực lập tức phóng đại, thậm chí có khả năng trong thời gian ngắn đột phá một cái cùng bậc. Đương nhiên, làm như vậy kỳ thật chính là cưỡng ép hiếp kích phát tiềm lực, tiêu hao tánh mạng bổn nguyên, thật sự hậu hoạn vô cùng. Dược lực đi qua về sau, ít nhất bệnh nặng một hồi, đa số còn sẽ trực tiếp ngã xuống một cái cảnh giới. Bình thường không đến cuối cùng trước mắt, vô luận là ai, đều sẽ không dễ dàng sử dụng đích. Tiêu phàm sư huynh muội ba người liếc nhau, đều đều nhẹ gật đầu cưỡng ép hiếp kích phát tiềm lực tình hình, tiêu phàm nhưng đụng phải qua không chỉ một trở lại. Lôi bằng biến thân chính là hắn một trong, nếu như không phải rất trùng hợp có huyết đan nuốt, tiêu phàm chỉ sợ hiện tại cũng còn nằm ở lạng yên tư bảo dưỡng thương, không có ba năm 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 ngồi xuống điều tức, mơ tưởng phục hồi như cũ. Cuống hồ, tiêu phàm có lôi bằng biến thân cuối cùng thủ đoạn, đại gây nên cùng phục dụng, phá thiên đan, hiệu quả không sai biệt lắm. Cái này đan dược hơn phân nửa là không dùng được rồi, trước thu lại nói sau tiền bối, còn có một sự tình thỉnh giáo, lại không biết loại này phù, ra sao hàm nghĩa. Tiêu phàm nói xong, đem màu vàng kim nhà thẻ che đưa tới. Đây là theo Sarutobi y xương trên người lấy được cái kia tấm thẻ che nguyên, tiêu phàm cũng không có tính toán đối với tuyên bố rõ ràng chân quân che giấu yêu đao tông công pháp. Tuyên bố rõ ràng chân quân đúng vậy đem định thân phù cùng chân nguyên phù đều truyền cho bọn hắn vô cực môn, tuy nhiên được coi là là nào đó trả thù lao, thực sự đủ thấy tuyên bố rõ ràng chân quân bụng giả không giống bình thường. Tiêu phàm rất không nguyện tiểu ở phía trong keo kiệt đích, bị người chê cười. Mấy ngàn năm phần ngọc núi trúc, tuyên bố rõ ràng chân quân liếc thấy ra cái này thẻ che bất phàm, kinh ngạc thì thầm một tiếng, đem thẻ che tiếp tới. Không nói hai lời, tự dán tại trên chán, quả nhiên, tuyên bố rõ ràng chân quân trên mặt rất nhanh liền lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Thật lâu, tuyên bố rõ ràng chân quân đem thẻ che để xuống, Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, càng thêm thưởng thức có ra, mỉm cười nói: "Tiểu Hữu, ngươi là muốn hỏi cuối cùng cái kia đoạn phù a?" "Đây là thời kỳ thượng cổ chữ, tối thiểu trên vạn năm rồi, bởi vì quá mức thâm ảo, về sau dần dần thất truyền, bị trung đỉnh thay thế." Đoàn người không khỏi một hồi im lặng. Nghe vị này ý tứ, trung đỉnh dĩ nhiên là thông tục dễ hiểu chữ liễu tương đương. Tuyên bố rõ ràng chân quân cũng không để ý tới hội bọn hắn kinh ngạc, tiếp tục nói: "Rất trùng hợp ta trước kia học qua loại này chứ, vậy thì truyền thụ cho tiểu hữu A, bất quá muốn bỏ chút thời gian. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Tiêu phàm vội vàng không người, kính cẩn nói. Tân học một môn chữ, hơn nữa là thượng cổ phù, tự nhiên muốn bỏ chút thời gian rồi, há có thể đơn giản như vậy. chương 719, Tinh Viêm Quyết. Chỉ thủy quan, mật thất dưới đất. Mật thất bốn phía linh lóng lánh, người sáng suốt xem xét chỉ biết đây là pháp trận vận tác đến cực hạn tiêu chí. Tiêu Phàm trước đó không lâu theo Mao Sơn trở lại chỉ thủy quan về sau, mà bắt đầu một lần nữa bố trí chỉ thủy quan phòng hộ đại trận, luyện chế lại một lần một đám bầy trận pháp khí, dùng theo Sarutobi y xương chỗ đó lấy được linh thạch làm như pháp trận đem ra sử dụng nguồn năng lượng. Tương đối mà nói, lần này bầy trận nếu so với trước kia đơn giản hơn nhiều liễu tương đương. Mấu chốt ngay tại ở pháp khí luyện chế trở nên đơn giản. Trước kia không có linh thạch làm khu động nguồn năng lượng, bảy trận pháp khí phải đem bản thân linh lực luyện hóa đi vào, mỗi luyện chế một quả pháp khí, tự cần rất lâu thời gian, hao phí đại lượng tinh lực. Hôm nay không cần như vậy khó khăn liễu tương đương. Mới bố trí tốt pháp trận, lại uy năng tăng nhiều, lực phòng ngự mạnh, xa không lúc trước pháp trận có thể so sánh đích. Dưới bình thường tình huống, coi như là kim đan kỳ tu sĩ đến đây công kích, phòng ngự pháp trận cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian rất dài, lại để cho chỉ thủy quan người có đầy đủ thời gian bố trí những thứ khác chuẩn bị ở sau đối sách. Đương nhiên, nếu như bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ công kích, cái kia lại là một chuyện khác liễu tương đương. Coi như là tiêu phàm, trước mắt cách Nguyên Anh kỳ tu sĩ còn kém đắc thật xa, tự chớ đừng nói chi là những người khác. Nếu thật là có Nguyên Anh kỳ tu sĩ đến đây đánh chỉ thủy quan, ngoại trừ trốn chạy để khỏi chết đào mệnh không còn lối của hắn. Cái này rất giống là không thể đối kháng tự nhiên nhân tố đồng dạng, không cần cân nhắc ở bên trong. Dù sao người tự cân nhắc rồi, cũng không còn triệt. Nên phát sinh có lẽ hay là sẽ phát sinh. Điểm này, tiêu phàm cũng không phải như vậy lo lắng. Tuyên bố rõ ràng chân quân nói được minh bạch, tuy nhiên trước mắt trung thổ giới linh khí là có chỗ khôi phục, nhưng tự cái này linh khí nồng đậm trình độ, tung xem như ngàn năm trước không kịp bỏ chạy, mình phong ấn xuống nguyên anh kỳ tu sĩ, thức tỉnh về sau, muốn khôi phục đến nguyên anh kỳ tu vi, cũng sẽ không là dễ dàng đích. Hiện giai đoạn trung thổ giới, Kim đan kỳ tu sĩ coi như là đẳng cấp cao tu sĩ Liễu tương đương. Bố trí xong chỉ thủy quan phòng hộ đại trận, Tiêu Phàm lại tại chính mình luyện công trong mật thất, cũng bố trí một cái pháp trận, hắn tinh xảo trình độ không tại phòng hộ đại trận phía dưới. Nhưng chính yếu nhất công hiệu cũng không phải phòng hộ, mà là che đậy. Tiêu Phàm lo lắng tại trong mật thất làm ra quá lớn động tĩnh đến. Mật thất ở giữa, tạo hình đặc biệt phiêm linh chi lưới kiếm lơ lửng tại giữa không trung, toàn thân liệt diễm bốc hơi, sóng nhiệt cuồn cuộn. Tiêu phàm khoanh chân ngồi ở một bên, mười ngón thay đổi liên tục, không ngừng mà đem từng đạo pháp quyết đánh vào đến hỏa diễm đao chung. Theo tiêu phàm động tác càng ngày càng gấp, viêm linh chi lưới kiếm đao phong phía trên liệt diễm cũng càng gia tăng sáng ngời chói mắt, tiêu phàm sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Trên chắn chảy ra giò rỉ mồ hôi, lộ ra một tia cố hết sức biểu lộ. Như thế toàn lực thúc dục viêm linh chi lưới kiếm, đối với tại hiện tại tiêu phàm mà nói, như cũng là cái không nhỏ gánh nặng. sốt cục, ngọn gió phía trên bắt đầu lóng lánh ra nguyên một đám màu ngân bạch ký hiệu. Tinh viêm quyết, nhìn qua cái kia nguyên một đám màu ngân bạch ký hiệu, tiêu phàm hai mắt dạng rỡ sáng chói một chữ một chữ mà nói ra, trên mặt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng thần sắc mừng rỡ. Viêm linh chi lưới kiếm đao phong thượng lóng lánh những này ký hiệu, quả nhiên là một thiên công pháp theo tuyên bố rõ ràng chân quân chỗ đó học xong thưởng cổ ký hiệu về sau, tiêu phàm lập tức chạy về chỉ thủy quan. Sarutobi y xương cái kia miếng trên thẻ trúc, cuối cùng một bộ phận ghi chép đích, quả nhiên là yêu đao tông chủ tu công pháp một trong, tiêu phàm nghiên cứu một phen, xác định không thích hợp chính mình tu luyện, chỉ có thể với tư cách tham khảo. Bởi vì đã sớm có như vậy chuẩn bị tâm lý, tiêu phàm cũng tịnh không hề hoài. Nhưng ở cuối cùng này một bộ phận nội dung bên trong, tiêu phàm cũng không phải đều không có thu hoạch. Ngoại trừ yêu đao tông một thiên chủ tu công pháp, tiêu phàm còn tìm được rồi một đan phương, tên là, ngàn trượng đan, chính là Sarutobi yương cất chứa tại chữ vật vòng tay ở phía trong cái chủng loại kia. Đan dược, đan phương đã nói đắc minh bạch, loại đan dược này đối với tăng tiến kim đan kỳ tu sĩ tu vi cùng pháp lực, có rất không tệ hiệu quả. Để cho nhất tiêu phàm vui vẻ chính là, luyện chế, ngàn trượng đan, dược liệu cần thiết, tuyệt đại bộ phận hắn linh dược viên ở phía trong thì có chỉ kém ba bốn vị phụ trợ dược liệu. Hơn nữa, theo tiêu phàm biết, cái này mấy vị phụ trợ dược liệu, tại trước mắt trung thổ giới, cũng không hoàn toàn tuyệt tích. Chỉ cần có thể tìm được những dược liệu này, cho dù là trùng trồng tử hòa cây non là được, cây ghép đến linh dược viên ở bên trong, không dùng được vài năm, có thể đạt tới mấy trăm năm dược tính, hoàn toàn có thể làm thuốc luyện đan. Nếu gấp một điểm lời mà nói, trồng tại thứ hai tiến linh dược viên gấp trăm lần khu, mấy tháng thời gian có thể có vài chục năm dược tính, miễn cưỡng cũng có thể dùng. Bởi vì là phụ trợ dược liệu, dược tính kém một chút chút ít, cũng sẽ không quá ảnh hưởng, ngàn trượng đan công hiệu. Dù sao hắn trước mắt trong tay còn có 6 khỏa đan dược, mỗi tháng luyện hóa một khỏa, cũng có thể trước ủng hộ 6 tháng. 6 tháng sau, lại luyện chế một đám, tiếp qua 3-4 năm, dược hiệu tốt nhất, ngàn trượng đan, có thể rất nhiều luyện chế ra đến, liên tục không ngừng mà cung ứng, thẳng đến hắn tiến dai thành dừng lại. Có tinh tiến tu vi, tăng cường pháp lực đan dược, tiêu phàm có thể tiết kiệm đại lượng lúc tu luyện gian, trước thời gian tiến giai. Hoặc là tại ngang nhau thời gian trong, tu luyện càng nhiều là công pháp, cô động xa so cùng giai tu sĩ hùng hậu nhiều lắm chân nguyên pháp lực. Trừ lần đó ra, tiêu phàm quan tâm nhất tự nhiên có lẽ hay là viêm linh chi lưới kiếm bí mật. Cái này hỏa viêm chi binh, là năm đó cách hỏa tinh linh tại vô tận liệt diễm bên trong luyện chế ra đến đích, nếu như cất dấu bí mật gì lời mà nói, khẳng định không đơn giản hiện tại quả nhiên không để cho tiêu phàm thất vọng quả nhiên là một thiên pháp quyết tu luyện tiêu phàm không ngừng hướng viêm linh chi lưới kiếm rót vào pháp lực nguyên một đám màu ngân bạch ký hiệu lần lượt lóng lánh ra thật sâu khắc sâu tại tiêu phàm trong óc chỉ là như vậy toàn lực thúc giục viêm linh chi lưới kiếm rất nhanh tiêu phàm đã cảm thấy linh lực tiêu hao qua kịch khó có thể vì kế không thể không ngừng lại ăn vào một quả khôi phục nguyên khí đan dược về sau ngồi xuống điều tức suốt 6 canh giờ đi qua viêm linh chi lưỡi kiếm lại một lần nữa liệt diễm bốc hơi, ký hiệu lập loè Như thế nhiều lần 6 lần, một thiên nguyên vẹn tu luyện công pháp suốt cục toàn bộ chữ khác vào đồ vật đến tiêu phàm thần trong thức hải. Dùng tiêu phàm tạo nghệ, cẩn thận một nghiên cứu, lập tức chỉ biết, đây chỉ là tinh viêm quyết tầng thứ nhất, trụ cột bộ phận. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ rồi, dùng tiêu phàm hiện tại công lực, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không khả năng đem tinh viêm quyết tầng thứ hai ký hiệu kích phát ra đến. Chỉ có đem tầng thứ nhất tu luyện tới viên mãn cảnh giới, công lực đại tiến hoặc là đối với tinh viêm chi lực hiểu rõ đi trên một cái mới bậc thang về sau, mới có cơ hội tiến thêm một bước kích phát thần binh, hiểu rõ đến tầng thứ hai công pháp. Lấy việc phải một bước một cái dấu chân đến, dục tốc bất đạt. Nhiều lần nghiên cứu qua mấy lần về sau, tiêu phàm đứng dậy, hướng khác một cái mật thất đi đến. Uyển Thiên Thiên ngay tại cách đó không xa trong mật thất ngồi xuống luyện công. Cho tới bây giờ, Uyển Thiên Thiên vẫn còn luyện tập tương đối trụ cột vô cực môn công pháp, mục đích là vì có thể rất nhanh đem trước kia tu luyện nội lực chân khí chuyển hóa làm linh lực chân nguyên. Đây cũng là vô cực môn tu luyện công pháp chỗ đặc biệt. riêng lấy thế tục võ công mà nói, Son Hồng tuyệt đối có thể xếp vào cao thủ nhất lưu chi lâm. Cứ việc tuổi còn trẻ, lại là cô nương gia, nội lực lại thập phần thâm hậu chuyển hóa thành linh lực chân nguyên về sau, tăng thêm tiêu phàm chuyên môn vì nàng luyện chế đan dược, liệu tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Tiêu phàm theo Mao Sơn trở lại thanh hư quan thời điểm, Uyển thiên thiên chính đang bế quan, tiêu phàm cũng sẽ không có đi quấy rầy nàng. Tính toán thời gian, Uyển thiên thiên cũng nên khải quan ra liễu tương đương. Quả nhiên, tiêu phàm vừa mới đi đến Uyển thiên thiên bế quan mật cửa phòng, mật thất cửa đá liền tự động mở ra, lộ ra một nắng tuyệt luân khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo nghịch ngợm dáng tươi cười, cười hì hì nhìn thẳng tiêu phàm. Tung xem như tại trong khi tu luyện, Uyển thiên thiên cũng như cũ là một thân hỏa hồng váy liền áo, trang phục đắc thanh xuân kiểu diễm, mới vô cùng. Loại tình hình này, ước chừng cũng chỉ có vào lúc này trung thổ giới có thể gặp được. Tu chân hoàn cảnh triệt để sụp đổ, thúc đẩy sinh trưởng khoa học kỹ thuật văn minh phát triển, thế giới biến thiên, xa xa cùng trước kia tu chân văn minh dẫn đạo thủy triều thời điểm quỹ tích hoàn toàn bất đồng. Ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ tới tìm ta đích. Uyển thiên thiên mở ra hai tay, nhào tới tiêu phàm trong ngực, hoàn ở eo của hắn, xảo cười yên nhiên. Tiêu phàm cười trà sát thổi quát nàng thẳng mũi, khoa trương một câu, không tệ, nhìn ra được, trong khoảng thời gian này ngươi rất dụng công đích. Dụng thần niệm chi lực quét qua, tiêu phàm có thể phát giác, Uyển thiên thiên chân nguyên trong cơ thể linh lực chuyển hóa, đã muốn hoàn thành đắc không sai biệt lắm, tại linh dược tăng thêm phía dưới. Hôm nay tiểu nha đầu cũng dùng bước vào chút cơ kỳ cảnh giới như thế nào? Tại ngươi trong ấn tượng ta chính là cái đầu cơ trục lợi ăn không hết khổ không dùng được công không dùng nha đầu. Ai ngờ cái này một câu khích lệ ngược lại làm cho Huyền Thiên Thiên không vui, vểnh lên cái mũi rất không thoải mái nói tinh nghịch hồ đồ, xinh đẹp thanh xuân chỉ là bề ngoài của nàng, một cái ăn không hết khổ không dùng được công nha đầu, không có khả năng tại hai mươi mấy tuổi thời điểm liền trở thành uy chân bắc sáu tỉnh, đệ nhất nữ ma đầu. Đó là phải hạ chân công phu đích. Tiêu phàm mỉm cười, cũng không thèm để ý nàng tiểu tính tình, nói ra, đến, chúng ta nghiên cứu thoáng một tí cái này thiên công pháp. Quyền thiên thiên là hỏa thuộc tính kim thuộc tính song linh căn linh thể, dùng hỏa thuộc tính làm chủ. Loại này có rõ ràng chủ yếu và thứ yếu chi phần song linh căn linh thể, tu luyện thiên phú độ cao, gần với đơn linh căn tinh khiết linh thể cùng một ít đặc biệt không giống người thường dị thường thể chất, Tại tu chân giới, coi như là khó gặp tốt tư chất liếu tương đương. Tinh viêm quyết, nên vậy chính thích hợp với nàng tu luyện. Quyền Thiên Thiên Đúng mới bước vào tu chân giới, vừa mới lĩnh ngộ đến trúc cơ sau khi thành công các loại tinh diệu chỗ, đối với tu chân công pháp hứng thú chính đậm đặc, vừa nghe tiêu phàm nói như vậy, lập tức liền hào hứng bừng bừng, cùng tiêu phàm cùng một chỗ trở lại mật thất, bắt đầu nghiên cứu tinh viêm quyết. Đây là tinh khiết hỏa thuộc tính công pháp. Sự thật chứng minh tiêu phàm phán đoán phi thường chuẩn xác, cái này thiên viễn cổ yêu linh tại tinh viêm chi trong lửa lĩnh ngộ đến, tinh viêm quyết, là thuần túy nhất hỏa thuộc tính thần thông, bất luận cái gì có hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ, đều có thể tu luyện. Tự nhiên, cuối cùng nhất tiêu chuẩn cao thấp, muốn xem mọi người linh căn thuần túy tính, ngộ tính, dụng công trình độ, duyên phận cùng đan dược phân. Vân từ từ một loạt nhân tố đến quyết định. Quyền thiên thiên hơi chút nếm thử, Lập tức tự phát giác môn công pháp này quả thực chính là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu đích, thượng thủ cực nhanh, cả thiên công pháp vừa xem hiểu ngay, không có nửa phần đáng nghi, thử trong người vận tức ba chu thiên, lập tức đã cảm thấy tứ chi bách hải noãn rung rung đích, thoải mái vô cùng. Tiêu Phàm đã sớm tại nàng trong mật thất dùng Viêm Linh chi lưới kiếm tinh viêm chi lực bày ra pháp trận, Uyển Thiên Thiên ngày ngày tới liên hệ, tinh viêm chi lực sớm đã thâm nhập nàng kỳ kinh bát mạch, hôm nay thử một lần luyện, tinh viêm quyết tự nhiên thập phần hợp phách. Nước chảy thành sông. Tiêu Phàm thấy vậy, tự nhiên cũng phi thường vui mừng. RS. Ngày thứ tư bốn ngày càng, giữ gốc vé tháng có không có. Kỳ thật cái này đương làm khẩu, cái gì bỏ phiếu lời nói đều là dư thừa đích. Rơi xuống cũng không am hiểu tuyệt hảo, ngẫu nhiên nói vài lời sống động tình lời mà nói, cũng nhất định lên trước hoa quả khô. Không có đổi mới trèo chống lấy, ngay cầu phiếu lời nói đều không dám nói ra khỏi miệng đến hôm nay là tháng 10 số 1. Ta biết rõ, ngày nghỉ bắt đầu rồi, không ít sách hữu vội vàng đi chơi, không có thời gian đọc sách. Còn có thời gian đọc sách bạn thân đám tỷ tỷ, đừng quên điểm thoáng một tí, đem bả giữ gốc vé tháng quăng cho cái này cố gắng rơi xuống A. Cảm ơn cảm ơn. Chúc đoàn người khiến cho vui sướng. Trường 720, Kim Đan Kỳ Linh Sùng. Chỉ thủy quan có một nhất đặc biệt thành viên khác, thì phải là Hắc Lân. Liên tục nhiều cái nguyệt, cái này đại mèo lười một mực phạm ngủ gật, trong mỗi ngày sẽ không vài lần thanh tỉnh thời điểm. Có xét thấy lần này, tiêu phàm đơn giản đem hắc lân ở lại chỉ thủy quan, khiến nó chậm rãi ngủ, một chút mà tiêu hóa cái kia khỏa độ cao hư hư thực thực dị thú nội đan màu nâu đen viên châu. Hắc lân cùng tiêu phàm tại cùng một cái mật thất. Tiêu phàm ngồi ngay ngắn ở mật thất ở giữa, khoanh chân ngồi xuống, vận công điều tức. Dưới mắt tiêu phàm, cùng ngày thường có chút bất đồng, tuy nhiên như cũ là tuyết trắng đường trang, sắc mặt cũng không tượng ngày bình thường như vậy hơi có vẻ tái nhợt, mà là đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn kỹ lại, thậm chí còn có thể chứng kiến có chút tiệt tí ti, ngọn lửa, tại thân thể của hắn chu không ngừng bốc lên. Cả gian trong mật thất độ ấm, đang tại dần dần tăng cao. Tiêu phàm nhưng thật giống như không có chút nào phát giác, hai hàng lông mày cao lại, chỉ là điều tức. Theo đạo đạo uyển thiên thiên tu luyện, tinh viêm quyết, đồng thời, tiêu phàm mình cũng không có rơi xuống. Đối với tiêu phàm mà nói, Viêm quyết là bắt buộc công pháp. Nguyên nhân ngay tại ở, Viêm Linh Chi Lưới Kiếm, bổ sung thô bạo khí, một mực quấn quanh tại trong cơ thể của hắn, chưa từng hoàn toàn tiêu trừ. Dùng ngàn năm Tuyết Liên Phối Trí đan dược, cứ việc có thể trừ khử một bộ phận lệ khí, nhưng chỉ cần Tiêu Phàm vẫn còn tiếp tục sử dụng Viêm Linh Chi Lưới Kiếm, cái này lệ khí tự thủy chung khó có thể loại trừ sạch sẽ. Hơn nữa, theo Tiêu Phàm công lực tăng tiến, đem tiến thêm một bước kích phát Viêm Linh Chi Lưới Kiếm uy lực, đồng thời thô bạo khí cũng sẽ tăng nhiều. Dùng đan dược trừ khử lệ khí, Thủy Trung không phải chính đồ, duy chỉ có chính mình hoàn toàn luyện hóa cái này tinh viêm thần binh, mới có thể theo căn bản thượng giải quyết viêm linh chi lưới kiếm bổ sung thô bạo khí. Hơn nữa, tiêu phàm một mực chủ tu, hảo nhiên chính khí, mặc dù là vô cực môn trấn giáo thần công, tại tiêu phàm trong cơ thể, tựa hồ tương đối thiên về tại thổ thuộc tính. Thổ thuộc tính công pháp đặc điểm lớn nhất, chính là pháp lực hùng hậu, sức chiến đấu bền bỉ cùng giai tu sĩ bên trong, bỏ qua một bên mặt khác nhân tố không cân nhắc lời mà nói, tu luyện thổ thuộc tính công pháp tu sĩ, pháp lực thâm hậu nhất, sức chiến đấu nhất bền bỉ. Tương đối mà nói, thổ thuộc tính công pháp trong công kích cũng không phải là quá mạnh mẽ, không đủ sắc bén. Với tư cách vô cực môn chấn giáo thần công, Hạo Nhiên chính khí có một cực kỳ đặc thù đặc điểm, là mặt khác rất nhiều tông môn chủ tu công pháp đều rất khó bằng được đích, thì phải là Hạo Nhiên chính khí có thể cùng tùy ý ngũ hành linh thể đem kết hợp chỉ là trong quá trình tu luyện, trọng điểm điểm có chỗ bất đồng. Ví dụ như Trần Dương, là cực kỳ hiếm thấy kim linh thể, tu luyện hạo nhiên chính khí tiến độ, thậm chí càng tại tiêu phàm phía trên. Tại Trần Dương trong cơ thể, hạo nhiên chính khí liền bày biện ra kim thuộc tính đặc điểm, công kích cực kỳ sắc bén. Bất qua tổng thể mà nói, hạo nhiên chính khí là cố bản bồi nguyên công pháp, càng nhiều là thời điểm, là vì thi triển mặt khác pháp quyết cung cấp cuồn cuộn không kiệt chân nguyên pháp lực, muốn tiến thêm một bước tăng cường lực công kích cùng lực phòng ngự, còn muốn tu luyện một ít mặt khác càng thêm thiên về tài hữu ích, thiết thực pháp quyết pháp môn. Cho nên tu luyện, tinh viêm quyết cùng hạo nhiên chính khí cũng không xung đột. Lại để cho tiêu phàm kinh ngạc chính là, hắn tu luyện, tinh viêm quyết, tiến độ cực nhanh, thậm chí không thua thân cư hỏa thuộc tính linh căn uyển thiên thiên. Đương nhiên, tinh viêm quyết tầng thứ nhất pháp quyết sau khi luyện thành, phát huy ra đến uy lực thì hoàn toàn bất đồng đích. Tiêu Phàm cảnh giới so Uyển Thiên Thiên cao hơn nhiều, thi triển tinh viêm quyết, uy lực cùng với Uyển Thiên Thiên không thể so sánh nổi. Nếu như hai người cảnh giới tương đương, có lẽ Uyển Thiên Thiên phát huy uy lực muốn so Tiêu Phàm mạnh hơn. Thực tế lại để cho Tiêu Phàm mừng rỡ chính là, theo đối với tinh viêm quyết, lĩnh ngộ trong cơ thể cất giấu cái kia cổ thô bạo khí cũng đang đang dần dần hóa giải trừ khử. Quả nhiên cùng hắn lúc trước đoán trước đồng dạng. Bởi như vậy, sau này hắn cũng chỉ muốn chuyên chú vu lôi bằng nội đan bạo ngược khí hóa giải, cùng với trừ khử huyết đan thượng bám vào cái kia chút hít dị trùng khí tức. Ba người đều đều là tiêu phàm họa lớn trong lòng, có thể tiêu trừ một trong số đó, tự nhiên là không thắng chi hỉ. Để cho nhất tiêu phàm làm không rõ ràng chính là, hắn vậy mà không có biện pháp phán định mình rốt cuộc là dạng gì linh thể. Rất nhiều người đều nói hắn là tu luyện thiên tài, thiên phú cực kỳ xuất chúng, nhưng mà tiêu phàm rõ ràng tại trong cơ thể mình phát hiện ngũ hành linh căn, thậm chí ngay phong linh căn bản, lôi linh căn đều ẩn ẩn hiển lộ ra như vậy một tia mánh khóe. Nhưng mà, cái này là không thể nào đích. Ngũ hành linh căn ra hiện tại một người trên người, tỏ vẻ một việc, đó là một người bình thường, không thích hợp tu chân. Nói như vậy, linh căn thuộc tính Việt đan tinh khiết, tu luyện giả thiên phú liền càng cao, thật giống như Trần Dương, tu luyện hạo nhiên chính khí so tiêu phàm còn nhanh. Hiện tại Tiêu Phàm rõ ràng tại trong cơ thể mình phát hiện ngũ hành linh căn, thậm chí còn có phong linh căn bản cùng lôi linh căn loại này dị chủng linh căn, tựa hồ hắn vô luận tu luyện loại nào công pháp cũng có thể đích. Tiêu Phàm nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác mình có thể là nào đó ẩn linh thể, nhìn về phía trên tốt như cái gì linh căn đều có, kỳ thật đều là ngụy linh căn, theo Hạo Nhiên chính khí biểu hiện ra dày thổ thuộc tính đến xem, chính mình ẩn linh thể, hẳn là dùng thổ thuộc tính làm chủ đích. Đây là duy nhất giải thích hợp lý liễu tương đương. Chỉ là, vì cái gì tu luyện tinh viêm quyết, tốc độ cũng có thể như vậy nhanh đâu này. Tiêu Phàm lại đem hắn quy kết với mình đã từng nhiều lần sử dụng Viêm Linh chi lưới kiếm đối địch, trong cơ thể sớm đã lây dính tinh viêm chi lực, bởi vậy tu luyện tinh viêm quyết lúc mới có thể tiến cảnh đặc biệt nhanh, không tại song linh thể uyển thiên thiên phía dưới. Đang lúc Tiêu Phàm điều chỉnh chân nguyên trong cơ thể chuẩn bị đem tu luyện ra đến, tinh viêm chi lực, thu vào trong kim đan thời điểm, khóe mắt bỗng nhiên nhảy dựng, mãnh liệt mở hai mắt ra, ánh mắt như thiểm điện hướng mật thất trong góc quét tới. Bên kia mái hiên, một đoàn bóng đen đang lẳng lặng mà gục ở chỗ này, đúng vậy nằm ngáy o. O, hắc lân, bất quá thời gian dài như vậy xuống, vốn là màu lông hắc bạch giao nhau hắc lân, bộ lông trên cơ bản lại toàn bộ biến thành màu đen, lè lè tỏa sáng, lại thành xứng đáng cái tên đại hắc miêu chỉ có ở giữa chán, có một đoàn màu trắng bộ lông, tuyết bạch tuyết bạch đích, tựa như trên chán nhiều ra đến một mắt dọc. Đem tiêu phàm đột nhiên từ ngồi xuống chung bừng tỉnh đích, đúng vậy phát sinh ở hắc lân trên người biến hóa. Chỉ thấy hắc lân tuy nhiên vẫn còn nằm ngáy o, o, trên chán cái kia một nắm tuyết trắng bộ lông, lại lóng lánh khởi sáng bóng, nhan sắc cũng đang tại do tuyết trắng hướng ngân bạch chuyển biến, một cổ cuồng bạo khí tức tự hắc lân trong cơ thể lộ ra. Tiêu phàm thân hình vừa động, tự vô thanh vô tức mà đến hắc lân bên người thần niệm chi lực bao phủ mà xuống không ngờ vừa vừa mới tiếp xúc đến hắc lân thân thể lập tức tự lọt vào mãnh liệt phản kích hắc lân trong cơ thể tự nhiên mà vậy lộ ra một cổ lực lượng không chút khách khí mà đem tiêu phàm thần niệm chi lực cái lại trở về cái này vẫn còn mà thôi chính thức lại để cho tiêu phàm kinh hãi chính là cổ lực lượng này hắn rất quen thuộc cũng không phải hắc lân lực lượng của mình mà là xuất từ cái kia khỏa đã từng bị hắc lân thôn vệ màu nâu nội đan trong khoảng thời gian này tiêu phàm một mực đều ở dùng thần niệm chi lực cùng thiên nhãn thần thông điều tra hắc lân trong cơ thể tình hình tựa hồ rất hài lòng đã muốn không thể tại hắc lân trong cơ thể tìm được cái kia khỏa màu nâu nội đan hẳn là bị hắc lân luyện hóa mất ngoại trừ khí tức sau so trước kia cường thịnh rất nhiều bên ngoài giống như không nữa những thứ khác bất đồng lại để cho tiêu phàm tương đối yên tâm ai biết nhưng bây giờ bỗng nhiên đã xảy ra kinh người như vậy biến hóa meo hắc lân một tiếng kêu hoán hai mắt mãnh liệt mở ra đến mắt mèo như lạnh điện loại hướng tiêu phàm quét tới vốn là lộ ra kinh nghỉ thần sắc lập tức ánh mắt phát lạnh hiện lên một vòng vẻ mặt thống khổ đen nhánh thân thể mãnh liệt cung kính bắt đầu đứng dậy trên cổ lông màu đen một cây bị dựng lên mèo hắc lân lại là một tiếng kêu hoán lại trở nên hết sức thống khổ tựa hồ đang tại gặp nào đó thống khổ dày vò theo hắn trong cơ thể lộ ra cái kia cổ cuồng bạo khí thức càng thêm nồng đậm cái chán tuyết trắng bộ lông đã muốn dần dần chuyển biến thành màu ngân bạch, dạng rỡ sáng chói, tựa như tinh khiết ngân giống nhau, cũng một cây mà dựng thẳng đứng lên, cảm giác tựa hồ có nào đó khác thường mấy cái gì đó đang muốn theo hắc lân cái chán nhập vào cơ thể ra. Tiêu phàm chấn động, không kịp nghĩ nhiều, tay trái niết quyết, tay phải thực chung hai chỉ cũng chỉ một điểm, một cổ tinh thuần khổng lồ hạo nhiên chính khí, hóa thành màu ngà sữa hỗn độn đồ án, vào đầu hướng hắc lân bao phủ xuống đi. Oanh! hạo nhiên chính khí cùng hắc lân trong cơ thể cái kia cổ cuồng bạo chi lực đụng vào nhau, màu ngà sữa hỗn độn đồ án, liền lập tức nóng nảy run rẩy lên, vậy mà vừa tiếp xúc, liền bầy biện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Tiêu phàm lạnh, hừ, một tiếng, hai tay rất nhanh kết ấn, lại một cái màu ngà sữa hỗn độn đồ hình bao phủ mà hạ, cùng vừa rồi hỗn độn đồ hợp cùng một chỗ, lập tức liền đem cái kia cổ cuồng bạo chi lực trấn áp thôi xuống dưới. Meo, Hắc lân nổi giận mà hét lên một tiếng, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt đồng dạng tràn đầy nổi giận sát cơ, hoàn toàn không có có một tí thân cận ý. Giờ phút này Hắc Lân không còn là tiêu phàm quen thuộc linh sủng, mà là một loại khác cực độ nguy hiểm sinh vật. Để cho nhất tiêu phàm giật mình chính là Hắc Lân khí tức đang tại phi tốc tăng vọt. Trong nháy mắt, tự do luyện khí kỳ 9 tầng đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, không đợi tiêu phàm phục hồi tinh thần lại, lại biến thành trúc cơ trung kỳ, sau một lát lại càng đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, thẳng bức trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh, thật giống như đem trên trăm năm tu luyện quá trình, tại tiêu phàm trước mặt dùng mau vào hình thức bầy biện ra đến. Mà chấn đè xuống màu ngà sữa hỗn độn đồ, lại một lần cấp tốc run rẩy lần nữa bầy biện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Tiêu phàm lại do dự bắt đầu đứng dậy, không biết có phải hay không là nên tiếp tục tăng mạnh chấn áp chi lực. Dù sao, đó là Hắc Lân, cùng hắn cùng một chỗ sinh sống hơn 20 năm bổn mạng linh sùng, là hắn người thân nhất người nhà giống nhau. Vạn nhất chân áp chi lực quá mạnh mẽ, làm bị thương Hắc Lân, lại như thế nào cho phải. Mèo! Hắc Lân lại một lần nữa kêu to, trong mắt nổi giận khí tức, đột nhiên biến mất, mà chuyển biến thành đích, là tiêu phàm cực kỳ quen thuộc thân cận ánh mắt, tựa hồ đang tại khẩn cầu tiêu phàm xuất thủ tương trợ. Bất quá cái này thân cận ánh mắt lóe lên tức thì, lập tức lại trở nên bạo ngược vô cùng, tràn đầy sát ý. Tiêu phàm lại không trần chờ, hét lớn một tiếng, mười ngón gian lôi lóng lánh, từng đạo chói mắt hồ quang điện lóng lánh ra. Nhìn qua cái này từng đạo trói mắt lôi hồ, khắc lân màu vàng kim óng ánh trong con mắt, sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng nhân cách hóa loại vẻ sợ hãi, trong nháy lại biến thành càng thêm cuồng bạo tức giật, thân thể mãnh liệt bắn ra, trong cơ thể khí tức lập tức phá tan trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong bình cảnh, lập tức vọt vào kim đan kỳ, hơn nữa lần nữa một đường điên cuồng phát ra, trực tiếp trèo lên kim đan trung kỳ cảnh giới một tiếng kinh thiên động địa gào thét, một toàn thân đen kịt mãnh thú hư ảnh, bỗng nhiên di động hiện ra, đứng ở hắc lân đỉnh đầu, hung dữ mà nhìn thẳng tiêu phàm. Cái này mãnh thú hư ảnh chiều cao hai trượng, chợt nhìn đi lên, cực giống một đầu toàn thân màu đen mãnh hổ, chỉ là cái chán có một đống chặt dựng thẳng mục, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Dương nanh múa vuốt, hướng về tiêu phàm không ngừng gào thét. Cùng lúc đó, hắc lân lại cuộn mình thành một đoàn, không có khí tức. May mà bổn mạng linh sủng cùng tiêu phàm tâm thần tương liên, tiêu phàm có thể cảm nhận được hắc lân tồn tại, còn có sinh mệnh khí tức, bất quá như có như không, thập phần nguy hiểm. Tiêu phàm lạnh lùng mà chầm chầm vào cái kia hắc hổ hư ảnh, thân thể phiêu nhiên nhi khởi, hai tay mãnh liệt đi xuống đất vừa bổ, ầm ầm, lôi tiếng vang lên, hai đạo vừa thô vừa to vô cùng hồ quang biện hướng về hắc hổ hư ảnh vào đầu mãnh liệt vỗ xuống. Hắc hổ hư ảnh không sợ hãi chút nào, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, phóng lên trời, đỉnh đầu hai tầng chấn áp màu ngà sữa hỗn độn đồ từng khúc vỡ vụn, không có phát ra nổi chút nào trở ngại tác dụng, cái chán dựng thẳng mục đột nhiên mở ra, một đạo kim mang bắn ra, hùng hổ mà cùng hai đạo lôi hồ đánh lại với nhau. Lôi hồ lè lè, kim mang chói mắt, bất phân thắng bại. Tiêu phàm giơ tay lên, bốn ngân lập lè linh phù phi bắn đi ra, tại giữa không trung trung hóa vì bốn đạo lôi điện, mãnh liệt bổ mà hạ, đúng vậy tiêu phàm luyện chế thiên lôi phù, cùng trong cơ thể ngân dược lôi bằng lôi điện xuất từ đồng nguyên. Uy lực tuy không kịp tiêu phàm bản thân kích vọng lại sức thiên lôi, thắng tại xuất kỳ bất ý. Quả nhiên, hắc hổ hư ảnh không nghĩ tới tiêu phàm còn có một chiêu này, khẽ giật mình phía dưới, chưa tới kịp ứng đối, bốn đạo ngân lập lè lôi hồ, đã muốn ẩm ẩm mãnh liệt đánh mà hạ, kể hết oanh kích tại hắc hổ hư ảnh phía trên. Cuối cùng, cái này hắc hổ hư ảnh cũng không phải là dị thú bản thể, chỉ là trong trong nội đan bổ sung một tia tàn hồn chi lực, cho dù khi còn sống càng lợi hại, một đám tàn hồn cũng muôn vàn khó khăn phát huy ra bản thể nửa thành uy lực. Bị bốn đạo lôi điện một kích, ngửa mặt lên trời không cam lòng mà một tiếng gào thét, liền một chút vỡ vụn ra đến, hóa thành ti ti từng sợi khói đen, thoáng qua trong lúc đó, đã bị Hắc Lân hấp thu không còn. Trong mật thất cuồng bạo khí, bỗng nhiên tiêu tán. Tiêu Phàm chậm rãi hạ xuống tới. Meo. Đại Hắc Miêu sớm đã khôi phục thái độ bình thường, bóng đen lóe lên bắn vào đến tiêu phàm trong ngực, rũi ra phấn hồng đầu lưỡi, không ngừng liếm láp lấy tiêu phàm mở u bàn tay, ô ô mà thấp minh lấy, có vẻ cực kỳ thân mật. Tiêu phàm thần niệm quét qua, không khỏi sợ hãi kêu lên một cái. Giờ phút này Hắc Lân, vậy mà đã muốn thật sự đột phá trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, khóa nhập kim đan kỳ, tuy nhiên còn không có hắc hổ hư ảnh vừa rồi biểu hiện ra ngoài kim đan trung kỳ thực lực, lại đã đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tự muốn tiến dai vừa rồi cái kia trường lấy viên thứ ba dựng thẳng mục đích màu đen con cọp hư ảnh, tiêu phàm lại không có gì ấn tượng, nghĩ không ra cái kia là bực nào linh thú, bất quá mang theo rõ ràng thượng cổ hoang dã khí tức, không giống tiểu khả. Một nghĩ đến đây, tiêu phàm lập tức hai tay bưng lên hắc lân, cẩn thận dò xét hắn cái chán cái kia một rúm màu ngân bạch bộ lông, đại hắc miêu cũng lệch ra cái đầu, nghịch ngợm mà nhìn xem hắn, trong hai mắt, linh khí bức người. Với tư cách tiêu phàm bổn mạng linh sủng, Hắc Lân vốn là tựu cực kỳ thông minh, sớm đã không phải bình thường Hắc Miêu có thể so sánh đích. Giờ phút này tự nhiên nâng cao một bước, phòng chừng chỉ là còn sẽ không mở miệng nói chuyện mà thôi. Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm giác được, tại Hắc Lân cái chán màu ngân bạch mau, lông dưới tóc, tựa hồ cũng cất dấu nào đó lực lượng thần bí, hoặc là lần nữa tiến hóa về sau, Hắc Lân cũng sẽ tượng Hắc Hổ hư ảnh đồng dạng, tiến hóa ra viên thứ ba dựng thẳng mục đến, lại không biết hội có được những thứ gì chính là hình thức thần thông. Bỗng nhiên trong lúc đó, nhận được rồi một kim đan kỳ linh sủng, tiêu phàm tất nhiên là lòng tràn đầy sung sướng. Liền vào lúc này, tiêu phàm hai hàng lông mày rồi lại mãnh liệt nhân bắt đầu đứng dậy, tựa hồ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 720